Bí thư trùng sinh, vương tử quân. chương 231, binh tới tướng đỡ, nước lên đắp đê. Vương tử quân nhìn tên mặt thẹo đang nằm dưới đất, nhìn những cây tuyết sắt phứt ngổn ngang, hắn chợt hiểu ra điều gì đó. Hắn không ngờ đám người kia lại phát rồ, không những không coi công văn của huyện Lô Bắc ra gì, còn chạy đến huyện Lô Bắc đánh những người thôn dân lưu ra đáng thương. Tiểu Ni Nhi, mày dám đánh tao, tao nói cho mày biết, cảnh sát cũng không làm gì được cả, tao chỉ cần gọi điện thoại thì hôm nay sẽ lột ra mày. Tên đàn ông mặt thẹo không biết đã đứng lên từ khi nào, hắn dùng giọng hung ác nói với tên thanh niên bên này. Vẻ mặt đỗ tiểu trình chợt trở, trở nên âm trầm, nàng cũng không nói gì, chỉ tiến lên đá cho tên mặt thẹo một cái. Tên mặt thẹo bị đá cũng không dám nói thêm lời nào, nhưng ánh mắt độc ác lại chứng tỏ trong lòng cực kỳ oán hận. Tôi sẽ nhất định có câu trả lời rõ ràng cho sự việc này vương tử quân nhìn thoáng qua thôn dân lưu gia đang ho khan sau đó trịnh trọng tuyên bố vương tử quân tuy không lớn tiếng nhưng âm thanh lại cực kỳ kiên quyết tên thôn dân lưu gia muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại ngậm miệng trực giác nói cho hắn biết vị bí thư trẻ tuổi ở trước mặt sẽ không gạt mình vì đỗ tiểu trình dùng điện thoại của vương tử quân gọi đi thế cho nên người của cục công an đến rất nhanh không những liên giang hà có mặt ngay cả chính ủy cục công an là lý toàn thành cũng phó cục trưởng thường vụ kim siêu việt cũng xuất hiện còn có cả trương tân dương hầu như là tập hợp các vị lãnh đạo của cục công an chào bí thư vương liên giang hà nhanh chóng chạy đến trước mặt vương tử quân rồi dùng giọng cung kính nói vương tử quân khẽ gật đầu với liên giang hà sau đó hắn chỉ tay về phía đám côn đồ đang nằm trên mặt đất nói đưa bọn họ về cục công an thẩm vấn cẩn thận liên giang hà đưa mắt nhìn đám côn đồ nằm trên mặt đất trong lòng chợt lóe lên ý nghĩ sau đó hắn vung tay lên Hai ba chục tên cảnh sát nhanh chóng phóng về phía đám lưu manh. Có vài tên thấy tình hình không ổn định đứng lên bỏ chạy, nhưng chưa kịp chạy trốn thì đã bị còng lại. Audio điện tử võ tấn bền. Lý Toàn Thành đứng sau lưng Liên Giang Hà, khi hắn nhìn thấy tên đàn ông mặt thẹo ở trên mặt đất thì vẻ mặt không khỏi biến đổi, hắn chợt cúi đầu, giống như sợ bị phát hiện ra. Vương Tử Quân không ngồi xe của Liên Giang Hà mà đưa Mạc Tiểu Bắc về nơi đóng quân khi đến cổng nơi đóng quân thì mạc tiểu bắc khẽ cười thản nhiên tỏ ý dừng xe lại xe dừng lại ven đường vương tử quân thấy trong mắt mạc tiểu bắc có chút khó xử lúc này tâm tình của mạc tiểu bắc rất phức tạp vừa rồi vương tử quân trầm mặc không nói gì làm cho nàng ý thức được hiện tại mình cũng không muốn xa rời hắn nàng không thể bỏ qua cơ hội trở thành vợ hắn nàng phải tranh thủ cơ hội cho mình khi vương tử quân cảm thấy tức cười thì mạc tiểu bắc đã suy xét cẩn thận có lẽ trong cuộc sống của đàn ông không thích những phụ nữ thông minh tháo vát bọn họ chỉ cần những người phụ nữ dịu dàng ngoan ngoãn mà thôi có thể từ phòng bếp lên phòng ngủ thông minh chỉ là lãng phí nàng không muốn trên người mình có chút gì đó không bình thường mạc tiểu bắc nghĩ đến đây thì dùng giọng ngại ngùng nói với vương tử quân anh nhắm mắt lại đi vương tử quân đưa mắt nhìn mạc tiểu bắc sau đó hắn ngoan ngoãn nhắm mắt lại thế là mạc tiểu bắc hôn lên mặt hắn một cái rồi xoay người đi ngay Vương tử quân cảm thấy trong lòng nóng lên, hắn khẽ hô về phía bóng lưng Mạc Tiểu Bắc. Mạc Tiểu Bắc, anh sẽ đến tìm em. Mùa xuân đến muôn cây bừng bừng sức sống, tất cả những xúc tích trong mùa đông chợt bùng phát, vương tử quân lúc này nghĩ đến tình cảm của mình, tâm tình không khỏi có chút rối loạn. Dù đến bây giờ vương tử quân vẫn chưa có bất kỳ cử chỉ nào thân mật với Mạc Tiểu Bắc, thế nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, hành trình lên núi hôm nay đã chính thức tuyên cáo mối quan hệ của hai người. Người ngoài xem ra hai người khá tương xứng, có thể nói là tuấn nam mỹ nữ, những cô gái khác ở trước mặt Mạc Tiểu Bắc thật sự có thể mất đi tính so sánh và cạnh tranh, vì bọn họ không phải là đối thủ cùng đẳng cấp, không thể đánh cờ tay đôi với Mạc Tiểu Bắc. Thật ra đây là điều không thể nghi ngờ, từ khi Vương lão gia tử ngầm gật đầu đồng ý thì các cô gái kia đã thất bại thảm hại rồi. Hạ Châu, cậu nói chủ nhiệm nhâm đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại gọi một tiếng phân phó cho Tôn Hạ Châu sau đó cúp điện thoại tôn hạ châu cũng không dám chậm trễ hắn tranh thủ thời gian chạy ra ngoài chỉ sau chốc lát thì chủ nhiệm văn phòng khối chính quyền nhâm thu phương đã đi đến lúc này thái độ của nhâm thu phương với vương tử quân càng thêm cung kính chào chủ tịch vương vương tử quân khẽ gật đầu hắn chỉ về phía chiếc ghế đối diện anh ngồi đi nhâm thu phương ngồi xuống cực kỳ chú ý lúc này hắn đã không còn tùy ý giống như lúc vương tử quân là phó chủ tịch huyện trước kia vương tử quân không quyết định được vận mệnh của hắn nhưng sau khi thành phó bí thư huyện ủy vương tử quân đã biến thành một thành viên có thể quyết định số phận của hắn chủ tịch anh tìm tôi có gì cần phân phó nhâm thu phương dù lời nói vẫn như vậy không có gì biến đổi quá lớn nhưng rõ ràng giọng điệu đã càng thêm kính cẩn vương tử quân cũng không trực tiếp đề cập đến vấn đề trước tiên hắn nói về hai việc nhỏ sau đó mới thay đổi chủ đề chủ nhiệm nhâm anh phát công hàm cho người huyện lô nam có hồi âm hay không. Chiêng chống nghe âm, lời nói nghe điệu, nhâm thu phương tất nhiên hiểu rõ điều này. Đừng nhìn bộ dạng không quan tâm của vương tử quân mà lầm, nhâm thu phương nghe vào trong tai cũng cảm thấy đó là lời nói chất vấn bất mãn. Phán đoán theo kinh nghiệm của hắn, lúc này bí thư vương thật sự rất chú ý đến sự kiện kia. Chủ tịch vương, tôi đang định báo cáo cho anh về chuyện này. Trưa nay, Chủ tịch Lý Đông Nhạc chủ quản kinh tế của huyện Lô Nam đã gọi điện thoại đến, nói là huyện lô nam nhất định sẽ xử lý vụ này sẽ cho chúng ta một câu trả lời rõ ràng nhâm thu phương vừa nói vừa đưa mắt nhìn vương tử quân vương tử quân không nói gì hắn chỉ khẽ gật đầu sau đó lại chuyển chủ đề sang phương diện khác đến khi nhâm thu phương ra khỏi phòng làm việc của mình vẻ mặt vương tử quân càng thêm âm trầm huyện lô nam đã trả lời rõ ràng là chơi trò qua loa mà chính văn kiện của huyện lô bắc lại đưa đến hậu quả cho thôn dân lưu ra chỉ sợ mỏ than chính tân sẽ tiến hành trả thù thôn dân lưu gia. Vương tử quân nghĩ đến tình huống ba thôn dân lưu gia bị đuổi ránh vào ngày hôm nay, vẻ mặt hắn càng thêm tức giận. Cốc, cốc, cốc. Ba tiếng gõ cửa khẽ vang lên, thì ra là Thạch Phong Huy đi đến. Thạch Phong Huy là người đi khá gần lưu thành quân, cũng không có kết giao gì với vương tử quân, trước kia rất ít khi đến phòng làm việc của vương tử quân. Khi thấy Thạch Phong Huy thì vương tử quân vội vàng đứng lên, tuy Thạch Phong Huy chỉ là phó chủ tịch huyện, nhưng dù sao đây cũng là cán bộ cấp phó huyện, Vương Tử Quân không thể nào tạo ra cái giá lớn ngay khi mình mơi là phó bí thư huyện ủy. Huy. Chủ tịch Thạch Đại Giá Quang Lâm, không biết có gì cần căn dặn. Mời anh ngồi. Vương Tử Quân vừa vung tay mời Thạch Phong Huy ngồi vừa đi châm trà. Thạch Phong Huy cũng cố gắng khiêm nhường một phen, hắn cười ha hả nói vài câu, sau đó trơ mắt nhìn Vương Tử Quân rót trà cho mình. Hắn nhìn vẻ nhiệt tình của Vương Tử Quân, vốn hắn cũng không có tâm lý ghen ghét, nhưng bây giờ nhìn thấy vị trí phó bí thư đã bị vương tử quân chiếm đoạt, chính mình cố gắng mà thất bại trong gang tắc, thế là không cô hia cảm thấy trong lòng mình có chút ê âm Thạch Phong Huy là phó chủ tịch huyện Lô Bắc được 3 năm, mãi đến bây giờ vẫn là một đứa bé thắp đèn lồng, mà vị cán bộ trẻ tuổi trước mặt đến huyện Lô Bắc chưa đến nửa năm thì đã từ một phó chủ tịch huyện xếp ở vị trí cuối cùng nhảy lên làm phó bí thư huyện ủy. Điều này làm cho hắn khó thể nào tiếp nhận được, khi có tuyên bố Vương Tử Quân sẽ là phó bí thư huyện ủy, hắn sinh ra một cảm giác cực kỳ bức bối. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những gì Vương Tử Quân đã làm ra thật sự là khó ai có thể ngờ được. Ôi, những năm nay tuy có cầu quyền tiền giao dịch, nhưng sự thật chứng minh vị cán bộ trẻ này thật sự có bản lĩnh, cũng không phải ngồi không hưởng lộc. Thạch Phong Huy nói vài câu tào lao với Vương Tử Quân, sau đó nói lên mục đích của mình. Bí thư Vương, hôm nay tôi đến làm muốn xem buổi trưa anh có rảnh không? Tôi muốn mời lãnh đạo dùng một bữa cơm. Thạch Phong Huy mời mình dùng cơm, Vương Tử Quân dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Thạch Phong Huy, hắn vui vẻ nói: "Tất cả mọi người làm quan cũng có điều khó xử, cả ngày liên tục xã giao, tiệc rượu mỗi ngày đều say, uống đến mức đau bao tử. Vì thế người khác mời thì tôi có thể từ chối, nhưng là chủ tịch Thạch mời khách, tôi chắc chắn sẽ đến đúng giờ." "Ha ha ha, cảm ơn bí thư Vương, rất hân hạnh được đón tiếp anh." chờ lát nữa sau khi tan việc thì chúng ta sẽ gặp nhau ở giáp ngư thôn thạch phong huy rất hài lòng với thái độ của vương tử quân nụ cười trên mặt hắn cũng càng thêm sáng lạn vương tử quân khẽ gật đầu xem như đồng ý sau khi xử lý vài chuyện vụn vặt thì đến giờ tan tầm vào buổi trưa nhưng kết quả xử lý của cục công an vẫn còn chưa được đưa đến vương tử quân đã vài lần cầm điện thoại lên nhưng cuối cùng vẫn đặt xuống khi Vương Tử Quân đi đến quán Giáp Ngư thôn thì Thạch Phong Huy đã chờ sẵn trong phòng, nhưng lần này không phải chỉ có một Thạch Phong Huy, còn có ba người khác mà Vương Tử Quân không quen biết. Một người đứng bên cạnh Thạch Phong Huy, có hơi cao gầy, mang theo một cặp kính, có vẻ rất văn sĩ. Một người khác thì hơn 40, gương mặt tròn và mập mạp, mái tóc óng mượt, trên tay đeo một chiếc đồng hồ bạc có kiểu dáng cổ xưa nếu nói hai người kia không có gì khác biệt hơn người thì người phụ nữ đứng bên cạnh có thể nói làm cho hai mắt người đối diện phải tỏa sáng. Người này không phải có mười phần nhan sắc, nhưng gương mặt lại cực kỳ xinh đẹp và dáng vẻ quyến rũ, bất cứ thời điểm nào cũng có thể thu hút ánh mắt của đám đàn ông. Bốn người này vừa thấy vương tử quân đi đến thì đồng thời đứng lên, nhưng nhìn vào thứ tự bọn họ tiến lên cũng biết vị trí của bọn họ là thế nào. Tiến lên cùng nghênh đón với Thạch Phong Huy chính là người đàn ông trung niên đeo kính có vẻ văn sĩ kia. Bí thư vương, vừa vặn có vài người ban đến đây chung vui, tôi thật sự xem như thiếu phương pháp, lại nghĩ bí thư vương có lẽ cũng thích kết giao bằng hiếu, thế cho nên dứt khoát ngồi cùng nhau cho vui. Bí thư vương, nếu anh có trách thì chút nữa tôi xin tự phạt rượu. Thạch Phong Huy bắt tay vương tử quân rồi mỉm cười nói. Thạch Phong Huy dù nói là trùng hợp nhưng những chuyện này xảy ra thì ai cũng có thể biết đó là sắp xếp cố ý, chỉ sợ lần này mời vương tử quân dùng cơm là ba người kia, còn Thạch Phong Huy chẳng qua chỉ là trung gian mà thôi. Trong lòng chợt lóe lên ý nghĩ, vẻ mặt vương tử quân vẫn không chút biến đổi, hắn khẽ bắt tay Thạch Phong Huy rồi nói: "Chủ tịch Thạch, lúc này cũng không thể không phạt rượu anh, anh biết rõ con người tôi thích kết giao bạn bè mà còn nói vậy, không phạt anh thì phạt ai?" Thạch Phong Huy nhìn nụ cười của vương tử quân mà biết chú tâm tư của mình không qua mắt được đối phương nhưng hắn cũng không muốn nghĩ nhiều ở phương diện này trong quan trường thì mọi người thường hay thầm hiểu nhau mà không nói ra tôi sai rồi bí thư vương chút nữa sẽ tự phạt rượu nếu đã là bạn bè thì tôi đây cũng xin giới thiệu một chút thạch phong huy nói rồi chỉ vào vương tử quân giới thiệu đây là bí thư vương tử quân của huyện lô bắc chúng tôi anh ấy chủ trảo khối tư pháp ánh mắt của ba người kia đều nhìn về phía vương tử quân đặc biệt là người đàn ông đeo kiếng cao gầy Tuy cách một cặp kính nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh như trước. Tuy chúng tôi ở huyện Lô Nam nhưng đã sớm nghe qua đại danh của Bí thư Vương, lần này Bí thư Vương đến thành phố An Dịch đàm phán về chuyện xây dựng cầu đường An Lô thật sự thành công, không những có lợi cho huyện Lô Bắc, còn có lợi rất lớn cho huyện Lô Nam chúng tôi. Bí thư Vương, tôi đại bi ể cho nhân dân huyện Lô Nam nói lời cảm tạ với anh. Tên đàn ông cao gầy lên tiếng, âm thanh làm người ta cảm thấy sự hào hoa phong nhã sau khi vương tử quân vào phòng thì chú ý đến người đàn ông cao gầy này đầu tiên lúc này thấy hắn có thể nói ra sự việc đắc ý nhất của mình thế là không khỏi cảm thấy có hơi bất ngờ khi vương tử quân nghe thấy ba chữ huyện lô nam thì trong lòng khẽ động hắn đã đoán được bảy tám phần lý do mà đám người này muốn đến gặp mình nhưng vẻ mặt hắn vẫn bất động hắn thản nhiên nói nào phải là công lao của tôi đây chính là công lao của sự hợp tác chặt chẽ của huyện ủy và khối chính quyền là sự liên kết vững chắc của Bí thư Hầu và Chủ tịch Lưu. Còn tôi, tôi chỉ là một người truyền lời mà thôi, nếu quy công lao lên người tôi thì cũng không đúng. Người đàn ông trung niên cao gầy thấy Vương Tử Quân khiêm tốn như vậy thì vẻ mặt không khỏi biến đổi, những năm qua hắn tiếp xúc với rất nhiều quan viên, cũng gặp không ít người làm việc cẩn thận như Vương Tử Quân, nhưng đó là những lão quan trường, mà Bí thư Vương xem ra có độ tuổi thua kém xa đám người kia. Nhưng nếu nói về phương diện đa mưu túc trí thì hai bên có thể nói là tương đồng với nhau, hắn thầm nghĩ sau này nên lưu tâm đến người này nhiều hơn. Bí thư Vương, tôi xin giới thiệu cho anh, vị này chính là chủ tịch tập đoàn Chính Viễn là Trần Lưu Căn tiên sinh, anh ấy là thần tài của huyện Lô Nam. Thạch Phong Huy vừa cười vừa nói, vừa chỉ tay vào người đàn ông trung niên cao gầy. Trần Lưu Căn, tập đoàn Chính Viễn, Mỏ Than Chính Tân, những chữ này xuất hiện trong đầu Vương Tử Quân lúc này hắn cũng tranh thủ vươn tay bắt chặt tay của đối phương thì ra là chủ tịch trần đã nghe qua đại danh thật sự như sấm nổ bên tai trần lưu căn cũng vươn tay bắt chặt tay vương tử quân bí thư vương đã quá lời rồi tôi chỉ là một người làm công những năm nay có gắng công tác kiếm chút cơm nếu nói có danh tiếng nếu so với bí thư vương thì thật sự chỉ là kiến hôi mà thôi không đáng nhắc đến không đáng nhắc đến trần lưu căn nói những lời này có vẻ như khiêm tốn nhưng khi hắn lên tiếng lại bùng lên một loại khí thế, sao đối phương có loại khí thế này, vì hắn là loại người lắm tiền nhiều của. Vương tử quân cười ha hả, hắn khẽ buông lỏng tay Trần Lưu Căn, vì hắn cảm thấy trong lòng bàn tay của đối phương có chút lạnh. Bí thư vương, tôi là Lý Đông Nhạc của huyện Lô Nam, cùng phụ trách một khối công tác giống như chủ tịch Phong Huy, mong bí thư vương chỉ điểm nhiều hơn. Người đàn ông trung niên mập mạp đầu tóc bóng mượt nửa nụ cười sáng lạn tự giới thiệu mình với vương tử quân lý đông nhạc đây chính là người gọi điện thoại giải thích với nhâm thu phương vương tử quân lúc này cũng bắt tay nói một câu chào đón với lý đông nhạc sau đó người phụ nữ đứng bên cạnh lý đông nhạc cũng mở miệng giới thiệu theo lời của nàng thì mình tên là quách an quyên là trợ lý đặc biệt của chủ tịch trần sau khi giới thiệu thì năm người bắt đầu ngồi xuống vương tử quân tuy khiêm nhường mãi nhưng cũng phải ngồi xuống vị trí chủ vị còn quách an quyên lại cởi áo khoác ngoài màu đỏ ra ngồi xuống bên cạnh vương tử quân Cô gái này mặc áo khoác thì đã quyến rũ 10 phần, bây giờ cởi ra để lộ áo sơ mi màu trắng bên trong thì càng có vẻ núi non phập phồng, đẹp không tả xiết. Nàng ngồi xuống bên cạnh vương tử quân, một mùi hương nhàn nhạt, nhạt đã lấp đầy khoang mũi của hắn. Khi tiệc rượu bắt đầu thì nhóm người Trần Lưu Căn và Lý Đông Nhạc cũng không đề cập đến chuyện mỏ than chính tân, bọn họ tranh thủ nói ra nhiều chuyện mới mẻ lạ lẫm. Quách hàn quyên càng phát huy sức quyến rũ nữ tính của mình, miệng anh đào hé mở thật sự làm cho cả bàn tràn đầy sức sống. Bí thư vương, tôi mời anh một ly, kính xin anh giúp đỡ nhiều hơn. Trần Lưu Căn nâng ly rượu lên mỉm cười nói. Vương tử quân thấy Trần Lưu Căn khác xa những ông chủ xí nghiệp mình từng gặp, người này mở miệng luôn tỏ ra hào hoa phong nhã, làm cho người ta sinh ra cảm giác đối phương không phải là chủ tịch tập đoàn mà giống như một giáo sư đại học. Vừa hai bên nói chuyện với nhau, Vương tử quân biết người này chính là thế hệ sinh viên đầu tiên của thành phố năm xưa có thể thi đậu đại học thì rõ ràng là tinh anh trong tinh anh vương tử quân thấy người này rất khó thể nào liên hệ với hình tượng của một ông chủ mỏ than nhưng nhìn vào vẻ tôn kính của lý đông nhạc với trần lưu căn xem ra đối phương cũng chẳng đơn giản gì cho lắm vương tử quân mỉm cười cầm ly rượu nói chủ tịch trần tôi tử lượng có hạn thế này đi chúng ta cùng uống một ly xem như hôm nay đến đây thôi hai mắt trần lưu căn chợt lóe sáng bên trong lóe lên chút lạnh lẽo Bí thư vương, con người của tôi có chút bướng bỉnh, trước kia đã nếm qua không ít đau khổ, trong mắt tôi thì chỉ mời rượu bạn bè chân chính, đã bao năm qua vẫn không đổi quy củ này. Bí thư vương, tôi chân thành hy vọng anh có thể uống cạn ly này. Trần Lưu Căn nói rất ẩn giấu, nhưng ý nghĩa của nó thì ai cũng hiểu. Vương tử quân nhìn ly rượu trước mặt rồi thản nhiên nói. Tôi xin nhận ý tốt của Chủ tịch Trần, thế nhưng tử lượng của tôi thật sự có hạn, uống hết ly này sẽ say mất, Tôi thấy chúng ta nên dừng là vừa." Vương Tử Quân nói rồi nâng ly rượu lên. "Chủ tịch Phong Huy, hôm nay chúng ta đã uống khá nhiều, buổi chiều còn có việc, hay là chúng ta về thôi?" Vương Tử Quân nói rồi ngửa cổ lên uống cạn ly rượu, sau đó hắn đặt ly xuống, khẽ cười cười với Thạch Phong Huy, lại nói lời xin lỗi không tiếp được lý đông nhạc, thế rồi đứng lên khỏi ghế đi về phía cửa. Trần Lưu Căn thấy Vương Tử Quân bỏ đi mà nụ cười trên mặt chợt đông cứng thạch phong huy cũng thấy rõ vương tử quân không có hảo cảm với người của huyện lô nam đặc biệt là với trần lưu căn thì càng lãnh đạm nhìn bí thư vương bỏ đi với vẻ mặt lạnh nhạt thì hắn có chút hối hận sắp xếp bữa cơm này chỉ mang tính chất hỗ trợ nhưng hắn cũng không muốn vì nó mà đắc tội với vương tử quân bí thư vương tôi cũng vừa lúc phải đi làm chúng ta cùng đi thạch phong huy nói với vương tử quân rồi đi theo lý đông nhạc thấy hai người vương tử quân phải đi thì muốn lên tiếng cản lại nhưng trần lưu căn khoát tay vẻ mặt lại không phục bình tĩnh nhiệt tình tiễn hai người vương tử quân ra khỏi phòng sau khi tiễn chân hai người vương tử quân ba người trần lưu căn lại quay về phòng quách an quyên cười hì hì nói ông chủ anh còn chưa kịp dùng những gì mình đã chuẩn bị sao lại cho người ta đi như vậy quách an quyên nói mà thân thể núi non chập trùng cũng không khỏi áp về phía trần lưu căn hai đỉnh núi cao vút khẽ ma sát với cánh tay của trần lưu căn lý đông nhạc cảm thấy trên mặt bùng lên lửa nóng khi nhìn thấy động tác của quách an quyên nhưng lúc này hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài trần lưu căn khẽ dùng tay đẩy người phụ nữ làm cho tâm tình lý đông nhạc rung động ra ngoài sau đó hắn lau mắt kính rồi thản nhiên nói đối phương đã chặn hết tất cả ngã đường chúng ta nếu lấy ra cũng chỉ tự rước nhục quách an quyên cười hì hì nói tôi cũng không tin trên đời không có mèo không ăn vụng ông chủ trần nếu không anh cứ giao nhiệm vụ cho tôi tôi sẽ thử xem thế nào. Quách An Quyên nói gì thì Trần Lưu Căn hiểu ngay, trước kia Quách An Quyên đã giúp hắn nhiều chuyện như thế này, nhưng bây giờ hắn thấy trò kia là vô dụng, thế là lắc đầu nói. Minh tới tướng đỡ, nước đến đắp đê, đối đãi với người này thì phương án của cô không phù hợp, lúc này cần phải vung tay gõ xuống đầu mới được. Vương tử quân nhìn tờ giấy mỏng trong tay, hắn trầm ngâm hơn 10 phút, vì trên trang giấy này cũng không ghi gì nhiều, chỉ là một bản sơ yếu lý lịch. Lý lịch của Trần Lưu Căn không nhiều, chỉ hơn 300 chữ, nhưng người này từ một công nhân viên của xí nghiệp phá sản đã trở thành chủ tịch tập đoàn chính viễn nổi tiếng huyện Lô Nam. Trần Lưu Căn còn là đại biểu quốc hội, là một lãnh đạo xí nghiệp vĩ đại của thành phố, thế nên Vương Tử Quân nhìn sơ yếu lý lịch của đối phương mà khẽ nhíu mày. Bí thư Vương, cục trưởng cục công an đến. Tôn Hạ Châu khẽ đi vào báo cáo. Liên Giang Hà đến, Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Mời cục trưởng Liên vào đây. Tôn Hạ Châu đồng ý một tiếng rồi đi ra, một lát sau cục trưởng Liên Giang Hà và phó cục trưởng Trương Tân Dương đi vào. "Chào bí thư Vương." Liên Giang Hà tuy hơn 50 nhưng vẫn rất khí thế, rất tinh thần, đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân thì lên tiếng vấn an. Nếu so sánh với Liên Giang Hà thì Trương Tân Dương có quan hệ thân thuộc với Vương Tử Quân hơn nhiều, nhưng lúc này hắn đứng sau lưng Liên Giang Hà mà chỉ khẽ cười cười với Vương Tử Quân, rõ ràng hắn biết giữ thể diện cho lãnh đạo. Vương Tử Quân chỉ vào ghế nói. Cục trưởng Liên, anh đến đây cũng đừng nên khách khí, mời anh ngồi. Liên Giang Hà cười hì hì. Bí thư Vương có lệnh thì tôi nào dám khách khí. Liên Giang Hà nói rồi ngồi xuống ghế, Trương Tân Dương cũng ngồi sát bên cạnh hắn. chương 232, như gần như xa. Tôn Hạ Châu rót nước rồi nhanh chóng bỏ đi, Liên Giang Hà lấy ra một phần tài liệu nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, ngày hôm qua mười mấy người kia đã bị thẩm vấn đây là kết quả liên giang hà nói rồi dùng hai tay đưa cho vương tử quân bí thư vương những người này rõ ràng cho thấy có mưu đồ ngày hôm qua chúng tôi đã đột kích thẩm vấn hỏi vấn đề cá nhân thì bọn họ rất phối hợp nhưng khi hỏi đến vấn đề có phải bọn họ có tổ chức hay không bọn họ lại nói không biết gì còn việc đuổi đánh ba vị thôn dân bọn họ còn chăm miệng nói đang đuổi theo ba tên trộm liên giang hà trầm ngâm một chút sau đó rút một điếu thuốc châm lửa nói: "Cầm Tuyết sắp và gậy gộc đi đánh trộm sao?" Vương Tử Quân khẽ gõ ngón tay lên bàn rồi dùng giọng nhàn nhạt, nhạt nói: "Liên Giang Hà có chút do so dự, cuối cùng định lên tiếng thì Vương Tử Quân thản nhiên nói: "Tôi chỉ có một yêu cầu với sự việc vừa xảy ra, đó chính là cục công an chúng ta căn cứ vào sự thật, dùng pháp luật làm thước đo, cũng không làm cho người tốt bị oan, nhưng cũng tuyệt đối không cho bất kỳ kẻ xấu nào lọt lưới." Vương Tử Quân nói rất bình thản, nhưng Liên Giang Hà lại thầm hiểu thái độ của Vương Tử Quân, hắn đang định nói vài lời hứa hẹn với Vương Tử Quân thì điện thoại trong túi vang lên. Liên Giang Hà là người rất cẩn thận, dưới tình huống bình thường thì đi đến báo cáo với lãnh đạo, nếu điện thoại vang lên thì sẽ tắt đi. Đây chính là sự tôn trọng của hắn dành cho lãnh đạo. Hôm nay điện thoại vang lên, hắn cũng định hành động như thường ngày, hắn cũng không nhìn số điện thoại mà tắt rồi bỏ vào túi áo nhưng người gọi điện thoại giống như cố tình đối nghịch với liên giang hà vừa cắt điện thoại thì tiếng chuông lại vang lên nhận điện thoại đi vương tử quân rốt cuộc cũng thấy liên giang hà có chút bất an thế là cũng không so đo nhiều liên giang hà thấy vương tử quân cung không quá mất vui thế cho nên nở nụ cười hối lỗi và cầm lấy điện thoại bấm nút nghe liên giang hà cúp điện thoại và vẻ mặt trở nên nghiêm túc bí thư vương vừa rồi người trong cuộc gọi điện thoại đến Nói là người của đội cảnh sát hình sự thành phố đi xuống, nói một người trong số chúng tôi bắt được có tên là Hạ Thiết Sinh, tên này có liên quan đến một vụ trộm cướp, cần đưa về cục công an thành phố điều tra xử lý. Hạ Thiết Sinh, đây là cái tên mà Vương Tử Quân chưa từng nghe qua, khi hắn đang trầm ngâm thì Liên Giang Hà tiếp tục nói. Hạ Thiết Sinh chính là tên cầm đầu đám người kia, trên mặt có vết thẹo. Vương Tử Quân nghe Liên Giang Hà nói như vậy mà biết người này là ai, đó là kẻ cầm đầu đám côn đồ. Bây giờ người của cục công an thành phố chợt xuất hiện muốn đưa người đi, đây cũng không phải quá trùng hợp rồi đấy chứ. Cục trưởng Liên, anh cảm thấy chúng ta nên xử lý như thế nào? Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Liên Giang Hà rồi dùng giọng bình tĩnh nói. Vẻ mặt Liên Giang Hà không chút biến đổi, nhưng đầu óc của hắn lại vận chuyển rất nhanh. Hệ thống công an của bọn họ chịu sự lãnh đạo của hai phía, nhưng địa phương lãnh đạo càng ước thúc hơn. Vương Tử Quân dù không nói rõ nhưng đã có tâm tư điều tra đến cùng. Liên Giang Hà cũng biết rõ điều này. Nên nghe theo người của cục công an thành phố hay là Vương Tử Quân? Đây chính là vấn đề mà Liên Giang Hà cần phải lựa chọn. Lúc này Liên Giang Hà dùng giọng không chút do dự nói: "Bí thư Vương, tôi cảm thấy sự kiện Hà Thiết Sinh rất trọng đại, cảnh sát hình sự thành phố có thể tiến hành hỏi cung, nhưng những người này có liên quan đến án ở huyện Lô Bắc, phải ở lại huyện Lô Bắc xử lý cho rõ ràng." Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi nói: "Cục trưởng Liên công tác cần phải rõ ràng, anh thấy thế nào phù hợp thì cứ xử lý như vậy. Liên Giang Hà khẽ gật đầu, hắn khẽ thở ra, xem ra lần này mình lựa chọn đúng đáp án. Sau khi báo cáo xong thì Liên Giang Hà và Trương Tân Dương bỏ đi, chỉ là thừa lúc Liên Giang Hà không chú ý thì Trương Tân Dương lại để chìa khóa xe của mình ở lại phòng làm việc của Vương Tử Quân. Mười phút sau, Trương Tân Dương nói với Liên Giang Hà là mình để quên chìa khóa ở phòng làm việc của Bí Thư Vương, đành phải chạy đi lấy chìa khóa. Bí thư Vương, chuyện này cũng không đơn giản như vậy, tôi nghe người của Cục Công an thành phố nói, tên mặt thẹo kia không dễ chọc vào. Trương Tân Dương dùng ánh mắt bất an nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Vương Tử Quân sao không hiểu rõ cho được, quan có đường làm quan, không phải có thể nói thành phải, Trần Lưu Căn có thể đi đến ngày hôm nay thì sau lưng phải có một mạng nhện quan hệ cực rộng, ngày bình thường sẽ ẩn mình trong vô hình, nếu có người chạm vào liên minh lợi ích, nhất định sẽ có kẻ đứng ra biểu hiện uy lực làm quan tốt nhất là không nên gây thù hằn vô duyên vô cớ, thà đắc tội với quân tử chứ không đắc tội với tiểu nhân, đạo lý này vương tử quân hiệp, nhưng có một số việc lại khó thể thỏa hiệp. Vương tử quân chợt có ý nghĩ mới, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, hắn tuy không phải là thánh nhân, nhưng loại chuyện này hắn tuyệt đối khó thể làm ngơ được. Cục trưởng Tân Dương, chuyện thôn Lưu gia anh cứ điều tra cho rõ, thôn dân Lưu gia rốt cuộc bị đưa đến nơi nào, anh phải cho tôi câu trả lời thỏa đáng mới được. Vương tử quân trầm ngâm một chút rồi dùng giọng kiên định nói. Trương Tân Dương nhìn vẻ mặt bình tĩnh của vương tử quân, hắn biết rõ bí thư vương đã hạ quyết tâm với sự kiện này, dù hắn muốn khuyên vương tử quân buông tha, thế nhưng hắn hiểu với thực lực và tính cách của bí thư vương, chắc chắn sẽ không thiếu thông minh để hiểu rõ sự khó khăn của vấn đề lần này. Bí thư vương, tôi biết rồi. Trương Tân Dương sau khi báo cáo rõ ràng thì rời khỏi phòng làm việc của vương tử quân. Sau khi Trương Tân Dương bỏ đi thì Vương Tử Quân cầm lấy báo cáo của Cục Công an lên xem xét, báo cáo rất đơn giản, ngoài những tình uống của đám người hạ thiết sinh, căn bản còn có những lời báo án của ba vị thôn dân lưu ra. Trong báo cáo ghi rõ ràng, người đàn ông tên là Lưu Nhị Tinh 10 ngày trước từng dẫn đầu thôn dân lưu ra đi báo án với Vương Tử Quân và ba người nữa bị bắt đi, không rõ là ai bắt đi nhưng có thể xác định trong đám người đến có kẻ mặc đồng phục cảnh sát mà ba người thôn dân lưu ra sở dĩ bị đánh vì bọn họ vẫn tiếp tục kêu oan. Vương tử quân cầm lấy điện thoại, sau đó lại hạ xuống. Hắn lấy sổ điện thoại tư nhân của mình ra xem, sau đó mới gọi điện thoại đi. Chào anh, đây là tòa án huyện Lô Bắc. Âm thanh trong trẻo vang lên, vương tử quân nghe được âm thanh này thì tâm tình nặng nề đã trở nên có chút vui sướng. Là tòa án huyện phải không? Tôi tìm một vị thẩm phán. Vương tử quân cố gắng đổi giọng, dùng giọng ồm ồm nói xin hỏi anh tìm ai y phong ở đầu dây bên kia cũng không nghe ra âm thanh của vương tử quân nàng vẫn dùng giọng ôn hòa nói vương tử quân cười cười tôi cũng không biết muốn tìm ai chỉ biết cô ấy còn nợ tôi một bữa cơm nếu không mời thì tôi sẽ quên cô ấy mất lúc này vương tử quân cũng không che giấu giọng điệu của mình thế là đầu dây bên kia vang lên giọng điệu vui mừng của y phong ôi là anh à anh đúng là bại hoại còn giả giọng lừa em anh tử quân à không bí thư vương nghe âm thanh có chút do dự của y phong vương tử quân chợt có chút run rẩy hắn trầm ngâm trong khoảnh khắc rồi nói tối nay tôi muốn đi ăn vặt cô mời khách đầu dây bên kia trầm mặc một lúc sau đó giọng điệu dịu dàng của y phong mới chuyển đến vậy đến quán tương nhé sau khi hẹn ước với y phong thì vương tử quân có vẻ thoải mái hơn một chút nhưng khi hắn vừa hạ điện thoại xuống đúng lúc chiếc điện thoại màu đỏ trên bàn vang lên số điện thoại này căn bản không truyền ra ngoài biết số điện thoại này chỉ có các thành viên ban ngành huyện lô bắc và các vị lãnh đạo thành phố hồng ngọc mà thôi vương tử quân khẽ nhấc điện thoại lên sau đó nghe thấy bên trong vang lên một âm thanh ôn hòa bí thư vương phải không vương tử quân không biết là ai gọi điện thoại đến hắn lập tức cười nói tôi là vương tử quân xin hỏi anh là chào bí thư vương tôi là thư ký kim bản đào của bí thư tống trên thị ủy hôm nay cục trưởng trương cục công an thành phố đã phản ánh cho bí thư tống nói là cục công an huyện lô bắc cần phải đưa một tên tội phạm bị hiềm nghi cho cục công an thành phố điều tra phá án nhưng huyện lô bắc lại không đưa người bí thư tống để tôi liên hệ với anh có phải có chuyện này không bí thư tống trên thị ủy là ai thì vương tử quân biết rất rõ chính là tống quân thường bí thư ủy ban tư pháp thị ủy tuy người này không phải là phó bí thư thị ủy thế nhưng nếu nói về chức trách thì sẽ là lãnh đạo trực tiếp của Vương Tử Quân trên chiến tuyến tư pháp. Vương Tử Quân trầm ngâm một lát, sau đó hắn dùng giọng không kiêu ngạo không su nịnh nói. Cục Công an huyện đã báo cáo chuyện này với tôi, người hiềm nghi này đang bị điều tra về một vụ án ở huyện Lô Bắc, cho nên tạm thời không thể chuyển gai ô, tôi cũng đã thông qua ý kiến của Cục trưởng Cục Công an huyện Lô Bắc. Tim bản đào ở đầu dây bên kia có chút trầm ngâm, sau đó nói rằng sẽ báo cáo với bí thư tống, cuối cùng cúp điện thoại. Đèn sáng rực hẳn lên, mùa xuân đến thì huyện Lô Bắc cũng dần náo nhiệt, bước đi trên đường nhỏ của huyện Lô Bắc, tâm tình âm trầm của Vương Tử Quân cũng dần buông lỏng. Quán Tương là một quán ăn nhỏ, không có phòng riêng, ngồi hết nơi đại sảnh. Tất cả các bàn đều dựa sát vào tường, khi Vương Tử Quân đi đến đây thì bên trong đã đầy người, khí thế ngất trời. Tuy có không ít người nhưng Vương Tử Quân vẫn thấy y phong ngồi một mình trong góc, lúc này nàng mặc một chiếc áo khoác màu xanh biếc tay chống cằm, vẻ mặt rất u buồn. Tuy Y Phong không động đậy nhưng Vương Tử Quân vẫn có thể xác nhận đa số đàn ông trong quán ăn này đang nhìn về phía nàng, hắn thấy nàng càng thêm trưởng thành, thế là không khỏi nghĩ đến hình ảnh một cô gái tiểu học chặn xe của mình. Chính mình cổ động Y Phong thi làm thẩm phán, cũng không biết là đúng hay sai, ý nghĩ này lóe lên trong lòng làm cho Vương Tử Quân sinh ra chút phiền muộn. Này, bản bí thư đã đại giá quang lâm, tiểu nha đầu nên tỉnh lại đi thôi vương tử quân khẽ gõ lên bàn rồi dùng giọng trêu tức nói y phong ngẩng đầu lên thật mạnh sau đó trong mắt lóe lên vẻ vui mừng anh tử quân anh đến rồi à anh ngồi đi vương tử quân ngồi xuống đối diện với y phong hắn nhìn nàng rồi cười nói tết có về nhà không cũng về một chuyến nhưng lại quá vội vàng y phong nói đến tết mà gương mặt không khỏi đỏ ửng lên khi nàng về nhà thì có rất nhiều người đến yêu cầu làm mai mối nhưng điều này thật sự làm cho nàng xấu hổ nhưng may mà vương tử quân không biết vương tử quân cũng cười cười nói tôi cũng về nhà nhưng có điều hơi bận sau này nếu có rãnh sẽ xuống thăm xã tây hà tử nghi phong nghe thấy vương tử quân nhắc đến xã tây hà tử thì trong lòng khẽ động hầu như nàng có thể nghe được tiếng chống ngực của mình trong mắt cũng lóe lên chút mê ly và hoảng hốt nhưng lúc này vẻ mặt nàng lại cố gắng khống chế và tỏ ra hờ hững nàng đã có thể học được cách che giấu tình cảm của mình nàng trầm ngâm một lát rồi bình tĩnh nói đúng vậy tôi cũng muốn xuống thăm học sinh của mình y phong nói rồi tiếp tục anh tử quân nghe nói món cá kho tiêu ở đây rất ngon em muốn ăn anh ăn gì thì cứ gọi vương tử quân nhìn y phong với cặp mắt chấp động trong lòng chợt bùng lên một cảm giác gì đó hai người ngồi đối diện nhau như gần như xa vương tử quân đối với tình huống cô gái hôn mình trong lúc hoàng hôn mà sinh ra chút cảm giác khác lạ có gì đó không giải thích được trong lòng có chút thương cảm nhưng hắn rõ ràng không mang lại hạnh phúc cho nàng. Lý trí nhắc nhở hắn như vậy, hắn nên coi như xong hết rồi, như vậy mới là tốt nhất. À, một dĩa cá cũng đủ cho hai chúng ta rồi, cũng không phải ít đâu. Vương tử quân khẽ khoát tay áo, hắn lại tiếp tục định vị mối quan hệ của hai bên. Y Phong, anh không tìm được em trong ký túc xá, thì ra em đến đây. Một giọng nam trong trẻo vang lên từ ngoài quán cơm tương, khi âm thanh vang lên thì một tên đàn ông còn trẻ cực kỳ anh Tuấn mặc chế phục màu xanh di vào bên trong. Khi thấy tên đàn ông này thì vẻ mặt Y Phong có chút biến đổi, nàng đứng lên nói. Hào Trấn Giang, anh tìm tôi có việc gì? Ánh mắt Hào Trấn Giang dừng lại một lát trên người Y Phong, sau đó lại chuyển lên người Vương Tử Quân. Khi nhìn về phía Vương Tử Quân thì trong mắt lóe lên cảm giác địch ý rất sâu đậm. Xem ra người này đang theo đuổi Y Phong, Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy nhưng trong lòng không khỏi sinh ra chút cảm giác chua xót. Anh nghĩ em chưa dùng cơm, thế nên muốn tìm em cùng ăn, không ngờ em có hẹn với bạn. Hào Trấn Giang giống như không quan tâm đến giọng điệu lãnh đạm của Y Phong, hắn cười với Vương Tử Quân, sau đó đưa tay ra dùng giọng hữu hảo giới thiệu về mình. "Chào anh, tôi và Y Phong cùng là thẩm phán xuống thực tập ở huyện Lô Bắc, tôi là Hào Trấn Giang." Hào Trấn Giang làm cho người ta cảm thấy mình rất có hào quang tuy đây chỉ là cảm giác đầu tiên nhưng từ ngay lời nói đầu tiên thì vương tử quân đã thầm hiểu đây là một người đàn ông trước nay rất được hoan nghênh tôi và bạn có việc cần bàn hào trấn giang hôm nay xin lỗi hôm khác tôi sẽ mời anh dùng cơm y phong thấy hào trấn giang bắt tay với vương tử quân xong thì lên tiếng đuổi khách hào trấn giang nở nụ cười xấu hổ hắn tranh thủ thời gian nói y phong tôi cũng chưa dùng cơm nếu không chúng ta cùng ngồi ăn hai người cứ bàn chuyện riêng, tôi sẽ không quấy dày. Không được. giọng điệu của Y Phong rất kiên quyết, Vương Tử Quân nhìn ánh mắt lạnh lùng của Y Phong, hắn chợt thấy có chút lạ lẫm. Cô gái này tính tình quá thẳng, tương lai đi ra xã hội, với cách đối nhân xử thế như vậy cũng khó phát triển. Nhưng sau đó hắn lại vui mừng, Y Phong có thể cự tuyệt từ chối thứ gì mình không thích, đây là một cảm giác trưởng thành, một loại dũng khí. Cô giáo Y Phong một năm trước chỉ sợ sẽ không can đảm như vậy, vương tử quân thầm nghĩ sau đó hắn phất tay với hào trấn giang nếu đã đến thì cùng ngồi dùng cơm Nghi phong trừng mắt mà không nói thêm điều gì nhưng vương tử quân có thể thấy rõ ánh mắt không vui của nàng mà hào trấn giang lại giống như không thấy gì hắn thoải mái ngồi xuống thức ăn nhanh chóng được dọn lên có thịt cá có bánh bao có cả đậu hũ thịt kho món chính là súp tôm cá kho một nửa nồi cháo vương tử quân nhìn nhân viên phục vụ đưa thức ăn lên mũi có hơi cay trong lòng lại ấm áp đó đều là những món hắn thích xem ra y phong cũng nhớ rất kỹ nếu nói một cách khách quan thì vương tử quân cũng quý trọng cuộc gặp lần này hắn thích y phong nhưng về sau này lại áy náy vì hai bên sẽ không đến được với nhau dù những lời này không thể nói ra rõ ràng nhưng hắn nhìn vào ánh mắt và hành vi của nàng hắn hiểu tình cảnh của mình ơ ờ, y phong không phải em thích ăn trứng gà hẹ xanh và sủi cảo sao thế nào lại gọi món thịt Hào Trấn Giang thấy các món ăn trên bàn ngoài hai thứ có vẻ chấp nhận được thì những thứ khác đều là thịt cá, hắn có chút buồn bực và khẽ hỏi, nhưng vừa nói ra khỏi miệng thì chợt nhớ đến vấn đề gì đó, hắn dùng ánh mắt đầy ẩn giấu nhìn Vương Tử Quân. Nhưng câu nói này của Hào Trấn Giang làm cho ấn tượng tốt của Vương Tử Quân biết mất sạch, hắn cười cười dùng giọng thẳng thắn nói: "Mỗi lần đi dùng cơm thì Y Phong đều gọi những món hợp với khẩu vị của tôi, điều này Y Phong nhớ rất rõ, tôi là người thích ăn thịt." Y Phong thích vương tử quân gọi mình là nha đầu, xưng hô như vậy làm cho nàng động tâm, làm nàng ấm áp. Nàng vốn cho rằng mình đối xử tốt và hắn không thấy, nhưng bây giờ xem ra hắn hiểu rất rõ, chỉ là như vậy càng làm cho nàng thương cảm. Hào Trấn Giang cười ha hả, hắn tranh thủ thời gian sửa lời. À, Y Phong rất khéo hiểu lòng người, vì vậy tôi không có việc gì thường cùng cô ấy đi dùng cơm. Đúng rồi, đại ca, còn quên chưa hỏi cao danh quý tánh của anh tôi họ Vương. Vương tử quân khẽ cười, sau đó cầm đũa bắt đầu gắp món ăn. Vương tử quân và Y Phong chỉ lẳng lặng dùng cơm, mà Hào Trấn Giang thì bắt đầu nói liên tục, vừa nói về đãi ngộ với nhân viên tập sự, vừa nói gần nói xa rằng sau khi qua kỳ thực tập thì mình sẽ được ủy thác trách nhiệm. Vương tử quân vốn có việc cần bàn với Y Phong, nhưng lúc này có mặt Hào Trấn Giang, hắn cũng không còn hào hứng. Sau khi dùng cơm xong, hắn nói với Y Phong. Nhà đầu, có chút việc, tôi đi trước, sau này sẽ liên lạc. Y Phong gật đầu vô thức, nàng nói nhỏ một câu tạm biệt, âm thanh rất khẽ, cũng rất kiên quyết. Vương tử quân nghe được câu tạm biệt của nàng mà có chút đau nhức, giống như chỉ có nhớ về nụ hôn vào lúc hoàng hôn kia thì mình mới rung động với nàng. Vương tử quân tạm biệt Y Phong có chút chua sót, nhưng hắn cũng không biểu hiện ra ngoài. Khoảnh khắc khi bước ra khỏi quán tương, phồn hoa đã mất, sau này hai người là hai đường song song, không còn duyên phận giao cắt với nhau chương 233, bắt trước nhưng chưa từng vượt qua. Đèn đường trong huyện thành đã tắt, ánh trăng đêm phiêu lãng, trời đêm thê lương lạnh lẽo, ánh trăng và ánh sao có vẻ quá xa xôi, cũng chính nó làm cho bóng vương tử quân đổ dài ra trên đường. Gió đêm vào đến như nước mát, một quán ven đường truyền đến tiếng ca, không thể xóa đi bóng hình em, không thể trốn khỏi nổi sầu tương tư, không thể xóa đi tình cảm dịu dàng của em, hơi ấm của em. Anh yêu em say đắm, không oán không hận, anh yêu em bằng cả trái tim, em là giấc mộng tuyệt vời của anh, đời này kiếp này anh sẽ chăm sóc cho em, chăm sóc cho em. Vương tử quân có chút thương cảm, hắn không kìm lòng được phải dừng lại, mãi đến khi nghe xong bài ca làm rung động tâm can thì hắn mới vô thức sở lên mặt mình, nó có hơi ướt, không biết đã rơi lệ từ khi nào. Sau khi xác lập quan hệ với Mạc Tiểu Bắc, hắn không thể không cô động lại tất cả dục vọng, đối mặt với Y Phong hắn chỉ có thể ép buộc chính mình phải bùng ra khí lạnh như một ngọn núi băng, nhưng trong lòng hắn lại không ngừng nghĩ về nụ hôn dưới hoàng hôn trước kia lúc này hình cảnh hoàng hôn đã tan thành mây khói biết đâu tất cả những gì xảy ra giữa mình và y phong đã chậm rãi trôi xa sau này tìm không thấy tung tích người đi trên đường càng lúc càng ít đi tâm tình của vương tử quân cũng chậm rãi bình tĩnh lại tuy hắn không muốn tiếp nhận nhưng đây là tất cả những gì hắn cần đối mặt bầu trời đêm tĩnh lặng vương tử quân khẽ ngẩng đầu lên chợt thấy dưới bóng đèn đường cách đó không xa có một hình bóng thon thả, khoảnh khắc khi hắn ngẩng đầu lên thì chợt nghe đối phương khẽ nói. Đêm nay tôi muốn mời anh uống rượu. Y Phong đứng dưới ánh chăn như một người ngọc, nàng vẫn rất kiều diễm, gương mặt trắng nón, có chút ngượng ngùng, trên người khoác một chiếc áo khoác màu xanh, giống như một đóa phủ dung. Vương tử quân nhìn Y Phong dơ chai rượu lên, hắn chợt sướng sốt rồi mở miệng. Để hôm khác đi, hình như lúc này các hàng quán đều đóng cửa hết rồi đừng lo, chỗ tôi có rượu, còn có thức ăn. Y Phong khẽ nâng chai rượu lên, nàng chợt nói. Chẳng lẽ anh là một đại bí thư mà sợ theo tôi uống rượu sao? Tất nhiên không sợ, nhưng chúng ta đi đâu uống bây giờ? Vương tử quân nhìn hoàn cảnh ảm đạm ở bốn phía rồi xoa xoa tay nói. Y Phong cười khúc khích, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần lộ ra vẻ nghịch ngợm. Nếu như anh không chê chỗ tôi nhỏ, anh có thể đi theo tôi, Chúng ta đến một nơi có thể uống say, sau này anh cũng không cần trốn tránh tôi." Y Phong dù đang cười nhưng khóe miệng vẫn để lộ ra vẻ khổ sở, Vương Tử Quân thấy rõ ràng, tâm tư vui sướng vừa rồi lại có chút đau đớn. "Được rồi, hôm nay có rượu hôm nay say, cần gì phải quan tâm là ngày tháng năm nào." Vương Tử Quân đồng ý với Y Phong, nhưng lúc này trong lòng lại vang lên âm thanh, không thể đi, không thể đi. Nhưng đáng tiếc là Bí thư Vương cũng là một người bằng da bằng thịt, cũng không thể nào đành lòng từ chối Y Phong. Y Phong dùng một tay cầm chai rượu, tay còn lại khẽ vẫy vẫy. Hai bóng người cô đơn quẹo vào một ngõ nhỏ trên đường, nơi đó bóng tối đem quánh, vô biên vô hạn giống như có lực hấp dẫn cực lớn. Khoảnh khắc này vương tử quân đi bên cạnh Y Phong và cảm nhận được sự nguy hiểm, hắn sợ chính mình sẽ đi theo con đường nguy hiểm này. Nhưng Y Phong vẫn giống như một con thỏ nhỏ tĩnh lặc, nàng vẫn đi bên cạnh hắn, vẫn yên tĩnh thưởng thức sự yên ắng và hạnh phúc cả đời chưa từng có. Chỗ ở của Y Phong cũng không cách quá xa, chỉ cách hai con đường, đây là một gian phòng hơn 10 mét vuông, ngoài một cái giường thì cũng chỉ còn một cái bàn, tuy không gian nhỏ nhưng lại được Y Phong bố trí cực kỳ ấm áp. Y Phong đặt rượu và thức ăn lên bàn, sau đó nàng lấy ra vài cái dĩa nhỏ như ảo thuật, còn có hai ly rượu, hai đôi đúa. Chỗ ở của tôi đơn sơ, xem như làm khổ bí thư vương, anh cũng đừng trách móc. Y Phong dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn vương tử quân, hắn mặc áo sáng màu, quần đen, dưới ánh đèn nhìn có vẻ tiêu sái anh tuấn và phong độ nhẹ nhàng. Nàng thầm thở dài một hơi, phong thái nho nhã của hắn thật sự làm cho nàng chết mê. Y Phong nhìn Vương Tử Quân bằng ánh mắt tràn đầy nụ cười, trong lòng thầm rơi lệ nhưng lại biểu hiện rất vui vẻ. Nàng muốn mở nắp chai rượu, nhưng rõ ràng đây là lần đầu tiên nàng làm như vậy, thế cho nên mất nhiều sức lực mà chai rượu vẫn không có động tĩnh gì. Vương Tử Quân nhìn gương mặt đỏ bừng của Y Phong, hắn cảm thấy trong lòng nóng lên. Hắn vươn tay nói: "Đưa đây cho tôi. Người khi gặp chuyện không may thì ngay cả bình rượu cũng có thể ép người." Y Phong nở nụ cười không chút kiêng kỵ, vào lúc này nàng thật sự biểu hiện hết phong thái của một cô gái trẻ. Vương Tử Quân mở nắp chai rượu, hắn cẩn thận rót cho Y Phong nửa ly, sau đó rót cho mình một ly. "Anh, đây không phải là đang ức hiếp tôi sao?" Y Phong nhìn thấy ly rượu của mình chỉ có một nửa thì mỉm cười nâng lên với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt nghịch ngợm của Y Phong mà thuận miệng nở nụ cười rồi nói: "Sau này tôi sẽ không ức hiếp cô." "Lần đầu tiên gặp mặt anh đã ức hiếp tôi, chúng ta uống một ly." Y Phong nói xong thì nâng ly lên cùng với Vương Tử Quân, sau đó nàng ngửa cổ đổ nửa ly rượu vào miệng. Khoảnh khắc này vẻ mặt Y Phong có hơi đỏ hồng, Vương Tử Quân nhìn bộ dạng đáng yêu của nàng, hắn không nói lời nào, hắn nâng ly nhưng còn chưa uống cạn. Y Phong không đợi Vương Tử Quân đặt ly xuống, nàng lại tiếp tục rót rượu vương tử quân nhìn gương mặt đỏ hồng của nàng chút ý nghĩ yêu thương chợt bùng lên trong lòng không uống được thì uống ít thôi đây không phải đang làm khổ mình sao ai nói tôi không uống được anh tử quân chúng ta uống thử xem y phong nói rồi lại uống cạn một ly vương tử quân lặng lẽ nhìn y phong uống rượu tâm tư liên tục bành trướng hắn biết nó có liên quan đến mình nhưng lúc này mình không biết nên giải quyết thế nào chẳng lẽ vì vui thích nhất thời mà không tiếc tất cả, không quan tâm, sau đó đem đến khổ sở cả đời cho Y Phong. Mình không thể cho nàng được hạnh phúc, vì có sự tồn tại của Mạc Tiểu Bắc, hắn không có tư cách vượt qua quy tắc này. Vương Tử Quân trầm ngâm, hắn cũng uống cạn ly rượu, hắn nhìn Y Phong rót rượu, cũng không cản nàng, chỉ khẽ nâng ly lên nói. Y Phong, vì sự quen biết của chúng ta, sau khi uống xong ly rượu này thì tôi phải quay về. Vương Tử Quân nhắc nhở như vậy chợt làm cho Y Phong cảm thấy đau đớn, đúng vậy, người đàn ông làm cho nàng mê muội không phải là của chính nàng, uống xong ly rượu kia thì hắn phải quay về. Lúc này nước mắt của nàng chợt bùng lên, nàng nâng ly rượu nói: "Anh Tử Quân, quen biết anh là chuyện vui cả đời em, em đã làm việc dũng cảm nhất, nhưng chỉ cần nghe anh nói anh đã xác lập mối quan hệ với một người phụ nữ khác, sau này chúng ta sẽ không có mối quan hệ nào nữa." Những lời khó khăn kia thoát ra khỏi miệng Y Phong chợt làm cho Vương Tử Quân ngẩn ngơ, ly rượu trong tay cụng mạnh với ly rượu của Y Phong, trong lòng cảm thấy nong nóng. "Y Phong, anh hiểu tâm tư của em, nhưng em chỉ có thể xem em là em gái mà thôi." Vương Tử Quân trầm ngâm một lát rồi nói một câu cho tốt, dù lời này làm cho Y Phong rất khổ sở, thế nhưng dù sao cũng không thể nào kéo nàng vào trong vòng tròn đau khổ, nàng còn có cuộc sống thuộc về mình. Vẻ mặt Y Phong rất buồn bã nhưng nàng cũng dùng bàn tay nhỏ bé chỉ về phía vương tử quân anh tử quân lời này của anh là nói một đằng làm một nẻo em muốn biết ngày đó anh hôn em ở trường cũng có ý nghĩ xem em là em gái sao vương tử quân chợt ho khan một tiếng một cảm giác men say bùng lên trong đầu lúc này tâm trí tỉnh táo của hắn đang sôi trào khi hơi men bốc lên nồng nặc không khi đó anh không nghĩ như vậy nhưng bây giờ anh chỉ có thể nghĩ như vậy vương tử quân nói rồi nâng ly rượu lên uống một ngụm anh không thể cho em hạnh phúc em biết không anh đã đính hôn bàn tay y phong khẽ run rẩy nàng run run nhìn vương tử quân vô tình vẻ mặt liên tục biến đổi không thể sửa lại sao âm thanh của y phong không lớn nhưng nó có chứa đựng rất nhiều cảm giác không cam lòng bầu không khí trầm mặc đến mức nín thở vương tử quân cảm thấy ý chí sắt đá của mình giống như sắp bị hòa tan hắn cố gắng ổn định tâm thần, giọng điệu có hơi run. Có lẽ là không đổi được. Anh rất yêu cô ấy sao? Y Phong lại uống cạn ly của mình, vẻ mặt càng thêm đỏ, giọng điệu cũng có hơi đề cao. Ừ, khoảnh khắc này vương tử quân chợt cho ra đáp án, nhưng cuối cùng hắn vẫn dùng một từ đơn giản nhất và có tính đả thương cao nhất. Chỉ là một từ ừ, thế nhưng nó thật sự phá tan những ý nghĩ trong lòng Y Phong. Y Phong không nói gì thêm, nàng khẽ xòe bàn tay, lại rót rượu sau đó ngẩng đầu lên đôi mắt chảy xuống hai giọt lệ trong suốt anh anh đã từng thích em đúng không y phong chợt vươn tay giữ lấy tay vương tử quân nàng khẽ nói em yêu anh từ lúc hai ta đứng dưới hoàng hôn em đã không quên được anh khi rời khỏi xã tây hà tử em thầm cảm thấy mừng vì khoảng cách của em dần gần anh hơn em liên tục khuyến khích mình phải đổi mới chính mình không vì cái gì khác chính là vì anh trong mắt người ngoài thì em có lẽ là một cô gái thành công nhưng anh này em chợt cảm thấy mình giống như càng lúc càng thất bại thảm hại y phong đứng lên liều lĩnh nhào vào lòng vương tử quân rồi khóc rất lớn vương tử quân không đẩy nàng ra hắn cho rằng nàng khóc vì khổ sở thế cho nên trong lòng có chút yêu thương chỉ biết khẽ vỗ lên lưng nàng nhưng hắn hoàn toàn không biết lúc này nàng đang khóc vì hạnh phúc vương tử quân thấy y phong khóc quá lớn thì trong lòng có chút không đành hắn khẽ nói Y Phong, em là một cô gái lớn, sẽ nhanh chóng tìm được hạnh phúc. Em nên quên anh đi. Y Phong vốn đã khóc đến mức đần độn vô vị, bây giờ lời an ủi của Vương Tử Quân lại như thêm mắm dặm muối, làm cho nàng càng khóc lớn hơn. Sau khi khóc một lúc lâu, nàng bắt đầu dùng gương mặt ẩm ướt cọ vào ngực hắn, xuyên thấu qua lớp áo, hắn cảm nhận được hơi thở nóng bỏng phát ra từ miệng nàng. Hắn muốn đẩy nàng ra, hai tay lại không nghe lời mà ôm sát lấy nàng đột nhiên nàng lại cắn hắn qua lớp áo, điều này làm hắn choáng váng, mất đi khả năng khống chế. Anh, hồi ức là một khung cảnh rất đẹp, em không hy vọng hồi ức của mình có chút khuyết điểm nào, em chỉ muốn anh ôm chặt lấy em, hôn em. Y Phong khẽ dương gương mặt lên, gương mặt trắng nõn mà lại hồng nhuận, cặp môi đỏ tươi cũng khẽ được đưa lên. Vương tử quân nhìn hai hàng chân mày run rẩy của Y Phong, hắn cảm thấy đau đớn trong lòng, tình cảm của hắn giống như đập xả lũ, phóng ra ảo ảo trong lòng, khó thể áp chế khi bờ môi lạnh băng và cái miệng nhỏ xinh chạm vào nhau, Vương Tử Quân cảm thấy lòng mình như bùng lên một ngọn lửa. trong ngọn lửa hừng hực này thì anh không còn là anh mà em cũng chẳng là em. khi đã được nhấm nháp tư vị tình yêu thì Vương Tử Quân cũng nhanh chóng nóng bỏng, y phong trong ngực lại chủ động biên cuồng, lại có chút liều lĩnh, nó làm cho chính hắn cũng liều lĩnh theo. thế cho nên nhiều năm sau hắn vẫn còn hoang mang vì hành vi lúc này của mình vì sao lý tính mạnh mẽ đã giúp hắn tự bảo vệ mình được rất lâu lại nhanh chóng đổ vỡ khi nàng yêu cầu mình hôn. Hắn nghĩ và cảm thấy nguyên nhân có lẽ là do nàng vẫn ở trong lòng mình, nhưng sau khi có mạc tiểu bắc thì chính mình cố gắng lẩn tránh cảm giác mà thôi. Ngọn lửa hừng hực, mãnh liệt, ngọn lửa thiêu đốt tất cả, thiêu đốt chính mình. Vương tử quân ở trong ngọn lửa đã quên đi tất cả, hắn đã thất lạc, hắn chỉ biết để cho ngọn lửa kia liên tục thiêu đốt chính mình đồng hồ sinh học làm cho vương tử quân vô thức tỉnh lại hắn cảm thấy cánh tay nhức mỏi hắn trợn mắt nhìn chợt thấy y phong nằm trong lòng mình như một con mèo nhỏ nàng đang cười và nói mớ gương mặt nhỏ nhắn của y phong treo nụ cười vui vẻ nhưng cặp mắt vẫn có thể thấy vệt nước mắt hình ảnh xảy ra tối qua như một cuốn phim được chiếu lại trong lòng vương tử quân hắn nhìn y phong đang ngon giấc mà cảm thấy mình đã hoàn toàn say hắn khẽ vuốt ve mái tóc dài của nàng một cảm giác hạnh phúc bùng lên trong ngực hắn vương tử quân khẽ ngồi dậy trong chăn dù động tác rất khẽ nhưng chăn mền rung động cơ thể được chăn mền che khuất lại lộ ra cơ thể như ngọc lại xuất hiện trước mặt vương tử quân một cảm giác xúc động bùng lên trong lòng vương tử quân nhưng lúc này nhìn y phong ngủ say và hắn cũng nhanh chóng áp chế ngọn lửa trong lòng mình hắn khẽ bước xuống giường lò than nhỏ trong phòng vẫn còn rất ấm vương tử quân thổi cho lửa bùng lên hắn nhìn nồi cháo sôi trào mà chợt rơi vào trầm ngâm chuyện hôm qua là mình say rượu thất thố sao? Hắn nghĩ đến chuyện đã xảy ra tối qua thì thật sự lắc đầu. Tử lượng của hắn không tốt, nhưng vài ly rượu của Y Phong cũng không có tác dụng lớn với hắn, hắn sở dĩ trầm luân cũng vì tình cảm với Y Phong. Y Phong vẫn ngủ say, tối qua nàng quá mệt mỏi. Vương tử quân tự cười chế giễu mình, đột nhiên cảm thấy mình rất xấu xa. Tiếng chuông báo thức chói tai vang lên trong phòng, khi tiếng chuông vang lên thì Y Phong đang ngủ ngon chợt ngồi dậy, những đường cong tuyệt đẹp chợt xuất hiện trước mặt Vương Tử Quân. Y Phong đưa tay ra sờ sau lưng, nàng chợt phát hiện trước mặt mình là Vương Tử Quân, thế cho nên không khỏi kêu lên một tiếng kinh ngạc. Sau đó lại chui vào trong chăn như một chú chim nhỏ. Này, sao anh còn chưa đi? Một âm thanh có chút nũng nịu chợt vang lên từ trong chăn. Vương Tử Quân xúc động đi đến bên giường, hắn khe ôm lấy người trong chăn, sau đó đưa môi xuống áp lên môi nàng mãi đến khi trên người nàng có bộ vị gì đó thức tỉnh hai người mới dừng khẩu chiến hắn cúi sát bên tai y phong rồi nói nhà đầu hôm nay em đừng đi làm ở nhà mà nghỉ ngơi không được nếu tránh án phó hỏi vậy thì rất phiền y phong uốn mình trong chăn rồi lầm bầm nói vương tử quân cười ha hả cái này thì dễ thôi lát nữa anh đi làm sẽ gọi phó thuấn chiêu đến cho anh ta báo cáo đến chưa khôn được sao Y Phong nghe giọng điệu giống như lưu manh vô lại của Vương Tử Quân thì trong lòng khẽ động, coi như lúc này anh Tử Quân ở xã Tây Hà Tử đã quay lại. Dưới yêu cầu mãnh liệt của Y Phong, Vương Tử Quân chỉ có thể mặc quần áo cho nàng, lại đút cho nàng từng muỗng cháo, sau đó hắn mới rời khỏi phòng. Tuy đã là mùa xuân nhưng sáng sớm vẫn không có nhiều người, Vương Tử Quân đội một cái mũ đi ra khỏi phòng của Y Phong, hắn thầm thở dài một hơi. Nhưng đúng lúc này Vương Tử Quân thấy một hình bóng quen thuộc. Đối phương từ xa đi đến, mặc chế phục màu xanh, nhưng trong tay đối phương là một túi điểm tâm sáng. Hào trấn Giang, Vương Tử Quân nhìn tên thanh niên tuổi trẻ bừng bừng đi đến mà tranh thủ cúi đầu xuống, hai người nhanh chóng đi qua nhau. Khoảnh khắc này Vương Tử Quân chợt nghĩ đến một chuyện, muốn dùng giọng xấu xa nói cho đối phương biết, anh là Vương Tử Quân, anh trước nay luôn bị bắt trước chứ chưa từng có ai vượt qua. Vương Tử Quân đi vào huyện ủy và cảm thấy hai chân như nhũn ra, bước tiến cũng nặng trịch nhưng nụ cười trên mặt vẫn không giảm trên bàn làm việc là văn kiện cần phê duyệt và báo chí tất cả được xếp đặt rất chỉnh tề vương tử quân tiện tay nhìn một văn kiện tút 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 chuông điện thoại vang lên vương tử quân tiếp điện thoại vừa báo danh thì nghe được âm thanh của hầu thiên đông bí thư vương cậu có rảnh không bí thư hầu ngài có gì cần phân phó sao vương tử quân vẫn bảo trì sự tôn trọng với hầu thiên đông hắn vừa cười vừa dùng giọng khiêm tốn nói Âm thanh của Hầu Thiên Đông không có gì thay đổi, chỉ thản nhiên nói. Cậu xem qua bài viết ở trang 2 của báo pháp chế chiết giang đi. Hầu Thiên Đông nói xong thì cúp điện thoại. Vương tử quân nghe thấy tiếng tút tút cúp máy mà trong lòng khẽ động, Hầu Thiên Đông là bí thư huyện ủy, sẽ không gọi điện thoại vô duyên vô cớ, điều này cho thấy thái độ của đối phương có vấn đề. Một ý nghĩ lóe lên trong lòng Vương tử quân, hắn tiện tay cầm lấy báo pháp chế tỉnh Chiết Giang, khi hắn chuẩn bị mở ra xem, đúng lúc tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn đưa mắt nhìn dãy số điện thoại, có chút trầm ngâm, sau đó nhấc điện thoại lên. Bản tin của báo pháp chế tỉnh Chiết Giang nhanh chóng cho ra hiệu ứng oanh động, đề mục rất có tính chất bạo tạc, dân chúng vô tội bị hành hung, tính mạng bị đe dọa, phòng thẩm vấn biến thành địa ngục, hơn nữa còn có một bài viết cách thức chấp pháp bạo lực của huyện Lô Bắc đến bao giờ ới dừng lại. Vì bản tin như vậy mà số lượng phát hành của báo pháp chế đã sáng tạo ra một kỳ tích cao nhất trong lịch sử. Ngay cả những sạp báo nhỏ ngày xưa không ai quan tâm bây giờ cũng buôn may bán đắt. Người mua như Thủy Triều, ai cũng muốn tờ báo pháp chế này. Chỉ sau một tuần thì hành vi chấp pháp dã man và dùng hình bức cung của Cục Công an huyện Lô Bắc đã được báo pháp chế tuyên truyền ra rộng khắp. Đúng lúc này trên CCTV lại có một chuyên mục tiêu điểm điều tra, chuyên mục này phát ra sự kiện Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Bá Châu tỉnh Hà Bắc công nhiên bắn chết dân. Thế là nhân dân huyện Lô Bắc và nhân dân cả nước bắt đầu tỏ ra căm hận đối với phương án chấp pháp bạo lực, tin tức kia càng chính thức tạo ra tác dụng lớn, dẫn dắt và thiêu đốt lửa giận ngập trời của nhân dân toàn huyện. Đặc biệt là trong bản tin còn mơ hồ nói vị cảnh sát phụ trách phá án hình như là con nhà quan, điều này càng làm bùng phát sự tức giận của dân chúng. Hèn gì đám cảnh sát kia kiêu ngạo như vậy, thì ra là có quan tra, đúng là không còn thiên lý. Sự việc phát sinh kế tiếp càng làm cho người ta khó tưởng, khi mà mọi người còn đang phân vân thì phòng khách của cục công an huyện Lô Bắc vang lên tiếng khóc than thảm thiết, không đợi nhân viên trực ban kịp phản ứng, một người phụ nữ đã ôm theo một cô gái chạy vào phòng làm việc của Liên Giang Hà, nói muốn trực tiếp gặp mặt nói chuyện với cục trưởng, đám cảnh sát chạy sau lưng không thể cản nàng lại. Vẻ mặt người phụ nữ này giống như điên cuồng, nàng chạy đến trước mặt Liên Giang Hà và quỳ xuống, sau đó dùng giọng gào thét thê lương nói: "Cục trưởng, ngài không thể cho cảnh sát đánh chết chồng tôi, như vậy tôi và con biết sống dựa vào ai?" Liên Giang Hà chưa từng thấy có người nào phát ra âm thanh cao độ như vậy, âm thanh này giống như thủy tinh bị vỡ vụn thành ngàn mảnh, đã không còn là âm thanh của người, điều này làm hắn sởn tóc gáy, không rét mà run. Khoảnh khắc này Liên Giang Hà đã tin trên đời này có người vợ thật sự điên cuồng lên vì chồng mình. Liên Giang Hà dù sao cũng từng là chính ủy cục công an, đã nhiều năm làm công tác tư tưởng chính trị, thế cho nên hắn vừa gọi vài nữ cảnh sát đến, vừa lên tiếng trấn an người phụ nữ này. Đỗ Tiểu Trình và vài nữ cảnh sát khác nhận được thông tin thì vội vàng chạy đến. Tiểu Trình, cô phụ trách tiếp đãi cô ấy. Người phụ nữ kia hoảng sợ đứng sát vào vách tường, nàng dùng ánh mắt khiếp đảm nhìn đám cảnh sát chạy vào. Lúc này nàng vừa nghe lời sắp xếp của Liên Giang Hà thì rõ ràng là tìm đúng mục tiêu, Nàng cầm lấy cây trổi bên cạnh nhào về phía Đỗ Tiểu Trình. Chính là cô, chúng ta đều là phụ nữ, sao cô lại ác tâm như vậy? Đỗ Tiểu Trình thấy người phụ nữ kia nổi điên xông đến thì ngây ra như phóng, mà tất cả cảnh sát kể cả Liên Giang Hà cũng bị tình huống bất ngờ này làm cho ngây cả người. Nhưng đám cảnh sát nhanh chóng phản ứng, bọn họ ôm lấy người phụ nữ điên cuồng, như vậy mới làm cho Đỗ Tiểu Trình tránh khỏi tình huống bị người ta bất ngờ tập kích. Chào bí thư vương, tôi là Liên Giang Hà âm thanh của Liên Giang Hà vang lên đã không còn ung dung bình tĩnh như trước. Vương Tử Quân lần đầu tiên được biết một vị cục trưởng cục công an trước nay nổi tiếng thủ đoạn cứng rắn và mạnh mẽ lại có lúc nói bằng giọng điệu suy yếu như vậy. Bí thư Vương, bài báo của báo pháp chế tỉnh Chiết Giang nói cục công an huyện Lô Bắc chúng ta chấp pháp dã man, đánh người thẩm vấn, không biết anh đã xem chưa? Hôm nay lại có một cô gái tự xưng mình là vợ của Hà Thiết Sinh chạy đến phòng làm việc của tôi làm loạn. Liên Giang Hà nói, tâm tình vừa xúc động vừa phẫn nộ, thiếu chút nữa thì đã vỗ bàn. chương 234, có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ. Gặp phải chuyện như vậy thì dù là ai cũng tức giận, tuy báo pháp chế tỉnh Chiết Giang không phải là báo đảng, nhưng bị truyền thông điểm danh phê bình, hơn nữa còn làm kích phát tinh thần trọng nghĩa vô han của dân chúng. Những ngày này điện thoại gọi đến phòng văn thư của Cục Công an huyện Lô Bắc thật sự là điên cuồng, có vô số nhân dân quần chúng liên tục gọi điện thoại đến, ai cũng chất vấn vì sao cảnh sát lại giống như thổ phỉ. Cục trưởng làm ăn kiểu gì, vì sao không ngăn chặn phương án chấp pháp bạo lực, chẳng lẽ không bảo vệ nhân dân mới là mục đích của Cục Công an. Đúng là quan lại bao che cho nhau. Trưởng Khoa Văn Thư cứ một ngày ba lần gọi điện thoại đến xin Cục trưởng Liên Giang Hà trợ giúp, nói là Cục trưởng Liên nên đến một lúc để biết rõ tình huống, nếu không thì phòng Văn Thư có trang bị thêm 10 bộ điện thoại cũng không đủ dùng mà áp lực các mặt đến từ xã hội thật sự làm cho Liên Giang Hà sức đầu mẻ chán, dù thế nào thì vị trí cục trưởng của hắn cũng không thể vững vàng cho được. Vương Tử Quân nghe thấy Liên Giang Hà kêu khổ mà thản nhiên nói. Cục trưởng Liên, tôi đang xem báo, đến khi xem xong sẽ đáp lời anh. Vương Tử Quân nói xong thì cúp điện thoại. Vương Tử Quân cẩn thận xem qua bản tin, bên trong nói về vấn đề chấp pháp của Cục Công an huyện Lô Bắc, trong quá trình phá án đã dùng hình bức cung, những người có liên quan đến vụ án thì không được đề cập, nhưng tên tuổi của nhân viên phá án lại không che giấu. Đỗ Tiểu Trình, Vương Tử Quân nhìn thấy cái tên này mà khóe mắt khẽ động, đúng lúc này Tôn Hạ Châu từ bên ngoài đi vào. "Bí thư Vương, vừa rồi văn phòng ủy ban tư pháp thị ủy gọi điện thoại đến, nói bí thư Tống rất tức giận với tình huống chấp pháp bạo lực của cục công an huyện chúng ta, nói anh nhanh chóng gọi điện thoại trả lời bí thư Tống." Tôn Hạ Châu lúc này cũng biết có chuyện gì xảy ra âm thanh trở nên có chút trầm thấp. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn nói một tiếng đã biết, sau đó Tôn Hạ Châu bỏ đi, hắn tiếp tục xem báo. Dựa theo lời bài báo thì nhóm người Hạ Thiết Sinh trở thành kẻ vô tội bị hãm hại, mà những thôn dân bị hại thì không được đề cập, còn Đỗ Tiểu Trình, tờ báo miêu tả nàng là đối tượng phản diện khi chấp pháp. Không cần nghĩ thì Vương Tử Quân cũng biết kẻ chấp bút là người phương nào, thế là trong lòng thật sự nổi giận. Trần Lưu Can này đúng là một kẻ xảo quyệt có thể làm cho một tờ báo cấp tỉnh viết bài nói lời đổi trắng thay đen, xem ra đối phương cũng không phải hạng tầm thường. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại, trong loa truyền đến âm thanh của Trần Lưu Căn. "Chào bí thư Vương, tôi là Trần Lưu Căn." "Chào giám đốc Trần." Vương Tử Quân lúc này tuy tức giận với Trần Lưu Căn, thế nhưng hắn vẫn dùng giọng lạnh nhạt để nói chuyện điện thoại, giống như tất cả những sự việc kia chưa từng phát sinh. Trần Lưu Căn cười ha hả nói: bí thư vương biết rõ anh bận rộn tôi cũng không vòng vo với anh tôi vừa xem một bản tin trên báo pháp chế xem ra đội ngũ cục công an huyện lô bắc nên sửa đổi lại cho tốt thật sự là xem qua mà giật mình nhưng tôi lại cảm thấy chuyện truyền thông và dư luận đứng ra giám sát là tương đối tốt nếu không thì công tác cũng sẽ bị động tất nhiên anh là người trong quan trường tôi cũng không có tư cách dạy anh ý của tôi là tôi vừa hay có quen với phóng viên viết bản tin này nếu không thì chúng ta cùng nhau dùng bữa cơm nhé." Trần Lưu Căn nói lời mời nhưng lại rất chân thật đáng tin, hắn thấy lễ vật mình ném cho vị phó bí thư trẻ tuổi này là không nhỏ. Trần Lưu Căn đang mặc đồ ngủ bằng tơ vàng, hắn nằm nghiêng trên ghế salon, trước mặt là một tờ báo pháp chế chiết Giang, tờ báo mở ra tùy ý, trong tay hắn là một chiếc điện thoại màu đỏ. Lúc này Trần Lưu Căn cảm thấy rất vui sướng, nhưng cảm giác vui sướng này chẳng qua chỉ là chút nước bọt trong cuộc sống đầy đặc sắc của hắn mà thôi. Từ khi Trần Lưu Căn dùng tiền để mua lại nhà xưởng, hắn chợt sinh ra cảm giác có thể chinh phục được tất cả, mà thành công cũng liên tục tiến đến, kết lớp này đến lớp khác, đám người xin quỷ gối dưới thế tấn công của tiền tài ngày càng nhiều. Lúc này hắn đối diện với một vị phó bí thư, cảm thấy tính khiêu chiến là không lớn. Con người thì ai cũng có khuyết điểm, những lời này cũng giống như câu nói đồng tiền là vạn năng, đây chính là câu mà Trần Lưu Căn tôn sùng nhất. Một tên quan viên không thích tiền tài và không yêu nữ sắc thì thật sự còn hiếm hơn cả gấu trúc, thật đáng sợ. Nhưng trong mắt hắn thì cũng không tin tất cả quan viên đều cẩn thận, đều không có chỗ hồng cho mình ra tay, chẳng lẽ Vương Tử Quân là một hòn đá vừa thối vừa cứng không thể làm được. Đáp án tất nhiên là không, như vậy cũng tốt, chỉ cần đối phương có một khe hở nhỏ để tấn công, hắn sẽ thổi gió vào, sẽ có 10 phần chen lọt. Sau khi nắm bắt tên phó bí thư trẻ tuổi kia, chính mình sẽ bồi dưỡng cho tốt đối phương còn trẻ mà đã là cán bộ cấp phó huyện, như vậy cơ hội thăng quan sẽ càng lớn. Nếu để cho tên kia phát triển lên trời, như vậy sẽ là một sự trợ giúp rất lớn cho cấu trúc tiền tài của mình. Trần Lưu Căn muốn cho đối phương một gậy vào đầu, sau đó ném ra một củ cà rốt. Hắn có lý do để tin tên phó bí thư kia cảm nhận được đau đớn sẽ thức thời chọn mình làm chỗ dựa. Thật xin lỗi, tôi không có thời gian. Một âm thanh không chút do dự vang lên từ đầu dây bên kia, ngay sau đó điện thoại vang lên những âm thanh tút tút. Lúc này Trần Lưu Căn mới ý thức được đối phương đã cúp điện thoại. Vẻ mặt Trần Lưu Căn chợt biến đổi, vẻ âm độc lóe lên trong nháy mắt được thay thế bằng nụ cười. Hắn đặt chiếc điện thoại tinh xảo lên bàn, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Trần Lưu Căn là một người thích nhìn vào những chuyện vụn vặt, chỉ cần là người có thể lợi dụng được thì đều bị hắn dùng mọi thủ đoạn và trăm phương ngàn kế để nắm bắt vào trong tay. Vì vậy đối với rất nhiều quan viên bị hắn nắm bắt, thì hắn là một kẻ cực kỳ thông minh. Hắn thông minh ngay ở phương diện lung lạc nhân tâm, thu mua nhân tâm. Những năm này hắn xem đám quan viên tù binh là con mồi, sau vài lượt tấn công thì bọn họ đều bị trúng đạn, sau đó tùy ý cho hắn sử dụng, điều này là một thành tựu lớn của hắn. Trần Lưu Căn càng gặp phải một tên bướng bỉnh thì ý chí chiến đấu càng cao, tư duy càng nhanh nhẹn và hành động càng thêm nhanh chóng và sắc bén. Hắn thấy đấu với người nào cũng cần có dũng khí, cuối cùng mình toàn thắng xem như mới có ý nghĩa. Hơn nữa bây giờ con chưa có quan viên nào chưa thuần phục dưới những làn đạn khủng bố của hắn. Hắn đã nghiên cứu tập tính của đám quan viên này rất triệt để, đã xem xét quá sâu, hắn chưa từng nghĩ sẽ có lúc thất thủ. Vì vậy lúc này hắn đối mặt với một tên phó bí thư trẻ tuổi, hắn hoàn toàn có 10 phần tin tưởng phần thắng sẽ về mình. Trần Lưu căn nghĩ đến đây mà mở miệng cười lớn, giống như một đứa trẻ phát hiện ra món đồ chơi mình thích âm thanh đắc ý liên tục kéo dài trong biệt thự. Giám đốc Trần, việc gì làm anh vui vẻ như vậy? Đúng lúc tâm tình Trần Lưu Căn cực kỳ sáng lạn thì đã bị người ta ôm lấy eo, mà hắn cũng cảm nhận được khí nóng của người phía sau phả lên gáy mình. Đó là khí thức mà hắn cực kỳ quen thuộc, luồng khí này làm cho lông tơ sau gáy của hắn rung động, hắn đựa vào khứu giác của mình mà biết được Quách An Quyên đã đến. Trần Lưu Căn cố gắng xoay người, lúc này Quách An Quyên đã hiểu điệu đứng trước mặt, làn da nhẵn nhụi được chăm sóc tỉ mỉ, áo khoác và bộ áo ngủ cùng là màu xanh da trời, tay áo rộng, không cài, bồng bềnh rũ xuống. Cặp mông tròn căng, những đường cong duyên dáng như mời gọi, điều này làm cho Trần Lưu Căn nhìn hoài không ngán. Người phụ nữ này giống như một con hồ ly tinh, toàn thân bùng ra mùi hương thấm đẫm ruột gan, hắn thỏa mãn vung tay xoa bóp hai đỉnh núi nhọn hoắt, càng làm cho nàng rúi vào ngực hắn. Sau khi Trần Lưu Căn dùng tay do thám trên người Quách An Quyên một lượt thì nói vị phó bí thư trẻ tuổi kia đến bây giờ vẫn còn là một tảng đá vừa cứng vừa thối. À, đã nhiều năm chưa từng gặp một tên có cá tính như vậy, xem ra anh nên chăm chú cho tên kia một bài học nhớ đời thì hay hơn. Lúc này Quách Hàn Quyên đã dùng bàn tay trắng nón cầm lấy tờ báo, nàng xem qua rồi cười ha hả nói. Trẻ tuổi mà đụng vào tường vẫn chưa quay đầu lại, đúng là có chút kiêu ngạo, anh không phải đã nói sao, người kiêu ngạo căn bản khó thể nhận thua. Ừ, càng là như vậy anh càng muốn đánh bại hắn, xem ra chúng A à còn phải tiếp tục tấn công, hơn nữa còn phải mạnh mẽ hơn nữa. Trần Lưu Căn vung tay hất điếu thuốc của nữ trên tay của Quách An Quyên, sau đó hắn dùng giọng nhàn nhạt hỏi. Còn nhớ vị phó bí thư tư pháp tỉnh ủy không? Anh cảm thấy hắn cần phải cho ra chút chỉ thị. Lúc này gương mặt Quách An Quyên chợt tối sầm lại, nhưng chỉ sau nháy mắt thì nụ cười của nàng lại trở nên sáng lạn. Bàn tay trắng nõn của nàng khẽ chuyển động, Âm thanh bấm điện thoại trong trẻo vang lên như một khúc nhạc. Điện thoại đổ chuông vài lượt, một âm thanh trầm thấp chợt vang lên. Lãnh đạo của hệ thống tư pháp tối cao trong tỉnh chợt chấn động, đầu tiên là ủy ban tư pháp tỉnh gần đây sắp cho tổ điều tra xuống xem xét sự kiện chấp pháp bạo lực của huyện Lô Bắc, tiếp theo đó là bí thư được phân công quản lý khối tư pháp thị ủy đã tổ chức hội nghị cục công an hai cấp huyện thị. Yêu cầu trước khi tổ điều tra đến huyện Lô Bắc thì nhất định phải đem hành vi nghiêm hình bức cung và hành hung dân chúng vô tội làm nhiệm vụ chính trị của huyện Lô Bắc, tự tra tự cứu, tạo ra báo cáo, phải đưa lên cho ủy ban tư pháp thị ủy ngay hôm đó. Trong hội nghị khẩn cấp của ủy ban tư pháp thị ủy, bí thư ủy ban tư pháp đã vỗ bàn cường điệu. Việc này nếu không xử lý tốt thì tất cả chúng ta đều bị xử phạt kỷ luật đảng. Liên Giang Hà tham gia sự kiện biết lần này tiếng vang xã hội là rất lớn. Tin tức truyền thông chú ý cao độ, ngay cả Ủy ban Tư pháp tỉnh cũng bị điều động. Hắn đành phải tỏ thái độ rõ ràng, nói rằng sẽ toàn lực ứng phó, chấp pháp theo lẽ công bằng, đào sâu căn nguyên, sẽ xử lý nghiêm túc những cán bộ cảnh sát phá án trái luật. Sau hội nghị thì văn phòng Ủy ban Tư pháp lập tức khởi thảo ra bản ghi chép, dùng hình thức văn kiện để chuẩn bị báo lên thị ủy, chính quyền, hội đồng nhân dân, mặt trận tổ quốc. Bí thư tư pháp phải ký vào bản ghi chép này thư ký lặng lẽ chạy đến báo cho bí thư biết, kẻ khả nghi phá án phi pháp chính là Đỗ Tiểu Trình, con trai của Phó Chủ tịch huyện Lô Bắc là Đỗ Tự Cường, hơn nữa con trai của Phó Chủ tịch Tiền Diễm Lệ cũng có ý với nàng. Bí thư tư pháp chợt ngây người, bút cũng khó đặt xuống ký trên văn kiện, hắn trách vì sao thư ký không nói cho mình trước khi hội nghị diễn ra. Dù Đỗ Tự Cường và Tiền Diễm Lệ chỉ là phó chủ tịch huyện, nhưng trong quan trường thì chuyện xấu là rất nhiều, người ta đều ở trong quan trường, ai có thể biết có một ngày đối phương có vượt qua mình không? Nếu bây giờ hắn hạ bút xuống đắc tội một lúc hai người, đây không phải đang chôn cho mình một quả bom ẩn hình sao? Bí thư tư pháp châm trước mái, cuối cùng vẫn quyết định không nên ký tên vào văn kiện này một cách nhanh chóng như vậy. Hắn gọi điện thoại cho Đỗ Tự Cường, tỏ thái độ của mình, trước mắt điều duy nhất mình có thể làm được là áp chế văn kiện này, nhưng nếu có một ngày lãnh đạo lên tiếng, phần văn kiện này chỉ có thể sẽ được đưa đi dù hắn là người lãnh đạo cao nhất của khối tư pháp thị ủy, điện thoại cho Đỗ Tử Cường cũng mất đi quan uy, nhưng ít nhất thì cũng xem như cho đối phương một phần nhân tình. Một giờ sau ủy ban tư pháp thị ủy đã thông báo ủy ban tư pháp huyện Lô Bắc nhắc nhở Cục Công an nhanh chóng phá án. Theo trình tự trên truyền hạ đạt, thông báo này đã truyền khắp hệ thống tư pháp huyện Lô Bắc, đặc biệt là Cục Công an huyện Lô Bắc, bây giờ có chút bấp bênh. Trước khi Vương Tử Quân nhận được thông báo thì đã xem qua báo pháp chế, Hắn thấy cái tên của Đỗ Tiểu Trình, hắn không tự chủ được phải nở nụ cười. Hắn tất nhiên biết nữ cảnh sát xinh đẹp này không bức cung, hắn tin tưởng cô cảnh sát này. Từ sự kiện vụ án thiết Nguyên Tiêu thì hắn có thể thấy rõ tinh thần trọng nghĩa của nàng. Nàng là con gái của một vị phó chủ tịch huyện, có thể làm gương cho cán bộ cảnh sát, biết xâm nhập xuống địa phương, biết phá án theo phương pháp chân thật nhất, thế nên hắn có lý do để tin nàng không làm như vậy vì thế vương tử quân cảm thấy buồn cười khi trần lưu căn cho người tạo ra một bài viết với đối tượng phỉ báng là đỗ tiểu trình chẳng lẽ cái tên nam tính hóa là đỗ tiểu trình đã làm tên phóng viên tưởng nhầm một nữ cảnh sát như vậy có thể liên lạc đến hành vi nghiêm hình bức cung thật sự là thiên hạ to lớn thứ gì cũng có tất nhiên hắn cũng tin kẻ thực hiện bài viết này không chịu đi xác minh thông tin chân đứng không vững vì thế mà hiệu ứng mặt trái do nó sinh ra ở huyện lô bắc sẽ nhanh chóng tan thành mây khói phải nói vương tử quân nhìn thấy bài viết trên nhật báo pháp chế dù trong lòng oán hận thủ đoạn hèn hạ của Trần Lưu Căn, thế nhưng hắn vẫn không xem đó ra gì. Hắn thậm chí còn nghĩ rằng có nên dặn dò với Liên Giang Hà, để đối phương trấn an cảm xúc của đám cảnh sát, ngàn vạn lần đừng vì bài viết trời ơi này mà ảnh hưởng đến tính tích cực công tác của bọn họ. Nhưng đến hôm nay Ủy ban Tư pháp yêu cầu mình ký một văn bản giám sát đưa đến Cục Công an, Vương Tử Quân mới cảm thấy sự việc trầm trọng. chương 235, cứ tự bảo vệ, tôi không sao cả. Những ngày gần đây tâm tình của cảnh sát Đỗ Tiểu Trình có chút vui vẻ, dù thế nào thì hơn chục tên tay chân của mỏ than chính tân đã bị bắt, như vậy cũng mở ra một cánh cửa cho việc phá án. Chỉ cần tiến thêm một bước trong vấn đề thẩm vấn, thuận thế tiến lên, có thể đưa đám ông chủ mỏ than lòng dạ hiểm độc ra công lý. Nàng nghĩ đến đây mà vui vẻ đứng lên, rời khỏi giường, thu dọn sạch sẽ và ra khỏi nhà, đi đến cục công an. Đỗ Tiểu Trình là một cô con gái của Phó Chủ tịch Thường vụ huyện Lô Bắc, tất nhiên đến bây giờ nàng vẫn là tiêu điểm được chú ý, vì vậy mà từ nhỏ nàng đã ý thức được vấn đề, chỉ cần mình có chút cử động nào đó không đúng sẽ bôi đen mặt bố ngay. Nàng thậm chí đến bây giờ còn chưa đến tiệm uốn tóc hoặc thẩm mỹ viện để làm đẹp, nàng đến bây giờ chỉ gội đầu trong nhà, chưa từng sơn móng tay, nhuộm tóc sặc sỡ như các cô gái khác. Hai bàn tay của nàng lúc nào cũng trắng trẻo, làm cho người ta nghĩ đến một dòng suối tinh khiết từ trong khe núi chảy ra. Đỗ Tiểu Trình đến công tác ở cục công an cũng nhờ vào thi tuyển, một thời gian dài các đồng sự trong cục công an cũng không biết rõ bối cảnh của nàng, mãi đến một ngày, có một đồng sự muốn đến nhà nàng chơi, chợt gặp mặt phó chủ tịch Đỗ Tự Cường đang xem tivi, lúc này mới biết nàng chính là cô con gái của phó chủ tịch Đỗ Tự Cường. Sau khi bí mật bị tiết lộ, nàng vẫn công tác rất khuôn phép ở cục công an, cử chỉ vẫn khiêm tốn, cực kỳ thanh nhã cẩn thận nhân duyên ở đơn vị cực tốt, mỗi năm đều được bầu làm điển hình tiên tiến, đây hầu như là một kỳ tích được nàng sáng tạo ra ở huyện Lô Bắc. Đỗ Tiểu Trình giữa trưa đều cơ bản về nhà ăn cơm, bố của nàng thường ngày đều có xã giao ở bên ngoài, nàng về nhà chủ yếu là dùng cơm với mẹ. Nàng rất thận trọng, cơm nước xong thì rửa chén, sau đó chờ mẹ gọi đi làm. Thật ra là một cảnh sát thì nàng có một quan niệm cực kỳ đúng đắn về thời gian, trên điện thoại di động lúc nào cũng có sẵn chế độ báo thức, nhưng nàng cố ý để mẹ gọi mình đi làm, điều này sinh ra cảm giác sứ mạng thần thánh cho một người mẹ nhàn rỗi ở nhà. Mỗi ngày bà có thể đánh thứ con gái, nhìn con gái đi làm đúng giờ với bộ dạng vui sướng. Dù cuộc sống mỗi ngày đều là như vậy, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến tình yêu của Đỗ Tiểu Trình với nghiệp vụ cảnh sát, nàng thật sự rất yêu thích công việc của mình. Đỗ Tiểu Trình đi vào trong cục công an, các đồng sự thấy nàng vẫn treo nụ cười như trước nhưng lúc này nàng chợt cảm thấy nụ cười của bọn họ hình như có chút quái lạ. Sao nàng lại thấy nụ cười của bọn họ giống như có hơi khô cứng, thậm chí là không lưu loát và có chút miễn cưỡng. Điều này làm cho nàng thật sự có chút kinh ngạc. Sao vậy? Đỗ Tiểu Trình đẩy cửa phòng làm việc, nàng cất bước đi vào, vài tên đồng sự đang trụng đầu bàn tán chợt xấu hổ ngẩng đầu kinh ngạc như chim đồng tước, sau đó bọn họ nhanh chóng phân tán, văn phòng lại quay về tình huống tĩnh lặng. Chị Liễu, sao vậy? Đỗ Tiểu Trình trước nay không thích che giấu sự việc gì, nàng thấy mọi người tránh né và đề phòng mình như ôn thần thì trong lòng có chút buồn bực, thế là tiến lên hỏi chị Liễu một câu. Chị Liễu là một đội viên cũ của đội cảnh sát hình sự, hơn 40 tuổi, cũng không còn vẻ quyến rũ tuổi thanh xuân, nhưng lời nói và việc làm luôn làm cho người ta sinh ra cảm giác như được tắm gió xuân. Đối với Đỗ Tiểu Trình thì chị Liễu càng quan tâm đặc biệt, mỗi sáng sớm đều gọi điện thoại cho Đỗ Tiểu Trình, nói có thể ngủ thêm, không cần gắng sức, điểm tâm được nàng mua về đặt trong văn phòng. Nhưng hôm nay Đỗ Tiểu Trình hỏi như vậy làm cho chị Liễu cảm thấy giống như bị kim châm, nàng vung vẫy văn kiện trong tay, do dự một chút mới nói. Không có gì, Tiểu Trình, mọi người đang thảo luận về phần tài liệu tôi chuẩn bị đưa lên cho đội trưởng la. Chị Liễu nói xong thì ngồi xuống vị trí của mình, mà những người khác cũng tỏ ra điềm nhiên như không, vẫn công tác bình thường như trước. Nhưng Đỗ Tiểu Trình đều có thể cảm giác được ai cũng đang dùng ánh mắt trầm mặc nhìn mình, điều này làm cho da đầu nàng run lên nàng không chịu được tình huống tập thể dùng ánh mắt không tín nhiệm để nhìn mình cuối cùng thì chị liếu cũng nổi giận nàng cầm văn kiện trong tay vỗ xuống bàn rồi nói cái gì vậy tôi đã nói rồi đây không phải là tiểu trình làm ra các người không nghe thấy sao còn chưa tin tôi sao suy nghĩ xem xét cái gì đều đi công tác đi các đồng nghiệp đều ngượng ngùng tản ra trong văn phòng chỉ còn lại không gian yên tĩnh Đỗ Tiểu Trình chợt nhắm mắt lại trong lúc yên tĩnh, trong khoảnh khắc này nàng thật sự có hơi sợ, cảm giác trở thành mũi tên, trở thành tội phạm làm cho nàng sợ hãi sự tĩnh lặng vào lúc này, sợ rằng sau thời điểm tĩnh lặng vào lúc này sẽ có một thứ gì đó đập thẳng về phía nàng. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Đỗ Tiểu Trình thật sự là trăm mối khó thể nào hiểu được, nàng vung vẫy đầu, chuẩn bị đánh vang những ý nghĩ này ra. Trong tay nàng còn có một vụ cần xử lý, nàng lật qua lật lại hồ sơ. Một tờ báo pháp chế chợt xuất hiện trong hồ sơ vụ án, nội dung của bài báo nhập vào trong mắt nàng. Đỗ Tiểu Trình chợt cười lên thoải mái một cách không cố kỵ, tiếng cười của nàng trong không gian yên tĩnh cực kỳ vang dội. Nội dung tờ báo rất kỳ quái, kỳ quái đến mức hoang đường, vì nàng biết đây là một chuyện không có khả năng, vì thế mà nàng chợt cười theo bản năng. Nhưng ngay sau đó Đỗ Tiểu Trình lại cảm nhận được hương vị khác, cảm thấy không đúng, trong đầu nàng chợt nhớ đến tình huống người phụ nữ chạy đến cục công an kêu oan đối phương đánh về phía nàng như một con sói cái. Lúc đó nàng đơn thuần không suy nghĩ nhiều, có lẽ đó là một người phụ nữ bị áp chế và bùng phát, bây giờ xem ra sự việc là không đơn giản. Những ngày qua vụ án nông dân tố cáo mỏ than chính tân và bị trả đũa giống như một hòn đá tảng trong lòng nàng, sau khi liên lạc với bản tin trên tờ báo, nàng cảm thấy hai tai như vang lên những âm thanh đùng đùng, tảng đá lớn trong lòng cũng vỡ ra biến thành những khối đá nhỏ, mà những khối đá này lại chèn ép sinh ra áp lực rất lớn cho nàng nếu so sánh với sự phẫn nộ của Đỗ Tiểu Trình thì huyện ủy chính quyền huyện Lô Bắc có rất nhiều người đang xem xét sự kiện này, mà điện thoại của Vương Tử Quân lại vang lên không biết bao nhiêu lần. Điện thoại đến từ thị ủy, huyện ủy, đủ mọi loại, tất cả đều giống như áp lực vô hình, từ bốn phương tám hướng kéo về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tuy không hiểu quá nhiều về Đỗ Tiểu Trình, thế nhưng hắn không tin đó là sự thật, nhưng những tin tức ngợp trời vẫn cứ ẩm ẩm kéo đến, đó chính là Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy sẽ xuống điều tra sự việc. Như vậy thì dù là Cục Công an hay Đỗ Tiểu Trình cũng trở thành người nổi tiếng, thế cho nên hệ thống tư pháp của huyện Lô Bắc lại rơi vào tình trạng bấp bênh. Trong huyện xuất hiện tình trạng này thì sẽ truy cứu trách nhiệm của lãnh đạo, Vương Tử Quân tất nhiên sẽ là người đứng mũi chịu sao, dù hắn mới nhận chức bí thư ủy ban tư pháp. Hắn mới nắm khối tư pháp một thời gian ngắn, nhưng sự việc xảy ra vào đúng thời điểm hắn làm lãnh đạo, thế cho nên trách nhiệm sẽ thuộc về hắn khi vương tử quân đang trầm ngâm thì trương tân dương lén lút đi đến sau khi trầm mặc hút xong một điếu thuốc thì trương tân dương dùng giọng đề nghị nói bí thư vương chuyện này tôi cảm thấy chúng ta nên chủ động một chút chủ động một chút vương tử quân hiểu nó có nghĩa là gì đó chính là trước khi tổ điều tra xuống thì phải cho ra xử lý cho người chịu trách nhiệm như vậy sẽ làm cho chính mình bình an vô sự nhưng làm như vậy thì cũng đồng nghĩa với việc bên dưới phải có người hy sinh vương tử quân gạt tàn rồi khẽ hỏi theo những gì anh biết về tiểu trình anh nghĩ cô ấy có khả năng làm ra chuyện này không tôi cảm thấy khả năng là không lớn nhưng nghe nói phóng viên có ảnh chụp chuyện này xem ra cũng khó giải quyết tổ điều tra lại vì vậy mà đến cũng không biết có xảy ra vấn đề gì không trương tân dương là một vị cảnh sát có thâm niên hắn thật sự biết rõ những vấn đề có tồn động trong cục công an vương tử quân trầm ngâm một lát sau đó hắn mới nói có ảnh sao? Xem ra bọn họ chuẩn bị rất đúng chỗ, nhưng nếu như chúng ta cứ thỏa hiệp một cách không rõ ràng như vậy, chỉ sợ cũng không phải là chỉ lui một bước. Vương Tử Quân muốn nói gì thì Trương Tân Dương hiểu rất rõ, hắn biết bí thư đang nghĩ gì, nhưng hắn cảm thấy có một số việc nếu nắm quá chắc sẽ không tốt. Nếu như có thể đi lên tỉnh thành một chuyến, có thể đến liên lạc cảm tình với vị phóng viên kia, nói rõ tình huống, sẽ hoàn toàn có một kết quả khác, sẽ là trời ngừng mưa và ánh nắng lại lên bí thư vương, làm người rất khó, làm lãnh đạo càng khó hơn. Lãnh đạo cũng là người, vì vậy lãnh đạo cũng có lúc gặp khó khăn. Vì thế tôi muốn nói, chúng ta lùi một bước trời cao biển rộng, tạm thời lùi một bước không phải vì sợ hãi, mà là vì xúc tích lực lượng, tùy thời chờ phân phó, để đi đến kết quả tốt nhất, anh thấy có đúng không? Ha ha, anh xem ra cầu tiến không nhỏ, ngay cả những chuyện thế này cũng có thể nghĩ ra được. Vương tử quân cầm lấy điếu thuốc lá rồi châm lửa, Hắn trầm ngâm một lát, sau đó mới thản nhiên nói: "Không vội, cứ chờ chút." Vương Tử Quân nói chờ một chút nhưng lại có người cảm thấy không còn kịp, số lần nghe điện thoại của Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân cũng không kém hơn bao nhiêu so với Vương Tử Quân. Trong huyện Lô Bắc xảy ra sự kiện như vậy, hai người bọn họ là lãnh đạo chủ quản, tất nhiên cũng ý thức được tình hình nghiêm trọng. "Bí thư Vương, tôi cảm thấy chuyện này không thể tiếp tục kéo dài, nếu chúng ta xử lý vụ này trước khi tổ điều tra xuống." như vậy sẽ không rơi vào trạng thái bị động. Lưu Thành Quân ngồi trong phòng làm việc của bí thư Hầu Thiên Đông, hắn dùng giọng đề nghị nói. Hầu Thiên Đông khẽ gật đầu, tuy lão và Lưu Thành Quân tranh chấp với nhau khá gay gắt nhưng lại có sự nhất trí chưa từng có ở phương diện này, đó chính là tuyệt đối không thể vì chuyện này mà làm cho thượng cấp phê bình, càng không thể tạo nên hình tượng phản diện cho huyện Lô Bắc. Tôi đã nói qua với bí thư Vương, thái độ của anh ấy là chờ một chút. Hầu Thiên Đông trầm ngâm một lát rồi thản nhiên nói. Lưu Thành Quân khẽ gõ tay xuống mặt bàn, trong lòng chợt phát ra tiếng thở dài. Trước kia khi Quách Vạn Thần còn ngồi trên vị trí phó bí thư chủ quản khối tư pháp, hắn và Hầu Thiên Đông hầu như đều có quyết định dứt khoát, nhưng bây giờ dù là Hầu Thiên Đông hay là mình trước khi muốn quyết định vấn đề gì đều phải xem xét thái độ của Vương Tử Quân, đây là cái thứ quái quỷ gì. Vương Tử Quân biến từ một cán bộ tạm giữ chức thành một nhân vật lớn ở huyện Lô Bắc, Hễ là những thứ gì có liên quan đến hắn, dù là hầu thiên đông hay là mình cũng cần phải bảo trì sự thận trọng. Tính cách của bí thư tử quân có chút cứng rắn, đây hầu như là một ưu điểm khó kiếm được, làm việc nhanh nhạy, xử sự, sự quyết đoán, nhưng ở những phương diện khác cũng có khuyết điểm, đó là có thừa tích cực nhưng lại thiếu linh hoạt. Chúng ta là lãnh đạo ban ngành, có đôi khi cần phải kịp thời đưa ra những lời khuyên phù hợp. Lưu Thành quân nói không quá lớn nhưng lại biểu hiện đầy đủ thái độ của mình đó chính là bí thư nên tỏ thái độ, anh nên vận dụng quyền lực của mình, chính thức lên tiếng, áp chế đám người cản rỡ không biết gì. Hầu Thiên Đông trầm ngâm một lát, sau đó lão khẽ gật đầu cam chịu. Lão là một bí thư huyện ủy, lão tất nhiên sẽ không hy vọng bên cạnh mình xuất hiện một cấp dưới quá cứng rắn. Nhưng khi uy tín của Vương Tử Quân ở huyện Lô Bắc ngày càng tăng tiến, cục diện chính trị ở huyện Lô Bắc càng giống như biến thành xu thế của Vương Tử Quân. Đến chiều chúng ta mở hội nghị thường ủy, nói một câu quyết định sự việc này. Hầu Thiên Đông nói xong thì rụi tàn thuốc đứng lên. Vương tử quân nghe thấy thông tin họp thường ủy vào buổi chiều thì khẽ gật đầu, nhưng Tôn Hạ Châu lại cảm nhận được áp lực của bí thư vương. Rõ ràng áp lực này không đến từ bên ngoài, nhưng nó đến từ ngay bên trong ban ngành huyện Lô Bắc. Bây giờ cả khu văn phòng huyện ủy hay chính quyền đều bàn luận về vấn đề này, lời nói thế nào cũng có, tuy bọn họ khiếp sợ uy nghiêm của bí thư vương mà không dám nói loạn, nhưng tin đồn này cuối cùng gì cũng đến người bí thư vương bí thư vương tôi cảm thấy chuyện này nên xử lý sớm thì hay hơn tôn hạ châu trước nay rất ít khi phát biểu ý kiến trước mặt vương tử quân nhưng lúc này hắn không nhịn được phải dùng giọng dứt khoát nói dù hắn biết rõ bí thư vương sẽ nghĩ xa hơn mình nhiều nhưng dù ý nghĩ của mình có ngây thơ cũng được nghĩ một mặt cũng được nhưng hắn cảm thấy mình nên nói ra ý nghĩ và giải thích nó hắn muốn bí thư vương xem nó như một thứ tham khảo như vậy mới không phụ ơn chi ngộ của bí thư Vương. Vương tử quân nhìn vẻ mặt đầy ngưng trọng của Tôn Hạ Châu, trong lòng có chút vui mừng, hắn khẽ cười và gật đầu. "Cậu yên tâm, trời sẽ không sập đâu." Một câu nói hời hợt của Vương tử quân làm cho Tôn Hạ Châu chợt cảm thấy ấm áp, hắn nhìn nụ cười nhàn nhạt của bí thư Vương, trong lòng chợt bùng lên cảm giác mạnh mẽ. Đó chính là chuyện này căn bản không là gì với bí thư Vương. Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Liên Giang Hà và Trương Tân Dương đi đến, sau lưng bọn họ còn có một người cần truy cứu trách nhiệm, chính là Đỗ Tiểu Trình. Trước khi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân thì Liên Giang Hà đã tự mình nói vài lời với Đỗ Tiểu Trình. Khi đó trong phòng làm việc của cục trưởng cục công an, cục trưởng Liên Giang Hà mời Đỗ Tiểu Trình ngồi xuống ghế salon, trên bàn có sẵn một dĩa hoa quả, cho vào tay Đỗ Tiểu Trình vài quả, giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng uyển chuyển nhưng lại bén nhọn nói ra vấn đề để cho đỗ tiểu trình trả lời tất cả những thứ có liên quan liên giang hà sau khi nói rõ vấn đề thì nghiêng mặt nhìn ra cửa sổ hắn không nhìn đỗ tiểu trình vì hắn muốn cho nàng thời gian suy xét đồng thời hắn cũng tránh nhìn vì sợ nàng sẽ sinh ra cảm giác xấu hổ hắn dùng trăm phương ngàn kế để biến một cuộc chất vấn với con gái của phó chủ tịch thường vụ huyện lô bắc thành một cuộc nói chuyện bình thường giữa hai người đồng sự và đây chính là điểm độc đáo của hắn hắn được điều động làm cục trưởng cục công an một cách ngoài ý muốn cướp ánh mắt của kẻ khác, nhanh chóng nắm bắt tất cả trong thời gian ngắn, điều này có sự liên hệ chặt chẽ với phong cách đầy tính nguyên tắc và cực kỳ linh hoạt của hắn. Nhưng Đỗ Tiểu Trình vẫn vô cùng uất ức, dù thái độ của Liên Giang Hà cũng đủ uyển chuyển, giọng điệu cũng đủ ôn hòa, nhưng tính khí quật cường của Đỗ Tiểu Trình đã nhanh chóng biểu hiện. Dù trước đó cục trưởng có đưa cho nàng vài quả trái cây, nàng đã mỉm cười, nhưng sau đó cũng không thể cản nàng nổi nóng, gương mặt đỏ bừng, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống. Đỗ Tiểu Trình dùng giọng phát run nói: "Cục trưởng Liên, ngài cũng không tin tưởng tôi sao?" Liên Giang Hà căn bản không thể trả lời câu hỏi này của Đỗ Tiểu Trình, hắn chỉ khẽ cười nói: "Đây không phải là vấn đề có tin tưởng hay không, cô chỉ tự miệng nói cho tôi biết, đã làm như vậy hay không?" Lúc này Đỗ Tiểu Trình đã thật sự nổi giận: "Tôi đã thi và học ở trường cảnh sát, chẳng lẽ chút pháp luật tối thiểu như vậy cũng không hiểu? Ngài có lý do gì để nghi ngờ tôi chấp pháp bạo lực?" chỉ dựa vào một bài viết mặt trái trên báo sao. Nếu như anh nghi ngờ về tố chất cảnh sát của tôi, như vậy tôi cũng có thể cự tuyệt câu hỏi của ngài. Liên Giang Hà đứng yên tại chỗ nhưng lại nở nụ cười xin lỗi. Nhưng, cô phải nói thật cho tôi biết, đây không phải là tôi ép cô, đây là một câu hỏi có liên quan đến tính pháp luật. Đỗ Tiểu Trình lúc này mới ý thức được mình gặp phải một vị cục trưởng quá cứng, trong mắt nàng vẫn ẩn giấu nước mắt, nàng ngẩng đầu dùng giọng chém đinh chặt sắt nói tôi chưa từng làm qua. Vì vậy mà khi Liên Giang Hà cùng Trương Tân Dương đưa Đỗ Tiểu Trình đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, Liên Giang Hà có chút lo lắng, xanh đỏ đen trắng thế nào đã rõ ràng rồi. Khi Vương Tử Quân đưa mắt nhìn về phía Đỗ Tiểu Trình, lúc này Đỗ Tiểu Trình cũng kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn vị phó bí thư trẻ tuổi, lúc này ánh mắt của nàng tràn đầy khiêu khích. Nàng nghĩ rằng vị bí thư ủy ban tư pháp kiêm phó bí thư huyện ủy này chỉ sợ sẽ dùng lời lẽ thấm thía để làm công tác tư tưởng với mình, sau đó lại dần dần hướng dẫn khuyên nàng nên tiếp nhận sai lầm tiếp nhận xử lý nhưng càng như vậy thì đỗ tiểu trình sẽ không thừa nhận nàng chưa từng làm ra chuyện gì nếu như không làm thì nàng cần gì phải để cho một tội danh vô cớ rơi lên đầu mình tất nhiên đó là không thể đỗ tiểu trình cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình vương tử quân nhìn bộ dạng như gà trọi của đỗ tiểu trình trong lòng hắn bùng lên cảm giác buồn cười hắn khẽ gật đầu với nàng đồng chí đỗ tiểu trình mời cô ngồi cũng không cần ngồi, bí thư vương, mặc kệ anh muốn nói gì, tôi cũng chỉ có một câu, đó là tôi căn bản không làm ra hành vi chấp pháp bạo lực, vì vậy anh cũng đừng nói ra đủ mọi đạo lý to lớn, anh cũng nên tỉnh lại đi, tôi là một con trâu bướng bỉnh, sẽ không để cho người ta ép tội vào mình. Đỗ Tiểu Trình nói xong thì thở hồng hộc rồi kéo cửa ra, quay đầu bỏ đi. Thật ra dựa theo quy định thì Liên Giang Hà phải làm ra một bản ghi chép khi hỏi chuyện Đỗ Tiểu Trình, nhưng khi kết thúc thì vị cảnh sát phụ trách ghi chép có hỏi Liên Giang Hà. Có nên in bản ghi chép này ra, sau đó xem xét lại sự việc không? Liên Giang Hà không nói gì, hắn chỉ nhìn chằm chằm ra cửa sổ, sau đó chợt thò đầu ra ngoài, lại gầm lên với một viên cảnh sát đang dựng xe ngoài sân. Ai cho phép anh dựng xe đạp bừa bãi trong sân, có nhà để xe sao không dựng? Nếu anh còn như vậy thì tôi sẽ cho anh cút đi, cũng không thiếu người bổ sung. Liên Giang Hà đột nhiên nổi giận tím mặt làm cho viên cảnh sát làm nhiệm vụ ghi chép cảm thấy trái tim đập loạt, hắn chợt nghĩ rằng có lẽ cục trưởng không muốn liên lụy vào chuyện của cảnh sát đỗ, sẽ không in bản ghi chép, mong sao lãnh đạo sẽ không truy cứu trách nhiệm. Cục trưởng lúc này không nói gì, vì vậy hắn nhanh chóng thu xếp bản ghi chép đã viết tay, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Liên Giang Hà gọi Trương Tân Dương, sau đó hai người đưa theo Đỗ Tiểu Trình đến phòng làm việc của Vương Tử Quân nói rõ tình huống, Ít nhiều cũng xem như nể mặt Đỗ Tự Cường. Nhưng sự việc hoàn toàn không phát triển theo hướng hai người liên Giang Hà từng nghĩ, Đỗ Tiểu Trình đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân thì cứng rắn không chào hỏi một câu rồi nghênh ngang bỏ đi. Dù Đỗ Tiểu Trình là con gái của phó chủ tịch thường vụ Đỗ Tự Cường, thế nhưng nói hai câu rồi bước ra ngoài, rõ ràng không chừa bậc thang cho bí thư Vương xuống đài. Bí thư Vương, Đỗ Tiểu Trình là một cô gái ương bướng, tôi trở về sẽ dạy bảo vài lời anh xem, nó cũng không hiểu tôn trọng lãnh đạo. Liên Giang Hà trà sát hai tay, cố gắng nở nụ cười thật tươi để nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười khoát tay áo nói. Cục trưởng Liên, anh cũng không cần phải đánh yểm trợ, tôi cũng sẽ không chấp nhặt với một tiểu cô nương. Nhưng sự việc này xảy ra cũng gõ một hồi chuông cảnh báo với các lãnh đạo chúng ta, sau này ở phương diện phá án cần phải thực hiện theo đúng nếp, ngàn vạn lần không nên dùng hình bức cung, nếu không chẳng khác nào tự đưa chúng ta lên đầu sóng ngọn gió. Liên Giang Hà nhìn Vương Tử Quân bày tỏ thái độ, ngoài miệng tuy liên tục gật đầu nhưng trong lòng lại thầm không cho là đúng. Đúng là quả bay trên người, chỉ thấy người ta đen mà không biết chính mình cũng không trắng, bí thư Vương Anh gióng giặc gọi người ta là tiểu cô nương, nhưng nếu so về độ tuổi, bí thư Vương Anh có lớn hơn đỗ tiểu trình được bao nhiêu. Mong bí thư Vương cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ không buông lỏng phương diện kỷ luật, sẽ ngăn chặn bất kỳ hành vi chấp pháp bạo lực nào, sẽ tra đến cùng những chuyện dùng hình bức cung. Vương tử quân khẽ gật đầu, lại nói đến chuyện công tác. Sau đó hắn đột nhiên ó với Trương Tân Dương. Cục trưởng Trương, vấn đề của thôn Lưu Gia là không thể bỏ qua được, nhất định phải điều tra xem nhóm Lưu Nhị Tinh đã bị kẻ nào mang đi đâu. Nếu nhóm Lưu Nhị Tinh bị người ta đưa ra khỏi huyện mà Cục Công an chúng ta cũng không hay biết, như vậy sẽ xem đó là một vụ án bắt cóc để điều tra xử lý. Trương Tân Dương nhìn ánh mắt lấp lánh của Vương Tử Quân, hắn biết rõ bí thư Vương cực kỳ coi trọng vụ này, thế là hắn đứng lên khỏi ghế sa lông rồi nói: "Bí thư Vương, tôi hiểu rõ, ngài cứ yên tâm, tôi sẽ nhất định nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ." Vương Tử Quân cười cười, hắn đặt ly nước xuống rồi nói: "Cục trưởng Liên, hai ngày qua anh và cục trưởng Tân Dương đã chịu áp lực lớn, tôi hiểu rõ điều này. Nhưng các anh cứ yên tâm, dù xuất hiện bất kỳ tình huống nào, tôi cũng đứng bên cạnh các anh." Liên Giang Hà nghe lời nói của Vương Tử Quân mà trong lòng có chút cảm động, hắn tất nhiên hiểu rõ ý nghĩ của Bí thư Vương. Hắn làm cảnh sát nhiều năm, đã gặp không biết bao nhiêu chuyện, có ai chịu đứng ra nhận trách nhiệm. Không ngờ Bí thư Vương lại tỏ thái độ rõ ràng, nếu xảy ra vấn đề thì phó bí thư sẽ chủ động chịu trách nhiệm. Ôm công chính là một sự thật bất thành văn trong quan trường, Liên Giang Hà tuy đầy kinh nghiệm quan trường nhưng lúc này nhìn vẻ mặt kiên định của Vương Tử Quân thì trong lòng cũng bùng lên cảm giác tôn kính chương 236, sự thật quá giả cũng là người ngu ngốc. Bí thư vương, anh cứ yên tâm, cục công an chúng tôi nhất định sẽ xử lý tốt vụ này. 2 giờ chiều, các vị thường ủy huyện ủy tập trung trong phòng họp huyện ủy, lúc này đại đa số vẻ mặt các vị thường ủy đều có chút đè nén, mà người mất tự nhiên nhất chính là Đỗ Tự Cường. Hắn là một người cha, hắn tin vào con gái nhà mình, nhưng với kinh nghiệm lăn lộn nhiều năm, hắn biết tình thế bây giờ cực kỳ bất lợi cho con mình. Hầu Thiên Đông hắng giọng một cái và mở miệng. Sự kiện cục công an huyện sử dụng bạo lực chấp pháp thì hầu như ai cũng được biết thông qua báo chí, ở trong huyện Lô Bắc chúng ta những hành vi như vậy chỉ có thể coi là cá biệt, nhưng nó lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của huyện. Tôi đề nghị cục công an nên xử lý dứt khoát vụ này, nhanh chóng thay đổi cục diện bị động. Bí thư đã lên tiếng định vị ngay từ đầu, dưới tình huống này thì sẽ không có gì để nói với đề tài cần thảo luận, đây là hội nghị thường ủy không liên quan đến vấn đề nhân sự. Không người nào muốn đứng lên khiêu chiến với quyền uy của Bí thư huyện ủy. Hầu Thiên Đông nói xong thì đưa mắt nhìn về phía Vương Tử Quân, lão muốn Vương Tử Quân đứng lên biểu hiện thái độ, sau đó chấm dứt hội nghị thường ủy lần này. Vương Tử Quân ngồi cách đó không xa lại không ngẩng đầu lên, chỉ cầm bút ghi chép trên sổ, căn bản không có ý mở miệng. Tôi muốn nói hai câu. Đỗ Tử Cường dù biết mình có nói cũng vô dụng, nhưng lúc này bản năng người cha vẫn chiếm thượng phong hắn thật sự là một phó chủ tịch thường vụ huyện, nhưng hắn còn là một người cha, hắn muốn bảo vệ con gái bảo bối của mình, vì thế cũng phải nói ra vài lời. Tôi hiểu tâm tình của các đồng chí, nhưng sự việc đã xảy ra, tôi hy vọng chủ tịch đỗ lấy đại cục làm trọng, một lần tránh ra. Khi đỗ tự cường đang định mở miệng thì chủ tịch Lưu Thành Quân đã lên tiếng cắt lời. Phó chủ tịch thường vụ đỗ tự cường là cái đinh trong mắt Lưu Thành Quân, dĩ vãng hắn không có cơ hội tấn công đỗ tự cường, bây giờ có cơ hội tốt thì hắn nào có thể bỏ qua. Vì thế mà trước khi Đỗ Tự Cường mở miệng, hắn quyết định đứng lên dùng giọng không khách khí để cắt ngang lời. Đỗ Tử Cường nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lưu Thành Quân, một cảm giác tức giận bùng lên trong lòng. Nhưng hắn biết rõ mình tức giận cũng không có chỗ phát tiết, rơi vào thế đường cùng hắn cũng chỉ có thể ném ánh mắt xin giúp đỡ về phía Hầu Thiên Đông. Lúc này Đỗ Tử Cường rất hy vọng nhận được sự giúp đỡ của Hầu Thiên Đông, nhưng hầu thiên đông vẫn ngồi kia với vẻ mặt không chút biểu cảm giống như không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của đỗ tự cường vào khoảnh khắc này thì trong lòng đỗ tự cường bùng lên cảm giác bi ai hắn biết rõ lần này con gái mình phải gánh tội là chuyện quá rõ ràng rồi nếu chủ tịch đỗ không thích hợp thì để tôi nói vậy vương tử quân chợt đứng lên trong tình huống lạnh ngắt như tờ khoảnh khắc này gương mặt tươi cười chợt trở chợ nên lạnh lẽo giống như một cái bản sắt sau đó bắt đầu lên tiếng những lời hắn nói đã được xem xét và châm trước không biết bao nhiêu lần kể cả âm thanh trầm bổng du dương và biểu cảm trên mặt cũng được chuẩn bị sẵn có đôi khi thì lên tiếng cũng cần nhịp điệu và tiết tấu cần biết ngắt nhịp và dừng lại ở những điểm phù hợp cũng giống như âm nhạc vậy khi nước chảy xuôi chợt biến tấu thành thác lũ giống như gió bão bùng lên trên đồng bằng những con sóng sẽ rung động màng tai của người nghe tất nhiên vương tử quân hiểu rất sâu về phương diện này vì thế mà sau đó Vương Tử Quân lên tiếng bằng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc và lạnh lẽo. Báo pháp chế đăng tin về những hành vi mặt trái của cục công an huyện Lô Bắc chúng ta, mọi người đọc vào sẽ cảm thấy không đồng nhất, bây giờ tôi xin bổ sung ý kiến của mình. Đối với chuyện này thì tôi đã cùng cục trưởng cục công an điều tra cực kỳ nghiêm túc, tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Hơn nữa bản thân Đỗ Tiểu Trình cũng kiên quyết không thừa nhận mình có dùng hình bức cung. Tôi đề nghị chúng ta nên căn cứ vào nguyên tắc tổ chức để xử lý sự kiện thế này, kiên quyết không bảo sao hay vậy đối với những đồng chí có thái độ phụ trách. Đồng thời tôi cũng chủ trương Cục Công an huyện không tránh né tổ điều ta của tuyến trên, chúng ta đáp lại chính diện, đây mới thật sự là có phụ trách với đồng chí của mình. Vương Tử Quân là phó bí thư chủ khảo khối tư pháp, lúc này âm thanh không quá lớn nhưng lại cực kỳ có lực, nói năng khí phách làm cho đám thường ủy ngồi trong phòng họp phải ngây cả người. Hắn gấp quyền sổ trong tay lại, Đúng lúc ngẩng đầu lên thì tiếp nhận ánh mắt của Đỗ Tử Cường, đây là ánh mắt cố gắng che giấu cảm kích và vui vẻ của Đỗ Tử Cường, nhưng cũng có chút vui sướng tràn ra nơi khóe mắt. Làm phó bí thư và phó chủ tịch thường vụ, hai người tất nhiên không thể nào biểu hiện những biểu cảm tư nhân đối với những hội nghị thường ủy nghiêm túc như thế này. Đỗ Tử Cường là một lão quan trường, tất nhiên cũng thầm hiểu điều này, mà sau khi thầm hiểu thì trong lòng bùng lên cảm giác cảm động. Thật ra khi vương tử quân vừa đến thì đỗ tự cường coi mình là một vị cán bộ bản địa, cũng có chút bức bối với tên tiểu tử kia, dù không bới lông tìm vết nhưng khi đối phương gặp vấn đề khó khăn thì hắn cũng chỉ quan vọng và tỏ thái độ hả hê mà thôi. Không ngờ vào đúng thời điểm thì vương tử quân lại có thể nói ra những lời như vậy, thật sự khó có được, vì thế mà hắn rất cảm kích vương tử quân, trong ánh mắt cố gắng che giấu cảm giác vui sướng, mà vương tử quân cũng tiếp nhận một cách bình tĩnh, cũng biết rõ đỗ Tử cường đang cảm tạ mình. Trần Lộ Giao thì khẽ vùng với cây bút trong tay, ánh mắt liên tục chấp động, hắn nhìn thoáng qua Tôn Quốc Lương, ánh mắt hai người đều lộ ra vẻ đắc ý. Vương Tử Quân là một đối thủ làm cho bọn họ cảm thấy cực kỳ kiêng kỵ, thì ra tên này cũng không chịu nổi một đòn, điều này rõ ràng là vì đối phương còn trẻ, còn hành động theo cảm tính. Chỉ cần đối phương có nhược điểm như vậy, dù đối phương có chiến thắng qua lần này, chỉ cần bọn họ có cơ hội ra tay, khả năng quật ngã tên khốn Vương Tử Quân này là rất lớn. Tôn Quốc Lương khẽ cười một tiếng, hắn nói với Bí thư Hầu Thiên Đông: "Bí thư Hầu, tôi cảm thấy Bí thư Vương nói rất đúng, nếu Ủy ban Tư pháp đã có ý kiến sơ bộ với những chuyện xảy ra ở huyện Lô Bắc chúng ta, tôi thấy chúng ta nên tôn trọng ý kiến của Ủy ban Tư pháp. Hơn nữa hệ thống tư pháp cũng có tính đặc thù, chúng ta lại không hiểu quá nhiều, nếu như chúng ta ngang ngược can thiệp, như vậy sẽ rơi vào tình huống người thường đứng ra chỉ huy kẻ chuyên nghiệp, đây là không được." Tôn Quốc Lương nói xong thì Hầu Thiên Đông khẽ cao mày và thầm mắng một tiếng, người này quá xảo quyệt, không phải là giúp đỡ Vương Tử Quân, căn bản là muốn đẩy Vương Tử Quân lên vỉ nướng. Cái gì là Ủy ban Tư Pháp đã có ý kiến sơ bộ? Ủy ban Tư Pháp không phải là khối công tác của Vương Tử Quân sao? Nếu như xảy ra bất kỳ vấn đề gì, đống chất thải đó không phải sẽ đổ lên đầu một mình Vương Tử Quân. Tuy Hầu Thiên Đông thầm mắng như vậy nhưng trong lòng lại không nghĩ ra biện pháp nào hay hơn, Vương Tử Quân đã nói quá rõ rồi, mình muốn thu hồi cũng không có khả năng. Trần Lộ Giao lại thầm gật đầu, trong lòng thầm nghĩ một chiêu thái cực quyền của Tôn Quốc Lương cũng không tệ, chỉ cần có thể cài cả cái bô lên đầu Vương Tử Quân, dù có chuyện gì xảy ra hay không, tất cả hậu quả sẽ phải do Vương Tử Quân gánh chịu. Bí thư hầu, tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Tôn Quốc Lương. Trần Lộ Giao uống một hớp trà rồi nói tiếp. Tôi cảm thấy bây giờ huyện ủy cũng không nên xen quá nhiều vào vụ này, Chúng ta nên hủy quyền, để cho ủy ban tư pháp chủ động phát huy tính sáng tạo, cho các đồng chí ủy ban tư pháp can đảm đi công tác. Tôi tin tưởng với năng lực của Bí thư Vương thì sẽ nhất định xử lý tốt vụ này." Hầu Thiên Đông nghe mà xoa xoa hai bàn tay, lúc này lão mới nhìn về phía Vương Tử Quân. "Bí thư Vương, anh có ý kiến gì không?" "Tôi nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của huyện ủy." Vương Tử Quân dùng giọng không quan tâm nói một câu coi như kết thúc hội nghị thường ủy thảo luận về vấn đề tư pháp hôm nay, nhưng một câu nói của hắn cũng đồng nghĩa với việc ôm tất cả trọng trách không phải của mình lên người mình. Các vị thường ủy đi lục tục đi ra khỏi phòng họp như chút được gánh nặng, đỗ tự cường đi rất chậm, chờ vương tử quân đi đến bên cạnh thì hắn khẽ nói. Bí thư vương, cảm ơn anh. Vương tử quân cười nhạt một tiếng nói. Chủ tịch đỗ, anh quá khách khí rồi, tôi tin tưởng đồng chí tiểu trình. Hai người vừa nói chuyện thì đi đến một góc rẽ, cả hai cười rất ăn ý, sau đó đi theo hướng phòng làm việc của mình. Tổ điều tra của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy đến rất nhanh, chiều hôm đó đã từ thành phố Giang thị chạy đến thành phố Hồng Ngọc, nghe nói quy cách của tổ điều tra lần này là không thấp, phụ trách đội ngũ chính là một vị phó tuần sát của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy. Nhưng tin tức này cũng không làm đảo loạn tâm thần của Vương Tử Quân, hắn phân phó văn phòng Ủy ban Tư pháp và cục công an chuẩn bị tốt các tài liệu chờ ngày mai nghênh đón tổ điều tra của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy. Y Phong ở trong gian phòng nhỏ của mình, nàng đang khẽ xoa mặt, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Dù không đi làm nhưng nàng cũng nghe nói hệ thống tư pháp xảy ra chuyện lớn, nàng vốn cho rằng Vương Tử Quân sẽ không đến, thế nhưng điều làm nàng bất ngờ lại xảy ra. Tuy Vương Tử Quân chỉ ngồi một lúc rồi đi nhưng Y Phong vẫn cảm thấy rất đủ, rất hạnh phúc. Để đấy cho anh. Vương Tử Quân thấy Y Phong cứ mãi bận rộn thì khẽ khuyên nhủ, nhưng vương tử quân khuyên đến lần thứ ba thì bị Y Phong đẩy đến ngồi bên giường. Em nấu cho anh ăn. Y Phong vẫn kiên trì ngồi nấu món mì trứng, vương tử quân đành nở nụ cười bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ cơm lên đến miệng mà thôi. Trứng gà vàng óng, hành lá xanh sen kẻ bên trong, mùi hương của hai tô mì gà bùng vào mũi làm cho người ta cảm thấy thèm ăn. Vương tử quân khẽ gắp mì, ánh mắt nhìn gian phòng với không gian nhỏ hẹp, khoảnh khắc này hắn chợt hy vọng tất cả biến thành vĩnh hằng. Tử quân, chuyện kia. Y Phong ăn một miếng mì, sau đó nàng ngẩng đầu, trên mặt có chút lo lắng. Tuy Y Phong không nói rõ nhưng Vương Tử Quân vẫn nghe và hiểu nàng muốn nói điều gì, hắn khẽ cười với nàng, sau đó thản nhiên nói. Không có gì cả, anh rất nắm chắc tâm lý. Tổ điều tra của Ủy ban Tư pháp tỉnh Ủy còn chưa đến thì báo pháp chế chiết giang lại cho ra một bài viết khác, lại bùng lên một ngọn sóng cao ngất trời. Bài viết này không những đưa tin về các nhân vật của Cục Công an huyện Lô Bắc, còn có một tấm ảnh, bên trong là hình ảnh Đỗ Tiểu Trình đang vung tay đánh một tên đàn ông mặt thẹo. Sau khi bản tin được đưa lên báo, chỉ sau khoảnh khắc đã bùng lên cuồng phong, làm cho Vương Tử Quân phải tiến lên vị trí bất lợi. Lúc này quyết định của hội nghị thường ủy giống như một vòng kim cô siết chặt lên đầu vị phó bí thư trẻ tuổi. Hầu Thiên Đông không điện thoại đến, Lưu Thành Quân cũng không điện thoại đến, Ủy ban Tư pháp thị ủy cũng không điện thoại đến, lúc này điện thoại của Vương Tử Quân giống như biểu tình, tất cả đều yên lặng. Tôn Hạ Châu cũng cảm thấy trầm trọng, hắn đọc bài viết mà biết rõ sự việc đang dần bất lợi cho Vương Tử Quân, nếu như lãnh đạo nổi giận, sợ rằng cũng không dễ xong việc. Liên Giang Hà và Trương Tân Dương đều đứng trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, giống như hai đứa trẻ phạm sai lầm. Bọn họ thấy Vương Tử Quân rơi vào tình thế nguy hiểm hôm nay thật sự không thể không liên quan đến mình. Bí thư Vương, Phó Tuần Sát Triệu của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy và Bí thư Tống của Ủy ban Tư pháp thị ủy sẽ đến sau 20 phút nữa, Bí thư hầu cũng thông báo anh và toàn thể ban ngành đến cổng huyện ủy ninh đón. Tôn Hạ Châu cẩn thận đi đến trước mặt Vương Tử Quân và khẽ nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, sau đó hắn cười nói với Liên Giang Hà và Trương Tân Dương. Hai các anh nếu muốn nói đến chuyện chịu trách nhiệm thì mau đi đi, chuyện này không cần các anh tranh công. Vương Tử Quân nói lời vui đùa làm cho tâm tình của Liên Giang Hà và Trương Tân Dương khẽ buông lỏng, nhưng cả hai dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Vương Tử Quân cũng không hiểu vì sao đến lúc này mà bí thư vương còn cười được cục trưởng tân dương anh đi đến thành phố giang thị đã nắm được người chưa vương tử quân nhìn hình ảnh của đỗ tiểu trình trong tờ báo ở trên mặt bàn sau đó mỉm cười hỏi trương tân dương trương tân dương không biết vì sao vương tử quân lại hỏi như vậy nhưng hắn vẫn lên tiếng bí thư vương đã nắm được tốt lắm hôm nay anh đến bắt lấy cho tôi Vương Tử Quân nói rồi dùng ngón tay chỉ vào tên của phóng viên trên tờ báo. Đưa người này đến, không phải là bắt, mang theo giấy chứng minh công tác của anh, nói đối phương đến hỗ trợ điều tra. Liên Giang Hà và Trương Tân Dương thấy Vương Tử Quân lên tiếng như vậy thì ngây cả người, cả hai nhìn nụ cười khẽ của Vương Tử Quân, có một câu hỏi thiếu chút nữa đã ra khỏi miệng, đó là ngài có phải bị điên rồi không? Phóng viên viết bài nói về vấn đề chấp pháp bạo lực của huyện Lô Bắc, anh muốn bắt người này lại sao? chương 237, con chuột chạy phía trước, cây xào ở phía sau. Trương Tân Dương vừa nghe thấy Vương Tử Quân nói mình đi bắt phóng viên thì hai mắt chố lên, đầu óc vận chuyển như cái máy. Từ khi hắn biết Vương Tử Quân đến bây giờ, vị cán bộ lãnh đạo này luôn làm việc không theo đúng khuôn phép, không ra bài theo lẽ thường, nhưng mỗi sự kiện đã xảy ra không phải rất sinh động sao. Trương Tân Dương nghĩ đến đây thì dùng giọng rất khí phách đồng ý. Bí thư Vương, anh cứ yên tâm, tôi sẽ cẩn thận bắt hắn mang về. Trương Tân Dương nói xong thì muốn xoay người đi ra khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Anh chờ một chút. Liên Giang Hà cố gắng giữ lấy Trương Tân Dương đang xoay người, sau đó vội vàng nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, chúng ta cũng không làm như vậy được, nếu chúng ta lấy độc trị độc, sự việc càng thêm náo loạn, như vậy đến cuối cùng chúng ta cũng không thể thu xếp được thế cục. Cuối cùng, chúng ta sao lại phải đến lúc cuối cùng? con chuột chạy và cái xào ở phía sau, cục trưởng liên, anh nhìn kỹ tấm hình này xem, chẳng lẽ anh không biết bên trong nó có vấn đề gì sao? Vương tử quân đưa tờ báo sang cho Liên Giang Hà rồi dùng giọng bay bổng nói. Liên Giang Hà lại đưa mắt nhìn về phía tờ báo, sau đó trong mắt bùng lên chút vui vẻ, hắn chậm rãi lên tiếng. Tân Dương, đi bắt người kia lại. Liên Giang Hà vung tay lên, giọng điệu mười phần chắc nịch. Trương Tân Dương như lọt vào trong sương mù, Hắn cũng không biết có chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn nụ cười ổn định và thắng lợi trên mặt Vương Tử Quân, hắn thấy như vậy là quá đủ rồi. Cổng huyện ủy huyện Lô Bắc, một chiếc xe 30 chỗ dừng lại, trong xe chui ra vài chục người. Hai người đi đầu có một là bí thư tổng của Ủy ban Tư pháp thị ủy, một người khác chính là phó tuần sát của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy, là Triệu Nhân Sơ. Khi hai vị lãnh đạo kia đi đến, Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân nhanh chóng và nhiệt tình tiến lên nghênh đón bọn họ rỗi tay bắt tay cực kỳ thân thiết với lãnh đạo, hoàn nghênh hai vị lãnh đạo đến huyện Lô Bắc kiểm tra công tác. Hai vị lãnh đạo khối tư pháp chỉ lạnh nhạt bắt tay hai người Hầu Thiên Đông, cũng không nói nhiều, sau đó bọn họ lại bắt tay với Trần Lộ Giao và Tả Minh Phương, cuối cùng Phó Tuần Sát Triệu cũng đi đến trước mặt Vương Tử Quân. Đối mặt với lãnh đạo thì tất nhiên phải đưa tay ra, khi Vương Tử Quân vươn hai tay ra, Triệu Nhân sơ chợt nhíu mày, lại dùng giọng không biểu cảm nói anh là bí thư ủy ban tư pháp của huyện Lô Bắc, là Vương Tử Quân. Đúng vậy, tôi chính là Vương Tử Quân. Vẻ mặt Vương Tử Quân vẫn treo nụ cười thản nhiên như trước. Triệu Nhân Sơ vừa mới vươn tay ra một nửa thì thu về không chút cố kỵ, lúc này hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó lại dùng giọng khinh thường nói: Công tác làm cho rối tinh rối mù, còn không biết xấu hổ mà đứng đây cười. Tiểu đồng chí, không phải tôi phê bình anh, mà toàn tỉnh có nhiều huyện nhưng chỉ cần nhìn vào bài báo đưa sự việc của huyện Lô Bắc ra cho công chúng xem xét, anh công tác như thế nào vậy? Bạo lực chấp pháp, tra tấn bức cung, hư, đúng là làm xấu mặt hệ thống tư pháp chúng ta. Lần này Ủy ban Tư pháp tỉnh Ủy thành lập một tổ điều tra đặc biệt, chính là đến điều tra sự kiện này. Bí thư Tống, vì đảm bảo vấn đề kiểm tra được thuận lợi, chúng tôi yêu cầu nhân viên của Ủy ban Tư pháp huyện Lô Bắc không được đi cùng, Tình hình xảy ra trước mắt làm cho Hầu Thiên Đông và các vị lãnh đạo bốn bộ ban ngành cảm thấy không ngờ, dù là ai cũng không ngờ vị lãnh đạo từ trên tỉnh xuống lại không nể tình như vậy, thế là xấu hổ không biết phải làm sao. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Triệu Nhân Sơ, hắn nở nụ cười không cho là đúng, sau đó đi đến phía trước dùng giọng không kiêu ngạo không xu nịnh nói: "Chào Phó tuần sát Triệu, tôi cười là vì ban ngành chúng tôi đang đứng đây hoan nghênh lãnh đạo thị sát huyện Lô Bắc, tôi cũng không thể khóc khi tiếp đón ngài được." Còn cục công an huyện Lô Bắc có chấp pháp bạo lực, tra tấn bức cung hay không, ngài mới đi xuống mà đã cho ra lời định luận như vậy, có phải quá sớm rồi không? Ngài là tổ trưởng tổ điều tra, chức trách của ngài là điều tra ra chân tướng sự việc, làm cho sự thật trải rộng khắp thiên hạ, chứ không phải mới xuống xe đã trực tiếp định tính sự việc. Mặt khác còn có một chuyện tôi yêu cầu ngài hiểu cho, đó là không cần bí thư tống phân phó, ủy ban tư pháp của chúng tôi sẽ không đi theo ngài để điều tra. Tôi tin ủy ban tư pháp tỉnh ủy nhất định sẽ dựa trên nguyên tắc công bình công chính, nắm quyền nói lời thật, sẽ cho chúng tôi một con đường để tiếp tục công tác hăng hái, bảo vệ sự trong sạch cho các đồng chí đã mệt mỏi trông ngựa vì sự bình an của nhân dân, không phải là trợn mắt nói lời mê sảng. Vương tử quân lúc này cũng là cảm xúc sục sôi, thái độ rất quyết đoán, nhưng mỗi một câu một chữ giống như vỗ thẳng lên mặt triệu nhân sơ. Gương mặt bình tĩnh của triệu nhân sơ chợt trở, trở nên giận dữ, nếu như đây không phải đứng trước mặt bao người, chỉ sợ hắn giận tím mặt và vỗ bàn mắng chửi rồi. Hắn là người công tác trên tỉnh lâu năm, không phải là lần đầu tiên xuống huyện thị kiểm tra công tác, có vị lãnh đạo nào trong huyện thị lại không tiếp đãi chính mình như với lãnh đạo cấp tỉnh. Không ngờ hôm nay đến một huyện Lô Bắc nho nhỏ, là một nơi chật hẹp khốn khổ, hắn mới ra oai nói hai câu phủ đầu, còn chưa phê bình vị bí thư ủy ban tư pháp huyện ủy trẻ tuổi được vài câu, đã bị đối phương châm kim vào mặt, một câu nói làm mình ớ họng anh, anh. Triệu nhân sơ muốn dằn dậy vương tử quân hai câu, nhưng cuối cùng hắn chỉ biết phẫn nộ mà thôi, không biết biểu đạt thế nào cho phải. Bí thư tống, tôi còn có việc, sẽ không phụng bồi, mặt khác cũng hoan nghênh các ý kiến của tổ điều tra với tôi. Vương tử quân nở nụ cười với bí thư tống của Ủy ban tư pháp thị ủy, sau đó hắn tiêu sái xoay người đi xa. Bí thư tống, cán bộ thành phố Hồng Ngọc các anh thật sự rất có cá tính, được rồi, những chuyện khác tôi cũng không nhiều lời, chúng ta bây giờ bắt đầu điều tra. Triệu nhân sơ nói xong cũng không quan tâm đến vẻ mặt tươi cười của bí thư tống, hắn vung tay áo rồi đi về phía văn phòng khối chính quyền huyện như sao băng. Triệu nhân sơ rời đi, coi như nghi thức tiếp đón kết thúc trong qua loa, vẻ mặt hầu thiên đông và lưu thành quân càng trở nên khó coi. Quá trình điều tra của Ủy ban tư pháp tỉnh ủy đã nhanh chóng kết thúc, sau một ngày đã có báo cáo được viết, dù đám cán bộ huyện Lô Bắc không được đọc bản báo cáo kia, nhưng ai cũng ngầm hiểu, bản báo cáo kia sẽ không có lời hữu ích nào với huyện Lô Bắc. Nhưng một câu của bí thư tống của Ủy ban tư pháp thị ủy đã được lưu truyền xôn xao, lời này tuy chỉ có một nhưng làm cho tất cả đám cán bộ huyện Lô Bắc cảm thấy độ nặng tuyệt đối. Đó là câu nói của bí thư tống với bí thư huyện ủy Hầu Thiên Đông, hơn nữa đây chỉ là một lời đề nghị, nhưng trong quan trường ai dám coi lời nói của lãnh đạo chỉ như một lời đề nghị. Bí thư Hầu, Tôi cảm thấy anh nên điều chỉnh phân công của thành viên ban ngành huyện ủy thêm một lần nữa. Không ít người đang suy xét về lời nói này, có kẻ vui, cũng không ít kẻ lo lắng. Khi tin tức rằng Vương Tử Quân sắp bị điều chỉnh đang truyền bá khắp nơi thì tổ điều tra của ủy ban tư pháp tỉnh ủy cũng chuẩn bị rời đi, nghe nói trong huyện vẫn dựa theo lệ cũ mà đưa đến các loại đặc sản cho các nhân viên theo đoàn, nhưng tổ điều tra lại ném cả ra ngoài. Lúc này đây tình huống Vương Tử Quân lên xuống thế nào đã quá rõ. Hầu như chỉ trong vòng một đêm thì ai cũng xuất hiện ý nghĩ này. Chương 238, tôi cho anh đẹp mặt. Một đêm phồn hoa ở thành phố Giang Thị, ở sâu trong chốn phồn hoa có một hội sở bí mật. Trần Lưu Căn đang chỉ huy nhân viên phục vụ dọn đồ ăn thức uống lên bàn, còn vỗ vào mông một phụ nữ xinh đẹp không chút kiêng kỵ, sau đó cười lớn nói với Triệu Nhân Sơ. "Lãnh đạo Triệu, anh trước tiên bổ sung chút thể lực, nếu không chút nữa lòng giả thì dư thừa mà thể lực không đủ." cũng đừng trách anh em không nhắc nhở anh. đừng thấy cô nàng này tính lặng mà lầm. đến lúc lâm trận thì sợ rằng thể lực của hai bên không ai kém ai. trần lộ dao khẽ vùng vẫy ly rượu ngon trong tay. hắn dùng giọng như cười như không nói với triệu nhân sơ ở phía đối diện. triệu nhân sơ lúc này đã không còn nghiêm túc như khi ở huyện lô bắc. hắn dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn trần lưu căn rồi nói: giám đốc trần quá khách khí rồi. nhưng chỉ là một chút lỗ máng, một chút tiện tay mà thôi cũng không cần anh ghi khắc vào lòng. A, à, lãnh đạo Triệu, Trần Lưu căn tôi là một người nhân nghĩa, ngài giúp tôi một việc, tôi sẽ ghi khắc trong lòng, sẽ nhớ kỹ. Hôm nay mong ngài chơi đùa giải trí vui vẻ, buông lỏng một chút, hôm nào ngài muốn nghỉ ngơi, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, tôi sẽ lập tức sắp xếp cho ngài thỏa đáng. Triệu Nhân sơ chợt giật mình, sau đó gương mặt trở nên vui tươi hớn hở. Lãnh đạo, ngài chuẩn bị sửa trị tên tiểu tử kia như thế nào? Quách Hàn Quyên mặc một bộ lễ phục giả hội thấp ngực, giống như khí thức mùa xuân đã kéo đến rộn rãi, nàng duỗi bàn tay thon lặng lẽ gãi lòng bàn tay của Triệu Nhân Sơ. Triệu Nhân Sơ khẽ động tay, hắn ôm Quách Hàn Quyên vào trong lòng, hai cánh tay vùng vẫy vuốt ve yêu thương một phen, sau đó nở nụ cười hiểu ý nói. Chuyện này giám đốc Trần đã bàn tính cẩn thận, sự thật quá rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực, có cả ảnh làm chứng, dù huyện Lô Bắc bọn họ muôn miệng một lời, vương tử quân dù chết không hối cải cũng chỉ là vô ích. Tôi tin sẽ không còn bao lâu nữa thì mọi việc sẽ êm đẹp, giám đốc Trần sẽ thấy ngôi sao chính trị mới tỏa sang trên bầu trời sẽ sớm nở tối tàn như hoa phù dung. Trần Lưu Căn cười ha hả nói. Uổng cho tôi mất nhiều tâm lực với hắn như vậy, thì ra cũng là loại người vô dụng, đúng là không chút thú vị. Trần Lưu Căn nói rồi uống cạn ly rượu trong tay. Triệu Nhân Sơ cười hì hì nói. Ngày mai đi làm tôi sẽ phát báo cáo này ra, giám đốc Trần, chỉ cần báo chí làm thêm chút sức, chúng ta cùng nhau liên thủ, nội ứng ngoại hợp, tin chắc không bao lâu nữa sự việc sẽ càng thêm hoàn mỹ. Trần Lưu Căn gật đầu vô thức, sau đó hắn nhìn thật sâu vào quách an quyên, cuối cùng xoải bước đi ra khỏi căn phòng được lắp đặt thiết bị xa xỉ. Khi Trần Lưu Căn rời đi thì trong mắt Quách An Quyên chợt lóe lên chút bi ai, nhưng đó chỉ xuất hiện trong nháy mắt, sau đó gương mặt nàng tiếp tục xuất hiện nụ cười dụ dỗ. Anh Triệu, chúng ta đã uống khá nhiều, tôi đưa anh đi nhảy nhé. Quách Hàn Quyên nâng ly rượu trước mặt lên rồi dùng giọng ngọt ngào nói với Triệu Nhân Sơ, sau đó nàng thuận tay tăng âm thanh, đổi khúc nhạc du dương thành một bài đi dây đinh tai nhức óc. Âm nhạc vang lên điên cuồng, Quách Hàn Quyên cởi áo dạ phục ra, chỉ còn lại một bộ nội y, nàng uốn éo cơ thể, mái tóc tán loạn. Lúc này ánh đèn laser trong phòng cũng càng bùng lên, nàng không kìm lòng được ngày càng uốn éo điên cuồng, chỉ sau chốc lát thì mồ hôi đầm đìa, có vẻ mười phần hăng hái. Ánh mắt nàng lúc này như của một con rắn độc thành tinh, nàng nhìn vào Triệu Nhân Sơ, mà Triệu Nhân Sơ cũng nhìn thấy ngọn lửa trong mắt nàng, cảm thấy đáy lòng bị thiêu đốt. Khi nàng vươn tay thì hắn đã tim nóng chân run, không thể chờ đợi thêm được nữa mà ôm người phụ nữ làm mình thất hồn lạc phách vào lòng. Trong phòng thẩm vấn của cục công an huyện Lô Bắc, Vương Tử Quân lẳng lặng ngồi trên bàn dự thính, hắn nhìn viên phóng viên hơn 30 tuổi ngồi phía bên kia, đối phương có hai gò má lõm xuống kết hợp với thân hình gầy yếu làm cho người ta sinh ra cảm giác khó tả. Các anh muốn làm gì? Tôi nhắc nhở các anh, các anh tự tiện giam phóng viên trái pháp luật, chờ tôi ra ngoài, tôi sẽ trực tiếp phản ánh với lãnh đạo về vụ này. Đến lúc đó tôi tin truyền thông sẽ không tha cho các người. Tên phóng viên tuy gầy còm nhưng giọng điệu lại cao vút. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Liên Giang Hà đang ngồi trên ghế chủ thẩm, lúc này Liên Giang Hà mới mở miệng. Phóng viên tránh ngôn tôi trước tiên nói rõ với anh một câu tôi không bắt giam anh chỉ mời anh đến hỗ trợ điều tra cái gì mà gọi là hỗ trợ điều tra có hỗ trợ điều tra như vậy sao mục đích của các anh đã quá rõ ràng không phải là tôi đưa tin mặt trái của các anh thế là các anh muốn cho tôi đẹp mặt sao các anh rõ ràng là muốn trả đũa tôi không sợ tôi ít nhất cũng là một phóng viên có đạo đức tên phóng viên tránh ngôn ngày rõ ràng không hổ danh là kiến thức rộng rãi hắn không những không sợ hãi hơn nữa khí thế còn mạnh mẽ, dám nổi giận. Trương Tân Dương ngồi bên cạnh Liên Giang Hà, với tính tình nóng nảy của hắn thì nào gặp qua loại người kiêu ngạo thế kia. Hắn vỗ bàn muốn đứng lên, nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng thì Vương Tử Quân đã lắc đầu. Người có hại chính là anh. Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên từ trong miệng Vương Tử Quân, hắn ném một phần báo chí đến trước mặt tránh ngôn rồi dùng giọng khinh miệt nói. Bút danh tránh ngôn lời can gián của anh là rất hay, nhưng dùng cho anh lại đáng xấu hổ cho hai chữ này. Tránh ngôn nhìn tên cán bộ thanh niên còn nhỏ tuổi hơn mình, hắn từ trực giác thấy được trên người đối phương có khí thế làm cho chính mình sinh ra sợ hãi. Loại cảm giác này rất khó hiểu, làm hắn sinh ra xúc động muốn cố gắng đánh vỡ sự sợ hãi này. Anh có tư cách gì để bình phán công tác của tôi? Tôi nói cho anh biết, các anh nên nhớ kỹ, giam phóng viên lại thì các anh sẽ không trốn thoát, pháp luật sẽ không để cho các anh tùy ý thích làm gì thì làm. Tránh Ngôn dùng một tay chỉ vào mặt Vương Tử Quân, vẻ mặt rất khó coi, hắn cảm thấy trong lòng của mình chợt sinh ra cảm giác vui vẻ thoải mái. Nói rất hay, pháp luật sẽ không cho bất kỳ ai thích làm gì thì làm. Chúng tôi phá án theo lẽ công bằng, tuân thủ pháp luật, nhưng pháp luật cũng không phải để trói buộc chúng tôi, nó cũng không dễ tha thứ cho một người làm sằng làm bậy như anh, anh nói xem có đúng không? Phóng viên Tránh Ngôn. Vương Tử Quân nói rồi đứng lên đi đến trước mặt Tránh Ngôn lại dùng giọng gây sự nói. Kỹ thuật ghép hình của anh cũng không tệ, tuy vị nữ cảnh sát của chúng tôi có công phu quyền cước khá cao, nhưng còn chưa đến mức như thế này. Anh dựa vào kỹ thuật cắt ghép ảnh mà viết bài bừa bãi, vu hãm nhân viên nhà nước, anh nên biết nó có hậu quả gì. Gương mặt cười lạnh lùng của tránh ngôn đã trở nên vô cùng trắng bệch, hắn nhìn tấm hình từng làm cho mình đắc ý, lại nhìn sang gương mặt của tên thanh niên kia, một cảm giác không rét mà run chợt bùng lên trong tận đáy lòng anh anh vương tử quân nổi giận hắn cố gắng diễn kịch cố gắng làm cho mình thất thố đến cực hạn làm cho người ta cảm thấy mình đang phát ra ý nghĩ chân tình cực kỳ chân thật đáng tin vương tử quân vỗ bàn thẩm vấn rồi dùng giọng giận giữ nói anh còn không biết xấu hổ mà nói về đạo đức nghề nghiệp các anh đưa tin không phải chú trọng vào phương diện chân thật toàn diện và khách quan sao được rồi tôi hỏi anh anh giải thích sao về tấm ảnh ghép này cái này gọi là khách quan sao? Cái này gọi là phù hợp với nguyên tắc đưa tin đúng đắn sao? Làm một phóng viên, có bản lĩnh không đi theo đường chính đạo, lại làm một bản tin vu hãm lực lượng cảnh sát, nói dối thay cho phần tử tội phạm, bẻ cong sự thật, tạo nên thương tổn về tinh thần và thể xác cho cán bộ chính quyền. Chúng tôi đã quyết định điều tra, sẽ phơi bày chân tướng ra khắp thiên hạ, sẽ cho anh biết đưa tin bất công và không gánh chịu trách nhiệm sẽ lãnh lấy hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Vương Tử Quân kết hợp với Liên Giang Hà và Trương Tân Dương tạo nên một bầu không khí cực kỳ nghiêm trọng, giọng nói của hắn cực kỳ có lực, lại chém đinh chặt sắt. Sự thật chứng minh những lời nói mà hắn đã châm trước sẵn nhận được hiệu quả không thể nào tốt hơn, phóng viên Hoàng Hiểu Huy với bút danh tránh ngôn đã bị vẻ xúc động phẫn nộ của Vương Tử Quân làm cho Á khẩu không thể nói nên lời, trong lòng cũng trột dạ. Lời nói của Vương Tử Quân không chê vào đâu được, mà hậu quả của nó hoàn toàn có thể phát sinh. Hoàng Hiểu Huy là một phóng viên của báo pháp chế, tất nhiên hắn là một kẻ thông minh, hắn biết rõ mình tốt nhất là nên chịu thua vương tử quân, nhưng mặt mũi, lòng tự trọng và lợi ích kinh tế lại làm hắn trầm mặc, hắn không cam lòng tuyên bố mình thất thủ. chương 239, lãnh đạo phê bình là một mâm bánh trái. Vương tử quân cũng không nóng nảy, hắn liếc mắt nhìn thì đã biết rõ, tên phóng viên vừa rồi còn tỏ ra cực kỳ hung hăng vinh váo và hơn người đã bắt đầu lo lắng sợ hãi như một đứa cháu nội, hơn nữa đối phương sẽ chống đỡ không được bao lâu nữa thì sẽ gục ngã, điều này làm hắn sinh ra một cảm giác thoải mái khó thể kiếm được, hắn biết rõ thế thắng của mình đang bắt đầu. Nhưng biểu hiện của hắn vẫn rất kích động, liên tục đi tới đi lui trong phòng, giống như khắc chế cảm giác tức giận của mình. Lúc này Hoàng Hiểu Huy chợt cảm thấy người thanh niên trước mặt là một con sư tử mạnh mẽ đang ẩn mình trong những bụi cỏ rậm rạp trên thảo nguyên. Hoàng Hiểu Huy ngẩng đầu dùng ánh mắt cẩn thận nhìn Vương Tử Quân, hắn không biết đối phương có thân phận gì. Nhưng dựa vào kinh nghiệm của hắn, trong các cơ quan chấp pháp thì người không mặc đồng phục bình thường đều là lãnh đạo. Hắn nhìn thái độ của hai viên cảnh sát bên cạnh, hắn biết cấp bậc của người thanh niên này hơn hẳn hai tên kia. Biểu hiện kích động của Vương Tử Quân đã thật sự làm cho Hoàng Hiểu Huy ngồi không yên, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Hắn chợt cảm thấy mình nên đình chỉ trạng thái trầm mặc, tranh thủ thời gian xuất ra một chiến lược hay hơn, nếu không vị lãnh đạo cục công an này mà thất thố chỉ sợ sẽ chỉ đạo nhân viên dùng súng bắn mình cũng không chừng không cần phải tố cáo tôi không cần tố cáo tôi hoàng hiểu huy suy nghĩ thông suốt và những cố kỵ trong lòng chờ tiêu tán hắn trầm mặc thêm một lúc và cuối cùng cũng run rẩy nói tôi sai rồi tôi không nên làm như vậy đây là có người xin tôi làm như vậy tôi sẽ khôi phục danh dự cho đồng chí cảnh sát bị hại tôi nói lời xin lỗi được chưa chỉ cần các anh đừng tố cáo tôi Vương Tử Quân với Liên Giang Hà và Trương Tân Dương đưa mắt nhìn nhau, trong mắt ba người đều lóe lên vui vẻ khó phát hiện ra được. Trương Tân Dương chợt vỗ bàn dùng giọng ác độc nói. Cái này phải nhìn vào biểu hiện của bản thân anh, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, anh thành thật nói rõ cho mọi người biết đi. Lúc này phòng tuyến tâm lý của Hoàng Hiểu Huy đã bị công phá, hắn thành thật khai báo tất cả. Vương Tử Quân nghe những lời khai của Hoàng Hiểu Huy và tần suất xuất hiện của Trần Lưu Căn, nụ cười trên mặt hắn càng thêm sáng lạn. Nếu không phải sợ đám nhân viên an ninh đứng chắn ngoài cổng hội sở với bộ dạng thần khí coi mình là kẻ tâm thần, triệu nhân sơ sợ rằng bước ra khỏi hội sở sẽ gào thét lên điên cuồng, thậm chí sẽ nhào lộn vài vòng vì một đêm qua thật sự quá sung sướng. Trên hành lang của khu văn phòng ủy ban tư pháp tỉnh ủy, triệu nhân sơ với mi mắt sưng húp hai chân như nhũn ra, hắn thả lỏng toàn thân đi đến phòng làm việc của phó bí thư đinh hắn vừa đi vừa gật đầu với những tên nhân viên gặp mặt trên đường, tiểu cô nương kia có vóc dáng xuân thị, cao mảnh, vẻ mặt tươi tắn, cũng không có gì xuất chúng, nhưng nhìn qua lại làm người ta sinh ra cảm giác sạch sẽ. À, có lẽ đây là một cô gái cuồng loạn, hắn nghĩ như vậy mà cảm thấy tâm tình ngứa ngáy, trong đầu hiện ra những hình ảnh điên cuồng với Quách An Quyên vào tối hôm qua. Triệu nhân sơ dùng tay khẽ bóp phòng eo có hơi đau nhức, hắn thầm nghĩ đúng là năm tháng như dao sắc chặt đứt thể lực của người ta nhớ năm xưa mình tung hoành vô địch dũng mãnh thiện chiến thế nào, tối qua chỉ chiến đấu ba lượt, hơn nữa còn rơi vào thế vu hồi, cực kỳ uyển chuyển, nhưng thời gian hắn duy trì cũng không lâu, đúng là con bà nó làm cho chính mình đau lưng muốn chết. Xem ra sau này mình nên học tập môn khí công của tiểu lưu trong khối văn phòng giới thiệu, sau này nhất định phải siêng năng luyện tập, đợi cơ hội lần sau sẽ nhất định làm cho yêu tinh kia biến thành dễ bảo, ngoan ngoán cầu xin tha thứ. Anh Triệu, đợi chuyện này làm xong, chúng ta sẽ tìm một địa phương yên tĩnh để tiếp tục tâm sự. Triệu nhân sơ lại nghĩ đến tình huống buổi sáng mình bỏ đi vội vàng, hắn nhanh chóng mặc quần áo, Quách An Quyên vẫn nằm trên giường nở nụ cười quyến rũ và nói ra một lời hứa hẹn. Câu nói này của nàng giống như làm cho bộ phận nào đó trên người hắn có phản ứng, bước chân cũng nhanh nhạy hẳn lên. Cốc, cốc, cốc. Triệu nhân sơ đi đến phòng làm việc của phó bí thư, nụ cười trên mặt hắn càng thêm sáng lạn vài phần, bàn tay khẽ gõ cửa, sợ âm thanh quá lớn sẽ quấy nhiễu đến không gian công tác của Phó Bí Thư Đinh. Vào đi, một âm thanh tràn đầy uy nghiêm từ trong truyền ra, triệu nhân sơ sửa sang lại y phục, bẻ lại cổ áo, cố gắng làm cho mình với bộ dạng cực kỳ sảng khoái tinh thần, sau đó mới cẩn thận đi vào trong phòng làm việc của Phó Bí Thư Đinh. Chào Bí Thư Đinh. Triệu nhân sơ thấy phó bí thư đinh đang phê duyệt văn kiện bên bàn làm việc, thế là hắn tiến lên chào hỏi với nụ cười rạng rỡ. a à, nhân sơ, cậu về khá nhanh đấy, chuyện điều tra ở huyện Lô Bắc thế nào, đã rõ ràng chưa? Phó Bí Thư Đinh thấy triệu nhân sơ thì ánh mắt chợt phát lạnh, mà giọng điệu cũng giống như có chút rét run. Bí Thư Đinh, chuyện anh căn dặn tôi đã vội vàng đi làm ngay, cũng coi như không phụ lòng lãnh đạo. Triệu nhân sơ vừa nói vừa cung kính đặt bản báo cáo xuống trước mặt Phó Bí Thư Đinh. Phó Bí Thư Đinh khẽ gật đầu, hắn xem xét đại khái bản báo cáo, sau đó dùng giọng âm u nói. Nhân sơ, cậu không hỗ danh là cán bộ công tác nhiều năm, năng lực công tác mạnh hơn những cán bộ trẻ rất nhiều, tốt, rất tốt. Có thể được lãnh đạo dùng lời khẳng định để khen ngợi, triệu nhân sơ cảm thấy rất vui, dù Phó Bí Thư Đinh không lớn hơn hắn quá nhiều tuổi, thế nhưng nếu nói về chức vụ thì Phó Bí Thư Đinh chính là người có thể quyết định sinh tử của hắn. Chuyện này đều là thật sao? Là thật, cực kỳ chân thật, Bí Thư Đinh, tuy huyện Lô Bắc dứt khoát không thừa nhận, thế nhưng có hình ảnh làm chứng, cho dù bọn họ có mở miệng nói láo thì cũng phí công vô ích. Tôi chỉ dựa vào chứng cứ để nói chuyện, ngài xem có đúng không? Đúng rồi. Phó Bí thư Vương Từ Quân chủ khảo khối tư pháp của huyện ủy Lô Bắc có thái độ cực kỳ cứng rắn, căn bản không chịu phối hợp với tổ điều tra. Tôi cảm thấy những chuyện thế này thì ủy ban tư pháp tỉnh ủy nên nắm bắt làm một tấm gương điển hình cho toàn tỉnh. Thông qua công tác phá án lần này mà tiến hành nắm bắt thật chặt khối tư pháp trong tỉnh, chỉnh đốn lại phương pháp chấp pháp theo nếp tái giáo dục và cố gắng đẩy mạnh hiệu quả một ngọn đèn chiếu sáng cả không gian. Triệu nhân sơ nói những lời cực kỳ hợp tình hợp lý, nhịp nhàng ăn khớp, nhưng đó chỉ là ý nghĩ bên ngoài, ẩn ý là gì thì quá rõ ràng. Nếu được coi là gương điển hình thì hệ thống tư pháp của huyện Lô Bắc sẽ trở thành một gương mặt phản diện, vị phó bí thư vương tử quân trẻ tuổi kia chính là một nhân vật tiêu điểm. Nếu một khi đã được coi là tấm gương điển hình của toàn tỉnh, như vậy rõ ràng vương tử quân sẽ rơi vào tình huống vạn kiếp bất phục. Gần đây triệu nhân sơ không cho rằng mình là một kẻ khoan hồng độ lược, hắn muốn dùng một kết quả cực kỳ chân thật để nói rõ cho đám người đắc tội với Trần Lưu Căn biết một điều, đó chính là kết quả sẽ cực kỳ tàn khốc. Phó Bí Thư Đinh không nói gì, nhưng hắn lại dựa lưng ra ghế, liên tục phát ra những âm thanh kéo kẹt. Bí Thư Đinh, gần đây Bí Thư Lưu nhiều lần nhắc đến vấn đề chấp pháp văn minh, chấp pháp theo nếp, tôi cảm thấy nếu anh mở rộng công tác giáo dục ra khắp toàn tỉnh, như vậy Bí Thư Lưu nhất định sẽ rất vui. Triệu nhân sơ hạ thấp âm thanh xuống, nhưng trong âm thanh trầm thấp đó lại có chút đắc ý. Phó bí thư đinh đang đung đưa trên ghế chợt dừng lại, hắn đưa mắt nhìn thật sâu vào vẻ nịnh nọt trên gương mặt của triệu nhân sơ, sau đó hắn dùng giọng tùy ý nói. Giải quyết những ưu phiền của bí thư lưu chính là nhiệm vụ công tác của chúng ta, buổi chiều bí thư lưu sẽ đi họp từ Bắc Kinh trở về, đến lúc đó cậu theo tôi đến báo cáo chuyện này với bí thư lưu. Bí thư đinh, tôi thấy chuyện này nên để anh báo cáo thì hay hơn. Triệu nhân sơ trầm ngâm một lát, sau đó cúi thấp đầu nói. Dù có cơ hội khó kiếm nhưng triệu nhân sơ vẫn cảm thấy mình không nên đi theo lãnh đạo. Hắn là một tên cán bộ cấp dưới, trước mặt thành tích thì nên ẩn mình, dù phía trước có ánh sáng, hắn cũng phải cố gắng để ánh sáng đó chiếu lên người lãnh đạo. Phó bí thư đinh nâng ly nước trước mặt lên, hắn khẽ nhấp một ngụm trà, sau đó bàn tay mập mạp khẽ vỗ lên vai triệu nhân sơ, lại dùng giọng thấm thiên nói. Nhân sơ, có một số việc chính miệng cậu nói ra sẽ có lực hơn. Triệu Nhân Sơ nhìn ánh mắt ôn hòa và sâu sắc của phó bí thư Đinh, trong lòng chợt bùng lên cảm giác cảm động, giống như hắn thấy được một con đường thông thiên, con đường đó lại đang bày ra quá rõ ràng. Anh Tần tổ trưởng tổ điều tra đã sắp đến tuổi về hưu, Nhân Sơ, tôi rất coi trọng cậu, nhưng cậu cũng biết trong thể chế có nhiều chuyện tốt xấu, tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra. Triệu Nhân Sơ là người thông minh, hơn nữa lại là kẻ trung thành tận tâm hắn vừa nghe thấy Phó Bí Thư Đinh nói như vậy thì lập tức hiểu ra ý đồ của lãnh đạo. Vô tình giọng nói của Phó Bí Thư Đinh giống như tiếng trời từ nơi xa xăm vọng đến, làm cho trái tim của hắn đập vang dội trong lồng ngực. Triệu nhân sơ rời khỏi phòng làm việc của Phó Bí Thư Đinh mà cảm thấy mình giống như một con gà trọi say máu, hắn liên tục bóp hai tay phát ra những âm thanh vang dội. hắn hưng phấn quay lại phòng làm việc của mình, mở bản báo cáo ra, xem xét từng chữ, Triệu nhân sơ có thể nói là lật qua lật lại bản báo cáo để xem xét, một ý nghĩ chợt lóe lên và chậm rãi hình thành trong lòng hắn. Hắn thật sự kích động rông như có một con sóng nhiệt đang tuôn trào, hắn cầm lấy bút và bắt đầu ghi chép. Báo cáo về vấn đề chấp pháp bạo lực và sự kiện vừa xảy ra ở huyện Lô Bắc. Ngòi bút liên tục lay động, những âm thanh soạt soạt vang lên trong phòng làm việc của triệu nhân sơ. Lúc này triệu nhân sơ giống như một dòng suối nguồn tuôn chảy không ngừng, hắn hầu như đã quên mình, cơ thể giống như chìm đắm trong những dòng suy tư vô tận. Thời gian dần trôi qua, Triệu Nhân Sơ hầu như quên đi tất cả, hoàn toàn đắm chìm trong bố cục mình đang tạo ra, hắn vui vẻ và sảng khoái múa bút như bay. Triệu Nhân Sơ thua bút lại sau chữ cuối cùng, hắn cảm thấy toàn thân hư thoát, hắn cầm lấy bản thảo mình vừa viết xong lên đọc lại vài lần, cuối cùng không khỏi sinh ra cảm giác muốn cười thật lớn. Đây là bài báo cáo hay nhất mà Triệu Nhân Sơ đã viết trong những năm qua nếu giao bản báo cáo này cho lãnh đạo, quan điểm của báo cáo nhất định sẽ được bí thư lưu thừa nhận và tán thưởng, hình tượng của mình sẽ đi theo bản báo cáo này và phóng ra hào quang rực rỡ trong mắt lãnh đạo. Giờ cơm chưa chịu nhân sơ ăn rất nhanh, hắn cảm thấy chóng mặt mơ hồ, căn bản không cảm nhận được hương vị gì, trong lòng chỉ chú trọng vào bản báo cáo của mình. Hắn vừa xem báo cáo vừa suy tư về tình huống đắc trí của bí thư lưu canh. Trong lúc suy tư, Hắn giống như cảm nhận được hình ảnh bí thư Lưu canh đứng lên vỗ vào vai mình, sau đó dùng giọng cực kỳ ẩn ý nói: "Đồng chí Nhân Sơ, rất tốt." Triệu Nhân Sơ đang ở trong hy vọng bừng bừng, cuối cùng điện thoại của phó bí thư Đinh đã gọi đến, sau khi nghe bí thư Đinh dùng giọng nhàn nhạt, nhạt nói một câu, "Cậu nhanh chóng đến đây một chuyến," Triệu Nhân Sơ chợt cảm thấy mình giống như mê muội, hắn nhanh chóng qua lấy ly nước trên bàn, uống một ngụm thật lớn. Hắn hoàn toàn quên đi đó là ly nước trà nóng. Hắn bị bỏng đến mức đau rát nhưng vẫn cười ha hả, nước mắt cũng chảy cả ra. Hắn khẽ xoa mắt, lúc này mới vội vàng cầm lấy bản thảo trên bàn nhanh chóng chạy về phía phòng làm việc của phó bí thư Đinh. Sau khi phó bí thư Đinh xem xét bản thảo của Triệu Nhân Sơ, hắn khẽ cầm điện thoại lên, giọng điệu của hắn lúc này không còn cực kỳ uy nghiêm, đã biến thành tươi cười như hoa. "Chào bí thư Lưu, tôi có một việc cần báo cáo, nếu bí thư Lưu có rảnh, tôi sẽ sang báo cáo ngay." đầu dây bên kia không biết nói gì đó mà vẻ mặt của phó bí thư đinh càng thêm vui vẻ hắn đặt điện thoại xuống và mỉm cười nói với triệu nhân sơ cậu đi theo tôi triệu nhân sơ đi theo bước tiến của phó bí thư đinh cả hai đi về phía phòng làm việc của bí thư lưu cách đó không xa trên đoạn đường này có không ít người chào hỏi phó bí thư đinh những người đó chào hỏi xong thì không khỏi dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía triệu nhân sơ đó là ánh mắt hâm mộ và ghen ghét bọn họ nhất định là ghen tị với mình Triệu nhân sơ nghĩ vậy mà cảm thấy đắc ý, đồng thời càng bức thiết muốn được gặp bí thư lưu canh. Bí thư đinh, bí thư lưu đang đợi anh. Thư ký của bí thư lưu canh dùng vẻ mặt tươi cười chào đón phó bí thư đinh, mà phó bí thư đinh cũng cười tươi như đang đối đãi với một vị cán bộ cấp chính xứ. Triệu nhân sơ còn mơ hồ cảm thấy trong giọng nói của phó bí thư đinh còn có chút hương vị nịnh nọt. Tiểu tử kiên nam xưa đến ủy ban tư pháp tỉnh ủy không phải chỉ là một nhân vật chạy trà nước sao. Sau khi trở thành thư ký chuyên trách của bí thư Lưu thì con bà nó súng ná biến thành đại bác, dù là phó bí thư Đinh cũng phải tỏ ra khách khí. Vì thế có thể thấy được lời nói quan lớn thì nha dịch cũng huynh hoang không kém là đúng, nếu như Triệu Nhân Sơ hắn cũng được bí thư Lưu tán thưởng, sợ rằng sau này thái độ của phó bí thư Đinh với mình cũng sẽ thay đổi 180 độ. Trong khối cơ quan ủy ban tư pháp tỉnh ủy, những người muốn giúp đỡ anh một cách vô tư thật sự rất ít, những kẻ muốn đâm dao ngáng chân lại rất nhiều sau khi tiến vào phòng làm việc của bí thư Lưu Canh, triệu nhân sơ càng có tâm tư bức thiết muốn biểu hiện, nếu như không phải hắn đã tu luyện quan trường vài chục năm, chỉ sợ cũng khó thể kiềm chế được sự căng thẳng và hưng phấn trong lòng để rồi toàn thân run rẩy. Lưu Canh là một cán bộ hơn 40 tuổi, nhìn qua còn trẻ hơn cả phó bí thư Đinh, là cán bộ hàng không từ bộ và ủy ban trung ương xuống đã hơn một năm, chính là lãnh đạo cao nhất của khối tư pháp tỉnh Chiết Giang, đã dựng lên được quyền lực của chính mình nghe nói Bí Thư Lâm và Chủ tịch Trương của tỉnh ủy chính quyền đều rất coi trọng Bí Thư Lưu Canh. Khi hai người triệu nhân sơ tiến vào thì Bí Thư Lưu đang xem xét một văn kiện. Bí Thư Nhất Bình đến rồi à, mời anh ngồi. Lưu Canh rất nể tình với vị phó Bí Thư Đinh Nhất Bình này, khốn nổi hắn chỉ khẽ ngoắc tay nhưng uy nghiêm của một lãnh đạo lại hiện hữu không sót chút nào, cực kỳ có hương vị. Bí Thư Lưu, hai ngày nay anh đi họp ở Bắc Kinh, có lẽ rất bận rộn. Đinh Nhất Bình tiếp nhận ly trà của thư ký đưa đến, sau đó hắn mỉm cười hỏi bí thư Lưu Canh. Lưu Canh nghe thấy vậy mà hạ văn kiện xuống rồi nói. Cũng không phải là quá mệt mỏi, hội nghị sắp xếp rất đúng chỗ, không cần quan tâm đến vấn đề ăn ở, nhưng nội dung hội nghị lại thật sự làm cho người ta dao động. Chấp pháp văn minh, chấp pháp theo nếp, à, nhìn thành quả của người ta, tôi mới thấy sự chênh lệch giữa tỉnh Chiết Giang và những nơi khác. Nhưng chỉ cần chúng ta phân tích đúng tình thế, như vậy vẫn có thể kịp thời vượt qua, mất bò mới lo làm chuồng tuy xấu, nhưng ít nhất thì chúng ta cũng không quá muộn. Đinh Nhất Bình nghe xong câu nói cảm khái của bí thư Lưu Canh thì đưa mắt nhìn thoáng qua triệu nhân sơ, sau đó hắn cười ha hả nói. Bí thư Lưu, hôm qua đồng chí triệu nhân sơ đã tiến hành xuống thực địa điều tra một sự kiện chấp pháp bạo lực, anh ấy có vài ý nghĩ báo cáo với tôi, khi đó tôi cảm thấy rất khá, vì thế muốn cho bí thư Lưu nghe qua một chút, để xem có căn dặn và ý kiến gì không lưu canh vừa nghe nói mình vừa từ hội nghị ở thủ đô quay về thì bên dưới đã lập tức tiến hành công tác chứng thực tác phong sấm xét như vậy thật sự rất đáng khẳng định lúc này ánh mắt của hắn chợt lóe sáng hắn nhìn triệu nhân sơ rồi cười cười nói sao có ý nghĩ thì tốt chúng ta cần xem xét lại công tác của khối tư pháp điều này thật sự khó có được đồng chí nhân sơ cậu nói ý nghĩ của mình ra cho tôi xem như thế nào bí thư lưu ý nghĩ của tôi còn óc chút thô thiển có gì không phù hợp thì xin bí thư lưu cứ phê bình. Triệu nhân sơ cảm thấy trái tim mình đạp lên dồn dập hắn cố gắng áp chế hưng phấn trong lòng, lấy bản thảo mình đã viết ra với tất cả tâm huyết, sau đó dùng hai tay đưa cho bí thư lưu. Bí thư lưu, hôm qua tôi phụng mệnh đến huyện Lô Bắc điều tra sự kiện chấp pháp bạo lực. Bí thư lưu, không nhìn thì không biết, đến xem xét mới thấy các đồng chí tuyến dưới công tác hồ đồ như thế nào, thật sự làm cho người ta phải giật mình. Chuyện cảnh sát bức cung kẻ tình nghi ở huyện Lô Bắc tuy chỉ là hành vi cá nhân nhưng lãnh đạo chủ quản khối tư pháp và lãnh đạo huyện lại không ý thức được tính nguy hại của sự việc, đặc biệt là vị phó bí thư chủ quản khối tư pháp càng có tâm tình mâu thuẫn với quá trình điều tra của chúng tôi. Nếu lúc này không tra thuốc nhỏ mắt cho đám người huyện Lô Bắc thì Triệu Nhân Sơ sẽ không còn là Triệu Nhân Sơ nữa, bây giờ hắn cần biểu hiện, lại đúng thời điểm, nếu quá thời hạn thì sẽ thành phế thải mất. Con bà nó Triệu Nhân Sơ cũng rất biết cách khống chế thuốc tra mắt hắn biết rõ nói quá nhiều cũng không tốt, sẽ trở thành kẻ lắm mồm, thế cho nên hắn nói đến đúng điểm sẽ dừng lại. Bí thư lưu, tôi thấy quan niệm chấp pháp của nhân viên chấp pháp trong tỉnh cần phải có sự thay đổi, tôi cảm thấy chúng ta cần mở rộng một hội nghị để khởi xướng chấp pháp văn minh, chấp pháp theo nếp. Lưu canh lắng nghe rất chăm chú, khi triệu nhân sơ lên tiếng thì hắn còn hỏi hai ba vấn đề. Đến khi Triệu Nhân Sơ nói ra ý nghĩ cần phải tổ chức một hội nghị để mở rộng triển khai phương án chấp pháp văn minh, Lưu Canh lại trịnh trọng gật đầu. Đồng chí Nhân Sơ, hành vi chấp pháp bạo lực của huyện Lô Bắc có căn cứ chính xác không? Lưu Canh trầm giọng hỏi Triệu Nhân Sơ. Sự thật quá rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực. Bí thư Lưu, báo pháp chế tỉnh Chiết Giang đã có đăng ảnh, đáng tiếc là bí thư ủy ban tư pháp phương tử quân của huyện Lô Bắc và Cục Công an không chịu thừa nhận, chống chế bằng mọi cách, nhưng ảnh không phải là giả. Triệu Nhân Sơ dùng giọng chém đinh chặt sắt nói. Chỉ cần sự thật rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực thì tốt, chúng ta cần phải tổ chức một hành động triển khai chấp pháp văn minh trong toàn tỉnh, cũng không sợ đắc tội với người. Đồng chí Nhân Sơ, chuyện này cậu làm rất tốt, tôi cảm thấy lần này cần tổ chức hội nghị ở ngay huyện Lô Bắc, Bí thư nhất bình, chuyện này xem như cho anh xử lý, tổ chức sao cho tốt. Lưu canh lên tiếng thừa nhận làm cho Đinh nhất bình và Triệu Nhân Sơ cực kỳ vui mừng, hai người bọn họ đang định nói hai câu hoàn thành trách nhiệm thì thư ký của Bí thư Lưu canh đẩy cửa đi vào. Có chuyện gì? Lưu Canh thấy thư ký lặng lẽ đi đến bên cạnh thì khẽ nói. "Bí thư Lưu, tổng biên tập cận của báo Pháp chế nói có chuyện gấp cần gặp anh." Thư ký cúi người khẽ nói với Lưu Canh. "Báo Pháp chế chiết Giang tuy chỉ là một tòa soạn nhưng nói về vấn đề quan hệ thì trên danh nghĩa vẫn trực thuộc Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy. Những năm qua các đơn vị dần theo hướng thị trường, Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy cũng không muốn chen vào quá sâu với báo Pháp chế." nhưng nếu nói về quyền sở hữu thì ủy ban tư pháp tỉnh ủy vẫn là nhà chồng. Lưu Canh nghe thấy thư ký báo cáo như vậy thì trên mặt nở nụ cười thản nhiên, hắn hời hợt nói. Cận Đông Cường này đúng là, chỉ là chút chuyện lông gà vỏ tỏi mà có thể nói là chuyện cấp tốc. Cuối cùng thì anh ta cũng là một phóng viên, các khoa trường vẫn biểu hiện rõ ràng, dùng danh nghĩa báo cáo để chạy đến đây, sợ rằng chưa hôm nay không cho đối phương xuất huyết không được. Triệu nhân sơ nghe Lưu Canh nói mà mỉm cười, trong lòng chợt bùng lên cảm giác hâm mộ. Lưu Canh nói tuy phê Bình cận Đông Cường chuyện bé xé ra to, nhưng lời nói tùy ý như vậy chứng tỏ cận Đông Cường rất được bí thư sủng ái. Nếu như mình có thể được bí thư vui cười nổi giận mắng như vậy, phê Bình bằng lời không chút che đậy miệng như thế, vậy trên địa bàn tư pháp trong tỉnh có ai không mua mình. Xem ra thân trong quan trường, được lãnh đạo phê Bình không che đậy miệng chính là một mâm bánh trái làm người ta thèm thuồng. Chương 240, chấp pháp cần phải nghiêm làm trái pháp luật cần phải truy cứu. Triệu nhân sơ chợt lóe lên một ý nghĩ, chợt nghe thấy Đinh Nhất Bình lên tiếng hát đệm. Bí thư lưu, nghe nói báo chí bán được với số lượng lớn, cuộc sống gia đình của cận Đông Cường cũng tạm ổn, làm dịu hơn so với những người cầm lương ba cọc ba đồng như chúng tôi, cho dù thổ hào đấu địa chủ cũng không đến đầu tiểu tử này. Tôi thấy không bằng cứ để anh ta tiến vào báo cáo công tác, sự việc gì cũng tốt, chuyện bé xé ra to cũng được, tối hôm nay nhất định phải ép anh ấy. Đinh Nhất Bình lên tiếng như vậy làm cho Lưu Canh chợt cười lên ha ha, lúc này hắn phất tay với thư ký. "Được, cứ theo lời bí thư Đinh, cậu gọi Cận Đông Cường vào đây, hôm nay chúng tôi cùng cho anh ấy xuất huyết." Triệu Nhân Sơ thấy hai vị lãnh đạo kẻ sướng người hỏa thì hiểu rõ vì sao bí thư Đinh trẻ tuổi hơn lại có thể ngồi trên vị trí này, thế là hắn cũng cười cười với hai vị bí thư, chờ Cận Đông Cường đi đến. Trong lòng hắn cũng rất hy vọng mình có thể được tham gia vào bữa tiệc của hai vị lãnh đạo như vậy không phải tối nay mình sẽ có cơ hội được thân cận với các vị lãnh đạo sao. Cận Đông Cường hơn 40 tuổi, tóc vuốt keo bóng loáng, phối hợp với giày tây đen, cũng là một người phong độ nhẹ nhàng, nhưng lúc này vì tổng biên tập phong độ nhẹ nhàng này lại có vẻ cực kỳ bối rối và cấp tốc. Bí thư lưu, anh nên giúp đỡ chúng tôi, nếu ngày mai báo pháp chế không thể xuất bản thì cũng phiền toái. Cận Đông Cường vừa thấy mặt lưu canh thì dùng giọng đưa đám nói. Nói trắng ra thì Cận Đông Cường là một kẻ có nửa người trong quan trường, hắn cũng hiểu rõ quy củ quan trường, lúc này hắn lại tỏ ra thất hồn lạc phách, để để thấy sự việc không nghiêm trọng đến mức nào. Lưu Canh đang nghĩ ngợi làm sao cho Cận Đông Cường xuất huyết thì chợt thu hồi tâm tư đùa giỡn, hắn ngồi xuống ghế rồi dùng giọng nghiêm trang nói. Giám đốc Cận, có vấn đề gì sao? Trời sập rồi à?" Bí thư Lưu, không phải trời sập, mà dù trời sập cũng không sợ, còn có anh đẩy hộ." bây giờ sự việc xảy ra nếu ngài không lên tiếng thì coi như chức vụ tổng biên tập của tôi cũng chấm dứt cận đông cường cười cười với đinh nhất bình sau đó đặt mông ngồi xuống chiếc ghế sa lông ở góc xéo so với lưu canh sao vậy anh nói tôi nghe xem lúc này lưu canh càng không hoảng hốt hắn khẽ vung tay lên với cận đông cường rồi mỉm cười nói cận đông cường nhìn vẻ bình tĩnh ung dung của lưu canh thì cũng bình tâm lại hắn nói bí thư lưu báo chí ngày mai phải phát hành nhưng hôm nay phó tổng biên tập và vài vị phụ trách trang báo đều bị người của tòa án gọi đi đến bây giờ còn chưa quay lại anh nói xem trong bụng tôi còn chưa định hình đứa bé như thế nào ngày mai sao có thể sinh ra được báo chí ngày mai biết xuất bản ra sao tổng và phó biên tập bị tòa án gọi đi những lời này vừa phát ra từ miệng cận đông cường thì dù là lưu canh cũng kinh hãi hắn là bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy hắn thật sự không ngờ dưới trướng của mình lại phát sinh một sự việc ly kỳ như vậy hắn thấy đây không phải là sự kiện nước lớn cuốn trôi miếu long vương hoặc người cùng nhà đánh nhau sao chuyện gì xảy ra anh tiếu sao lại như vậy trước đó không báo một tiếng cho ủy ban tư pháp sao vẻ mặt lưu canh chợt trầm xuống anh tiếu trong miệng lưu canh chính là tránh án tòa án tỉnh bí thư lưu là chủ quản khối tư pháp nhưng không ngờ hai ban ngành dưới mình lại cấu véo nhau điều này làm hắn bực mình cận đông cường dùng giọng bất đắc dĩ rồi giang tay nói bí thư lưu nếu tranh án tiếu nói thì hay quá cũng không cần phải đến gặp anh mấu chốt của vấn đề căn bản chính là người của tranh án tiếu ra tay lưu canh vừa nghe thấy đó không phải là tòa án tỉnh thì vẻ mặt thoải mái hơn một chút hắn mỉm cười không phải do tiếu hồi mộng ra tay vậy thì kỳ quái chẳng lẽ là tòa ánh thành phố giang thị bọn họ có khí phách lớn như vậy sao giám đốc cận tôi thấy anh cũng không giống như những gì mình từng khoác lác nói là tung hoành vô địch trong hệ thống tư pháp thành phố giang thị bây giờ thì sao? Đinh Nhất Bình thấy Lưu Canh mở lời diễu cợt cận Đông Cường thì cũng lên tiếng trêu ghẹo. Bí thư Lưu, giám đốc cận có lẽ nói về tất cả khối tư pháp các quận huyện ở thành phố Giang Thị, cảnh giới của anh quá cao, cho nên có hơi lệch. Đinh Nhất Bình nói như vậy làm cho Lưu Canh càng cười ha hả hưởng thụ, nhưng lúc này cận Đông Cường lại không thể cười, hắn dùng giọng sầu khổ nói. Ôi, bí thư Lưu, câu nói kia vào lúc say rượu là tôi lỡ lời, tôi thừa nhận mình có nói như vậy anh không biết đấy thôi, tôi chỉ nói vài lời cho ai, nào có được thái quá như thế. Nhưng thật sự cũng không phải là tòa án thành phố Giang Thị, dựa vào tình cảm của tôi với bọn họ, cũng không xảy ra sự việc như vậy. Không phải là người của tòa án Giang Thị, vậy còn là ai, bọn họ cũng dám tùy tiện đến tỉnh bắt người sao? Vẻ mặt Lưu Canh chợt biến đổi, hắn dùng giọng căm tức nói. Bí thư Lưu, bọn họ cũng không nói bắt người, khi đi đến chỉ nói yêu cầu đi theo hỗ trợ điều tra. Cận Đông Cường thấy Lưu Canh nổi giận thì cẩn thận lên tiếng giải thích. Lưu Canh có thể trở thành bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy cũng là người tu luyện thành tinh. Hắn vừa nghe thấy giọng điệu ỉu xìu của Cận Đông Cường thì biết tiểu tử kia rõ ràng là đối lý trên sự kiện này. Nếu không thì Cận Đông Cường cần gì phải lo lắng thái quá như vậy. Hắn đưa mắt nhìn qua Cận Đông Cường, cũng không nói thêm điều gì, chỉ chờ Cận Đông Cường mở miệng. Bí thư Lưu, nói ra cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ sợ tiếng vang ngoài xã hội sẽ rất mạnh hai ngày trước có một phóng viên cò bài viết về tình hình chấp pháp bạo lực ở huyện Lô Bắc. Cận Đông Cường vừa nói vừa lấy từ trong cặp của mình ra hai tờ báo pháp chế. Triệu Nhân Sơ không ngờ sự kiện này có liên quan đến huyện Lô Bắc, hắn vốn nghĩ muốn làm tốt quan hệ với Bí Thư Lưu, thế cho nên lúc này cũng đặt hết tâm tư lên người Cận Đông Cường. À, Lưu Canh tiếp nhận báo chí và xem xét. Bài viết này thì sao? Các anh là hệ thống của khối tư pháp, có dũng khí tự tra tự truy cứu như vậy là rất tốt, hơn nữa còn biết cách làm chim gõ kiến đoán bệnh cứu người, chỉ cần nhìn vào điểm này thì thấy phong viên ghi bài viết phản ánh là có dũng khí đáng khen. Bí thư lưu, mấu chốt của vấn đề là, là bản tin này không đúng, phóng viên đã giả tạo sự thật, tòa soạn quản lý không nghiêm, hôm nay mới rơi vào thế bị động. Cận Đông Cường lên tiếng giải thích, bộ dạng muốn nói lại thôi, giống như nuốt nuốt cả hai bài báo kia vào bụng. Không phải có cả ảnh sao? ảnh cũng không phải là thật à. Lưu Canh lúc này đã đặt tất cả tâm tư lên sự kiện ở huyện Lô Bắc, hắn vừa nghe xong báo cáo thì bây giờ dám nốc tòa soạn lại đến nói đó là tin tức vô căn cứ, thế cho nên trong lòng cực kỳ sợ hãi. Vẻ mặt cận đông cường càng thêm xấu hổ, hắn chỉ vào tấm hình, bộ dạng khó chịu. Bí thư Lưu, nếu không có ảnh thì không có chuyện gì cả, nhưng đây là tấm ảnh được chỉnh sửa cắt ghép, anh xem nữ cảnh sát này, cô ấy, cô ấy đang bay giữa không trung bay giữa không trung. Những lời của cận đông cường không quá lớn nhưng dù là lưu canh hay Đinh Nhất Bình cũng không khỏi sướng sờ. Lúc này Đinh Nhất Bình cũng xem như ý thức được vấn đề, hắn đưa mắt nhìn triệu nhân sơ, gương mặt cực kỳ lạnh lẽo. Lúc này triệu nhân sơ đã cực kỳ hối hận, ảnh là giả, bản tin cũng là giả, mình lại đến huyện Lô Bắc điều tra sự việc, chính mình còn viết ra một bản báo cáo cực kỳ thần kỳ, lại gióng giạc lên kế hoạch tổ chức hội nghị tư pháp với bí thư lưu, đây chẳng phải sự kiện làm người ta cười rụng răng sao? Triệu Nhân sơ nghĩ đến hậu quả mà không còn tâm tư xem xét vẻ mặt của Đinh Nhất Bình, càng không có thời gian nghĩ xem những lời tán thưởng của bí thư Lưu vào lúc vừa rồi là tốt hay xấu. Lúc này hắn chỉ nghĩ một vấn đề, đó là làm sao thu hồi những lời vừa rồi của mình. Sao có thể, sao có thể thu hồi lại đây? Lưu canh dùng ánh mắt chăm chú nhìn tấm hình trên bài báo, hắn thấy nữ cảnh sát xinh đẹp đang bay trên không trung mà vẻ mặt chợt biến đổi. Dù hắn là cán bộ cấp phó bộ nhưng lúc này trong lòng cũng không khỏi phát lạnh, nếu như không phải là cận đông cường kịp thời chạy đến, nếu mình thật sự mở một hội nghị tư pháp, đây chẳng phải chuyện cười cho thiên hạ sao. Không phải là một lời châm chọc với công tác của mình à. Tuy sự kiện sẽ không quá ảnh hưởng đến vị trí của mình, nhưng bị người ta nói là ngu ngốc cũng không thể nào bỏ xuống khỏi đầu. Bốp! Lưu canh chợt vỗ tay lên bàn thật mạnh, sau đó hắn chỉ vào cận đông cường. Cận Đông Cường, anh làm ăn thế nào vậy? Báo pháp chế không đi theo con đường chính đạo, còn dùng nó để làm công cụ hãm hại nhân viên pháp chế, tôi thấy anh là giám đốc bị mù mắt rồi. Cận Đông Cường chỉ có thể cười khổ với tình huống bí thư lưu nổi giận, tuy trước khi đến hắn sẽ biết bí thư chắc chắn nổi cơn bão tố, nhưng bây giờ sự việc đến đầu thì hắn cũng chỉ có thể kiên trì, ai bảo trước đó hắn quản lý không nghiêm. Tự tạo dựng ảnh, đúng là có năng lực, tòa soạn các anh cho ảnh giả lên báo, cũng là năng lực cao vời, các anh thu của người ta bao nhiêu tiền hoa hồng? Đây là một bà tai vào thẳng mặt khối tư pháp chúng ta, đánh thẳng vào mặt Lưu canh tôi đây. Vẻ mặt Lưu canh cực kỳ khó coi, ngón tay chỉ vào mặt cận đông cường, lớn tiếng mắng. Triệu Nhân Sơ nhìn cận đông cường bị Lưu canh lớn tiếng mắng chửi mà tràn đầy hâm mộ, có thể được bí thư Lưu mắng một trận như vậy, rõ ràng là bí thư đang hận không thể rèn sắt thành thép, chỉ ngại ngọc không đủ sáng, nếu không thì nói hai lời đã trực tiếp khai trừ rồi còn gì? hoặc là không nói lời nào mà nhớ rõ sự kiện lần này, có cơ hội sẽ cho đối phương biết tay, không phải sẽ dễ dàng hơn phương án phát tiết bằng nước bọt này sao? Mà chính mình bây giờ không được nghe lời phê bình của lãnh đạo mới là thảm nhất. Triệu nhân sơ hy vọng bí thư lưu cũng có thể chửi mình vài tiếng, nếu như bí thư có thể dùng giọng không chút che đậy như vậy để mắng mình, như vậy sau này tương lai của mình vẫn còn ở lại. Nhưng đáng tiếc là lưu canh đã quên sự hiện hữu của hắn, ngay cả đinh nhất bình cũng cúi đầu không nói gì giống như hoàn toàn quên đi tất cả sau khi lưu canh ngồi xuống thì cận đông cường mới dùng giọng chú ý nói bí thư lưu chúng tôi biết rõ chuyện này là chúng tôi làm sai dù là kiểm điểm hay xử lý người thì chúng tôi cũng chấp nhận nhưng bây giờ tòa án huyện lô bắc lại đưa người của chúng tôi đi ngày mai sợ rằng sẽ không có báo chí được phát hành mang đi điều tra hừ tôi cảm thấy người ta đưa đi cũng không sai Lưu Canh nói rất cứng rắn, nhưng Cận Đông Cường cũng đã nghe và hiểu ý của bí thư Lưu. Trong căn phòng của Lưu Canh cực kỳ yên ắng, không có chút âm thanh nào, mọt áp lực vô hình lưu động trong không khí. Dù là Đinh Nhất Bình hay Triệu Nhân Sơ cũng cố gắng bình lòng yên khí, không dám có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ sẽ quấy nhiễu không gian trầm tư của bí thư Lưu. Huyện Lô Bắc Ha ha, huyện Lô Bắc thật sự gây ra sự việc không nhỏ, Đông Cường, anh, tôi cho anh trở về, tốt xấu gì cũng phải xuất bản tờ báo ngày mai, ai phạm phải sai lầm, ai chịu trách nhiệm, xử lý thế nào, tất cả phải điều tra đến cùng, không được nuông chiều. Lưu Canh đã khôi phục lại trạng thái bình tĩnh, hắn dùng thái độ nghiêm khắc nói với Cận Đông Cường. Đó là tất nhiên, là tất nhiên. Cận Đông Cường nghe thấy Lưu Canh nói như vậy thì vẻ mặt đã buông lỏng xuống hơn phân nửa, nếu một giám đốc như hắn không phải gánh trách nhiệm quá lớn thì báo chí vẫn được xuất bản, còn những chuyện khác càng dễ nói. Ánh mắt của Lưu Canh Lơ đã rơi lên người của Triệu Nhân Sơ và Đinh Nhất Bình, hai người lúc này giống như những đứa bé mắc phải sai lầm, đặc biệt là Triệu Nhân Sơ càng sinh ra cảm giác hồn vía lên mây. Lưu Canh không nói gì, hắn cầm lấy sổ điện thoại định lật ra xem, đúng lúc cận đông cường khẽ nói. "Bí thư Lưu, phó bí thư chủ khảo khối tư pháp của huyện Lô Bắc tên là Vương Tử Quân, đây là số điện thoại của anh ấy." Lưu Canh nghe được ba chữ Vương Tử Quân thì ngón tay khựng lại nhưng sau đó hắn lại nhanh chóng gọi điện thoại đi. Alo, chào anh, xin hỏi có phải là bí thư tử quân không? Tôi là bí thư lưu canh của Ủy ban tư pháp tỉnh ủy. Lưu canh nói với gương mặt tràn đầy nụ cười. À, bí thư vương, chuyện này giám đốc cận đã báo cáo với tôi, tôi rất tức giận, cảm thấy cực kỳ phẫn nộ vì những chuyện xảy ra ở tòa soạn. À, lúc này các đồng chí tuyến dưới phải chịu uất ức, đặc biệt là nữ cảnh sát kia càng chịu nhiều uất ức, anh ra mặt ân cần thăm hỏi cô ấy dùm tôi. Đối với chuyện này thì ý kiến của tôi là chấp pháp cần phải nghiêm, những gì trái pháp luật đều bị tra cứu, trách nhiệm của ai thì người đó gánh chịu. Nhưng có đôi khi chúng ta làm việc cũng cần phải chú ý đến chuyện chủ tính chung, giám đốc cận đã thừa nhận trách nhiệm, nhưng chuyện xuất bản báo pháp chế là không thể chậm trễ được. Được rồi, cứ như vậy, Bí Thư Vương, anh có thể đứng vững trước áp lực, làm tốt công tác của mình, điều này là rất tốt. À, lát nữa tôi sẽ để giám đốc cận liên lạc với anh. Lưu Canh nói xong thì đặt điện thoại xuống. Cận Đông Cường dùng ánh mắt cẩn trọng nhìn Lưu Canh cúp điện thoại, hắn muốn mở miệng nhưng đã ngậm lại, tuy hắn và Lưu Canh có quan hệ không tệ, thế nhưng hắn biết rõ cái gì nên nói và không nên nói. Giám đốc cận, các đồng chí tòa án của huyện Lô Bắc vẫn chưa đi, anh đi tìm bọn họ đi. Đúng rồi, nói chuyện phải khách khí một chút, các đồng chí tuyến dưới cũng công tác không dễ dàng gì. Lưu Canh đặt điện thoại xuống rồi dùng giọng dặn dò nói với Cận Đông Cường. Cận Đông Cường thấy sự việc được giải quyết thì vẻ mặt trở nên vui vẻ, hắn muốn nói vài câu nịnh nọt bí thư Lưu, thế nhưng nhìn vẻ mặt âm trầm của bí thư thì hắn cũng chỉ dám nói sẽ chấp hành chỉ thị của bí thư, sau đó cất bước đi ra ngoài. Sau khi Cận Đông Cường rời đi, trong phòng chỉ còn lại ba người Lưu Canh, lúc này triệu nhân sơ thật sự như kiến bỏ chảo nóng, chân tay luống cuống, vô tình không biết làm sao cho phải. Bí thư lưu, chuyện này tôi cần nhận kiểm điểm với anh, tôi công tác không cẩn thận, thiếu chút nữa đã gây nên tổn thất lớn. May mà bí thư lưu nhìn rõ mọi việc, thiếu chút nữa tôi phải thừa nhận trách nhiệm, mong anh cứ phê bình. Đinh Nhất Bình trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng mới dùng giọng đau dớn thừa nhận sai lầm với Lưu Canh. Lúc này vẻ mặt Lưu Canh cực kỳ ngưng trọng, hắn nhìn thoáng qua Đinh Nhất Bình, sau đó gật đầu nói. Bí thư Nhất Bình, chuyện này cũng không phải là sai lầm của anh, không cần có gánh nặng tâm lý nhưng sau này anh nên công tác cực kỳ cẩn trọng tránh những chuyện như vậy xảy ra đinh nhất bình vội vàng gật đầu trong miệng nói thêm vài lời đảm bảo triệu nhân sơ thấy đinh nhất bình cúi đầu nhận sai hắn cũng lên tiếng bí thư lưu chuyện này tôi khi triệu nhân sơ còn chưa nói dứt lời thì lưu canh đã vung tay lên chuyện này dừng lại ở đây tôi còn có việc các anh cứ đi trước triệu nhân sơ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của lưu canh Hắn còn muốn nói thêm điều gì đó thì lại bị Đinh Nhất Bình kéo ra ngoài. Lúc này Đinh Nhất Bình cũng mặc kệ Triệu Nhân Sơ có nghe lời hay không, điều đầu tiên chính là đảm bảo tính mạng của mình. Khi hai người sắp ra đến ngoài thì lưu canh lại chậm rãi lên tiếng. "Đồng chí Nhân Sơ đã khổ cực công tác vì khối tư pháp, đã mệt mỏi hơn nửa đời người, cũng nên nghỉ ngơi một chút, sau này cũng không nên cho anh ấy khổ cực như vậy nữa." Triệu Nhân Sơ đang đi ra ngoài cửa với bộ dạng cực kỳ sợ hãi lúc này hắn càng giống như mất đi phương hướng nếu như không phải đinh nhất bình kéo đi sợ rằng hắn đã sợ đến mức ngồi ngay xuống đất không cần phải vất vả phả thêm không phải mình trở thành người rảnh rỗi của ủy ban tư pháp tỉnh ủy hắn chưa từng nghĩ mình sẽ phải xin nghỉ hưu sớm khi bị đinh nhất bình kéo ra ngoài triệu nhân sơ cũng không biết rõ phòng làm việc của mình ở nơi nào đinh nhất bình kéo triệu nhân sơ đến phòng làm việc của mình sau đó bỏ tay triệu nhân sơ ra hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn triệu nhân sơ rồi nói đồng chí triệu nhân sơ bí thư lưu có tư tưởng bảo vệ đồng chí sau này anh đến phòng hồ sơ mà công tác nếu nói có chỗ nào thanh nhàn nhất thì chính là phòng hồ sơ của ủy ban tư pháp mỗi ngày ngoài việc đối mặt với một đống hồ sơ thì căn bản không còn gì để đi như vậy dù là một lão giả sống ngàn năm cũng phải mốc meo hao gầy triệu nhân sơ nghĩ đến phòng hồ sơ u ám thì cảm thấy ngây người hai môi khẽ mấp máy hắn muốn nói với đinh nhất bình là mình đang còn trẻ nhưng ngay sau đó hắn cảm thấy máu dâng lên chợt ngã ngay xuống đất vương tử quân khẽ đặt điện thoại xuống tuy đã nắm chắc thắng lợi trong tay nhưng sau khi nhận được điện thoại thì trong lòng hắn chợt sinh ra cảm giác giải thoát và thoải mái trước nay chưa từng có những ngày qua hắn biểu hiện bình tĩnh như không có gì xảy ra vẫn là bộ dạng nước chảy mây trôi nhưng trong lòng lại có một tảng đá khó thể nào lái đi tôn hạ châu đứng ở bên cạnh vương tử quân dù không nghe rõ nội dung cuộc điện thoại, nhưng nhìn vào vẻ mặt tươi cười của Bí Thư Vương, hắn cảm nhận được một cảm giác buông lòng. Hạ Châu, cậu gọi điện thoại cho tranh án phó, để anh ấy thông báo cho các đồng chí đã đến thành phố Giang Thị, thả những phóng viên và biên tập viên bị bắt để hỗ trợ điều tra kia ra, nhưng phải lấy lại lời khẩu cung của từng người. Vương tử quân ném cho tôn Hạ Châu một điếu thuốc rồi dùng vẻ mặt nghiêm túc nói lời sắp xếp. Bí thư vương, chuyện kia đã được giải quyết rồi sao? Tôn Hạ Châu biết rõ chuyện tòa án sai người đến thành phố Giang Thị bắt người, trong lòng cũng có chút an ủi. À, vừa rồi bí thư lưu của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy gọi điện thoại đến, chuyện này trên cơ bản đã không có vấn đề. Vương Tử Quân để cho Tôn Hạ Châu châm thuốc cho mình, hắn cười hì hì nói. Chúng ta thì không việc gì, nhưng có vài người cần phải chịu trách nhiệm. Tôn Hạ Châu nhìn nụ cười vui vẻ của Vương Tử Quân, trong lòng có chút chờ mong làm quan phải có quy tắc của kẻ làm quan, trong thể chế thì đại bộ phận quan viên đều như cao su, tùy tiện cho lãnh đạo bóc nghiến trà sát, đây không phải là để mặc cho người ta điều khiển, chính là sự trưởng thành trên chính trị. Chỉ cần nhìn vào điểm này thì thấy Bí Thư Vương tuyệt đối là một đại nhân vật, Tôn Hạ Châu thích cách xử lý sự việc của Bí Thư Vương, nếu không ra tay thì thôi, đã ra tay phải làm cho người ta kinh hãi. Trên tầng cao nhất của nhà khách huyện ủy huyện Lô Nam, trong một gian phòng rực rỡ xa hoa được lắp đặt các thiết bị xa xỉ, lúc này có bốn người đang chơi mặt trược, những lá bài mặt trược làm bằng ngọc thạch tinh xảo được chất đống trên bàn. Hai chục ngàn. Trần Lưu Căn khẽ ném ra hai chục ngàn lên bàn, trên mặt là nụ cười thản nhiên. Tốt, giám đốc Trần, tục ngữ nói rất hay, đỏ tính đen bạc, anh là người nắm nhiều tiền, là chủ nợ của nhiều nơi, nhưng kỹ thuật đánh bạc thì quá kém. Hai chục ngàn này tôi đã chờ lâu rồi, anh coi như chỉ bỏ ra chút nước nhỏ giọt mà thôi. Người đàn ông trung niên ngồi ở hướng bắc cầm lấy hai chục ngàn mà không kìm được vẻ vui mừng, lại mỉm cười trêu chọc Trần Lưu Căn. Trần Lưu Căn đẩy những quân mặt trước trước mặt mình, hắn cười ha hả nói. Bí thư Hàn, hôm nay anh gặp may, tôi nào có biện pháp gì hơn được. Bí thư Hàn, ở huyện Lô Nam này người có thể được Trần Lưu Căn gọi là bí thư Hàn chỉ có thể là bí thư huyện ủy Hàn Tắc Hưng, trong mắt cán bộ và quần chúng huyện Lô Nam thì đây là một vị lãnh đạo nói năng cực kỳ cẩn trọng, nhưng lúc này gương mặt nghiêm túc ngày thường đã biến thành một đóa hoa màu gà nhơn nhất, hắn thu gom tất cả phần tiền thắng được vào trong lòng. Trong âm thanh tẩy bài rộn rã, Hàn Tác Hưng nhận lấy điếu thuốc lá của Quách An Quyên đưa tới, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi nói. Giám đốc Trần, đám công nhân gây rối kia anh xử lý thế nào? Audio điện tử võ tấn bền kết tập 19